Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 441. Nếu như có thể chiếm đoạt cái này Cửu Dương Tiên Đế, đối mặt trời gay gắt mệnh tinh thức tỉnh, có to lớn tăng thêm hiệu quả. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đi. Diệp Thần biết, mình không thể nào chiếm đoạt Cửu Dương Tiên Đế, cảnh giới chênh lệch quá xa, đánh cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Cho nên, hắn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Hư không tan vỡ, từng cổ một hắc ám vòng xoáy, như hắc động vậy, ở Cửu Dương Tiên Đế quanh người nổi lên. Những thứ này lỗ xoáy đen, tràn ra tham lam hấp lực, điên cuồng ăn cắp Cửu Dương Tiên Đế trên mình linh khí. Ừ, Cửu Dương Tiên Đế thần sắc thay đổi, chỉ cảm thấy thật giống như có từng cái con đỉa, hút trên người mình, điên cuồng hấp thu hắn linh khí tinh hoa. Đây là, Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Trong truyền thuyết đủ để ăn cắp chư thiên hết thảy bí thuật. Ngươi làm sao sẽ? Cửu Dương Tiên Đế tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể nắm trong tay Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, thậm chí lại dám ở trên người hắn sử dụng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Cửu Dương Tiên Đế bộ phận linh khí, bị trộm lấy ra đi. Diệp Thần ăn cắp đến bộ phận này linh khí, lập tức toàn bộ bơm vào nhập mặt trời gay gắt mệnh tinh bên trong đi. U tối mặt trời gay gắt mệnh tinh, thoáng truyền ra một chút chập chờn, mặc dù khoảng cách chân chính thắp sáng còn đặc biệt xa xôi. Nhưng có thể khẳng định là, những thứ này liệt nhật ma tộc linh khí, đối thức tỉnh mặt trời gay gắt mệnh tinh, có tốt vô cùng hiệu quả. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, lần nữa thúc giục Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, hư không nổ tung, từng cái mang hoang không hơi thở bóng mở móng vuốt, như rắn độc loạn vũ vậy bắn ra. Hừ, còn muốn tới. Cửu Dương Tiên Đế tức giận, sử dụng một chuôi mặt trời phi kiếm, kiếm quang nóng rực. Đem đạp chết đến bên người hắn bóng mở móng vuốt, toàn bộ chém chết. À à à. Nhưng, ở Cửu Dương Tiên Đế sau lưng, nhưng truyền ra từng trận kêu thê lương thảm thiết. Chỉ gặp sau lưng hắn, rất nhiều liệt nhật ma tộc cường giả, bị Diệp Thần Đại Hoang Thâu Thiên Thuật tập sát, thân thể bị từng cái bóng mở móng vuốt xuyên qua, trong cơ thể linh khí tinh hoa, vậy toàn bộ bị rút ra lấy ra ngoài. Diệp Thần đem Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, vận chuyển tới trình độ cao nhất. Điên cuồng ăn cắp những cái kia liệt nhật ma tộc cường giả linh khí, tại chỗ liền đem bọn họ ép khô. Từng luồng tràn đầy ánh mặt trời chiếu rọi linh khí, hội tụ đến Diệp Thần mặt trời gay gắt mệnh tinh huyệt khiếu bên trong. Trong thoáng chốc, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Vậy mặt trời gay gắt mệnh tinh, vẫn không có thức tỉnh dấu hiệu, nhưng đạt được như thế nhiều linh khí bơm vào, cũng là phụng dưỡng lại Diệp Thần, để cho Diệp Thần tu vi hơi thở, lấy được không thiếu tăng lên. Thật ra thì, lấy Diệp Thần trước mắt Đại Hoang Thâu Thiên Thuật thành tựu, còn chưa đủ để đem ăn cắp mà đến linh khí, toàn bộ hoàn mỹ dung nhập vào mình trong cơ thể. Nhưng, hắn ăn cắp những cái kia ma tộc, có thể đem ăn cắp mà đến linh khí, toàn bộ dung nhập vào mệnh tinh huyệt khiếu bên trong, gián tiếp hấp thu, tăng lên cũng là to lớn. Thằng nhóc, ngươi dám. Cửu Dương Tiên Đế thấy thủ hạ mình ma tộc, trong nháy mắt liền bị Diệp Thần trộm không khí máu, thành khô thi, tại chỗ giận dữ. Một kiếm chém ngang hư không, bạo giết tới. Đây là Tiên Đế một kiếm, khí thế 10 phần hung mãnh. Diệp Thần biết đối kháng bất lợi, nhưng chung quanh không gian lại bị phong tỏa, không cách nào rời đi. Phúc tới tâm linh dưới, hắn nhưng dòm ngó thấy phương pháp phá cuộc. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, ăn cắp hư không, xúc địa thành thốn. Diệp Thần lần nữa bùng nổ Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, nhưng lần này, hắn cũng không phải là muốn ăn cắp Cửu Dương Tiên Đế linh khí, mà là ăn cắp chung quanh không gian. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật bộc phát ra, Diệp Thần phía sau ngàn dặm không gian, lập tức toàn bộ bị hắn thua mất. Không gian bị trộm mất, ngàn dặm khoảng cách rất xa, lập tức bị kéo đến kề bên. Diệp Thần lắc người một cái, liền mang theo Võ Dao và Trung Trần, vượt qua cái này kề bên khoảng cách, lại đem mới vừa trộm mất không gian, lại lần nữa thả ra ngoài. Cửu Dương Tiên Đế ánh mắt hoa lên, một kiếm rơi vào khoảng không, nhưng thấy Diệp Thần xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, nhất thời cả kinh thất sắc. Cái này, đây chính là Đại Hoang Thâu Thiên Thuật bí ẩn sao? Cửu Dương Tiên Đế ngây dại, muốn đuổi theo, dẫu sao hắn thực lực cường hãn, đủ để phá vỡ hư không đuổi giết. Nhưng, Diệp Thần nhân quả dấu vết, cũng rất mau ở chỗ này phương thiên địa tiêu tán, người cũng không thấy. Vậy Đại Hoang Thâu Thiên Thuật không chỉ là có thể ăn trộm không gian, còn có thể ăn trộm tự thân nhân quả dấu vết, lại ẩn núp, né tránh địch nhân truy đuổi dò. Hay,
hay lắm. Diệp Thần cả người tràn ngập đại hoang thâu thiên thuật linh khí, chỉ cảm thấy cái này chư thiên thời không, liền không có thứ gì, là mình không trộm được. Hắn thậm chí liền tự thân nhân quả dấu vết, đều có thể ăn trộm ẩn núp, đơn giản là hay không thể nói. Hoàng lão, người cái này đại hoang thâu thiên thuật, thật đúng là kỳ diệu rất. Diệp Thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng hoang hay nói. Dĩ nhiên, đây chính là đại hoang không kinh tột cùng nhất thần thông, cũng là ta hoang tộc lợi hại nhất thuật pháp chỗ, đủ để cùng tam thập tam thiên thần thuật sánh bằng, cái gì đều được lấy trộm, người sau này thật tốt lợi dụng. Hoang lão đạo, đây là tự nhiên. Diệp Thần gật đầu, thoát khỏi cửu dương tiên đế đuổi giết, nguy cơ giải quyết, Diệp Thần, Võ Giao, Trung Trần ba người, tâm tình đều là buông lỏng rất nhiều. Trung Trần nói, luân hồi chi chủ, ta mang người đi bất hủ thần tháp, gặp chúng ta bất hủ thần quốc tiên đế quân chủ, hắn kêu đoàn thu sinh, người muốn làm linh thính giả, còn cần hắn hỗ trợ chủ trì nghi thức mới được. Hôm nay nham thần thiên tôn ý chí, bị ma nữ che đậy, muốn cùng câu thông, 10 phần khó khăn. Trung Trần cái này linh thính giả, là hoàn toàn không cách nào trao đổi. Hắn chỉ muốn đem linh thính giả vị, nhường cho Diệp Thần, để cho Diệp Thần đi thử nghiệm. Diệp Thần có nham thần máu, nếu như hắn làm linh thính giả, rất có thể câu thông đến nham thần thiên tôn, từ đó giải quyết khốn cục trước mắt. Chỉ bất quá, cái này linh thính giả thay đổi nghi thức, Trung Trần cũng không biết như thế nào bố trí, chỉ có mời bất hủ thần quốc tiên đế quân chủ đoàn thu sinh, mới có thể chủ trì. Diệp Thần gật đầu, liền ở Trung Trần dưới sự hướng dẫn, đi tìm đoàn thu sinh. Toàn bộ bất hủ thần quốc, chỉ có một cái tiên đế, chính là đoàn thu sinh. Liệt nhật ma tộc hạ xuống, muốn tiêu diệt bất hủ nhân tộc, cướp lấy nham thần thiên tôn bảo tàng. Mới vừa thời điểm bắt đầu, nham thần thiên tôn ý chí, còn không bị ma nữ che đậy. Ở nham thần thiên tôn dưới sự che chở, đoàn thu sinh dẫn bất hủ thần quốc con dân, thề chống lại, chặn lại liệt nhật ma tộc xâm chiếm. Nhưng sau đó đột nhiên, nham thần thiên tôn ý chí, liền bị che lại. Trung Trần lắng nghe đến nham thần thiên tôn sau cùng thần dụ, là nham thần thiên tôn nói, hắn trước mắt xuất hiện hắc ám sương mù dày đặc, hắn không tìm được cố hương tọa độ, không thể lại che chở bất hủ thần quốc. Mất đi nham thần thiên tôn che chở, bất hủ thần quốc lần lượt tháo chạy, lại cũng không cản được liệt nhật ma tộc xâm lược. Mấy chục triệu bất hủ nhân tộc con dân, toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ hết sức. Chỉ có đoàn thu sinh, mang mấy ngàn cái còn sót lại cường giả, chạy tới bất hủ thần quốc hắc ám thâm uyên phía dưới, né tránh liệt nhật ma tộc đuổi giết. Diệp Thần và Võ Giao, đi theo Trung Trần, đi tới vậy phiến hắc ám thâm uyên. Hắc ám thâm uyên bên trong, ẩn núp rất nhiều ma vật. Lấy Diệp Thần thực lực, những thứ này phổ thông ma vật, tự nhiên không tổn thương được hắn. Một đường đi tới trước, ba người rất nhanh là đến hắc ám thâm uyên trung ương, nơi này nhưng đứng sừng sững một tòa bảo tháp. Chỗ tòa này bảo tháp, tên là Bất Hủ Thần Tháp, chính là Bất Hủ Thần Quốc một trong pháp bảo cao cấp. Đoàn thu sinh mang mấy ngàn cái còn sót lại cường giả, chạy tới cái này hắc ám thâm uyên, liền là dựa vào cái này bất hủ thần tháp bảo vệ, mới không có gặp phải chung quanh ma vật công kích. Vốn là, Trung Trần cũng là người sống sót một trong, nhưng hắn mạo hiểm xuất ngoại, muốn lại câu thông nham thần thiên tôn, cũng không may mắn bị liệt nhật ma tộc bắt, nếu như không phải là Diệp Thần và Võ Giao tướng cứu, hắn đã bị giết tế trời. Trung Trần mang Diệp Thần và Võ Giao, đi tới vậy bất hủ thần tháp dưới. Chỉ gặp bất hủ thần tháp lối vào, có hai trưởng lão ở trấn thủ, bọn họ thấy Trung Trần trở về, thậm chí mang Diệp Thần và Võ Giao, đều là kinh hãi. Hai vị trưởng lão, Trung Trần chắp tay một cái, đơn giản nói trước mặt sự tình phát sinh, liền nói. Ta muốn mang luân hồi chi chủ và từ bi chủ, đi gặp đoàn thu sinh chí tôn, xin cho đi. Vậy hai trưởng lão nhìn nhau, một người trong đó nói, người muốn cầu tiên đế chí tôn chủ trì nghi thức. Đem linh thính giả quyền bính, nhường cho luân hồi chi chủ. Trung Trần nói, luân hồi chi chủ hắn không là người ngoài. Trưởng lão kia thở dài nói, à, ta cũng biết, luân hồi chi chủ không là người ngoài, hắn là nham thần thiên tôn truyền nhân, so người bất kỳ đều có tư cách làm linh thính giả. Nhưng, tiên đế chí tôn hắn bị thương quá nghiêm trọng, không thể bị người quấy rầy, lấy hắn hôm nay trạng thái, cũng không khả năng vì các người chủ trì nghi thức. Trung Trần có vẻ thất vọng, nói, phải không? Võ Giao nói, nhà các ngươi chí tôn bị thương sao? Ta Diệp Thần ca ca y thuật có thể lợi hại,
hắn nhất định có thể chữa khỏi nhà các ngươi chí tôn, ta trước mặt bị thương, cũng là Diệp Thần ca ca giúp ta chữa xong. Nàng lúc này nguyên khí đã khôi phục rất nhiều, hai tròng mắt chạm nhiên có thần. Hai trưởng lão nghe, trong lòng đều là giật mình, nhìn về Diệp Thần nói, ngươi thật có thể cứu chữa chí tôn. Diệp Thần nói, thử một chút cũng không sao. Hai trưởng lão nhướng mày một cái, bọn họ tiên đế chí tôn đoàn thu sinh, bị thương quá mức nghiêm trọng, nếu như Diệp Thần không có thể trị hết, lại tùy tiện quấy nhiễu, sợ rằng sẽ tăng thêm thương thế. Dẫu sao, từ ngoài mặt xem, Diệp Thần tu vi, cũng chỉ có thiên huyền cảnh tầng 2 thiên mà thôi, như thế nào có thể có nắm chắc, cứu chữa một cái tiên đế. Đang cái này hai trưởng lão, thời điểm do dự, bất hủ thần tháp đỉnh, nhưng truyền xuống một đạo yếu ớt thanh âm. Để cho bọn họ vào đi. Thanh âm này tuy yếu ớt, nhưng tự nhiên làm theo có một cổ uy nghiêm khí phách, làm người ta không dám kháng cự. Vậy hai trưởng lão, nhất thời lộ ra cung kính sợ hãi tư thái, cùng kêu lên kêu, ưng. Một cái trưởng lão hướng Diệp Thần nói, chí tôn kêu các ngươi đi vào. Lúc đầu thanh âm kia, chính là tiên đế đoàn thu sinh phát ra. Chí tôn thương thế. Trung Trần nghe được đoàn thu sinh thanh âm, nhưng cảm thấy thanh âm kia vô cùng yếu ớt, không khỏi được âm thầm lo lắng. Đi vào trước xem nói sau. Diệp Thần càng không chậm trễ, cùng võ giao, Trung Trần một đạo, tiến vào bất hủ thần tháp bên trong. Bất hủ thần tháp bên trong, khắp nơi đều là người bị thương, bọn họ là cả bất hủ thần quốc, cuối cùng còn sót lại xuống người sống. Toàn bộ bất hủ thần quốc, mấy chục triệu con dân, cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, chỉ có cái này mấy ngàn người may mắn sống sót, ở nơi này phiến hắc ám thâm uyên bên trong kéo dài hơi tàn. Thật là đáng thương. Võ Giao thấy như thế nhiều người bị thương, trong bụng rủ lòng thương xót, ánh mắt lại mang một chút thương cảm. Diệp Thần từ luân hồi mộ địa bên trong, lấy ra đại lượng đan dược, còn có một chút nguyên ngọc, phân phát xuống, cho mọi người chữa thương. Đám người người nói cảm ơn, có vẻ cảm kích. Luân hồi chi chủ, đây thật là quá nhiều cảm ơn ngươi. Trung Trần cũng là vô cùng cảm kích. Không sao, một cái nhấc tay thôi. Diệp Thần cười một tiếng, biểu thị không có vấn đề. Sau đó, hắn và Võ Giao, ở Trung Trần dưới sự hướng dẫn, đi tới bất hủ thần tháp tầng chót. Nơi này là tiên đế đoàn thu sinh chữa thương chỗ ở. Tầng chót cửa phòng đóng chặt, ngoài cửa có tất cả trưởng lão trấn thủ, thấy Diệp Thần ba người tới, đám người lật đật nhường ra một con đường. Một cái trưởng lão đứng dậy, hướng Diệp Thần chắp tay, nói, luân hồi chi chủ, chí tôn hắn nói. Tạm thời chỉ gặp ngươi một người. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhìn về phía trước cửa phòng đóng chặt, có thể nghe được trong phòng, mơ hồ truyền ra yếu ớt tiếng hít thở, hơi thở mong manh, tình huống đã là khá là nghiêm trọng. Diệp Thần ca ca, ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi đi ra. Võ Giao rất là khôn khéo, lui về phía sau hai bước. Diệp Thần gật đầu một cái, liền hướng trưởng lão kia ánh mắt tỏ ý. Trưởng lão kia nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra một kẽ hở, Diệp Thần chậm rãi đi vào, hắn liền đem cửa phòng lần nữa đóng lại. Diệp Thần đi tới trong gian phòng, liền thấy một người thanh niên nam tử, ngũ quan dung mạo khá là thanh lãng, đang nằm ở trên giường nhỏ. Cái này cái chàng thanh niên, nguyên bản trong trẻo ngũ quan, hôm nay đã bao phủ một tầng u ám tử khí. Hắn trên mình, khắp nơi đều là vết thương, máu tươi đầm đìa, chỉ vậy không ngừng được. Ở mỗi một chỗ vết thương bên trong, đều có nóng rực chói lọi thấm ra, hình như là ánh sáng của mặt trời mang vậy. Tình huống như vậy, ngược lại là quái dị rất. Vậy chàng thanh niên trên mặt, vậy tràn đầy vẻ thống khổ, thật giống như bị người dùng lửa nướng. Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Vậy chàng thanh niên, thấy Diệp Thần tiến vào, chính là dùng vô cùng yếu ớt giọng. Hắn giọng nói là suy yếu như vậy, Diệp Thần đều sợ hắn lại đột nhiên tắt thở. Cái này cái chàng thanh niên, không nghi ngờ chút nào chính là tiên đế đoàn thu sinh. Nhưng, hiện tại hắn cả người là tổn thương, có chút vết thương thậm chí có thể thấy xương trắng, hơn nữa mỗi chỗ vết thương cũng quỷ dị toát ra ánh mặt trời, thật giống như có một vòng mặt trời gay gắt ở trong cơ thể hắn, không ngừng soi ra chói lọi vậy, đặc biệt kỳ dị. Ở nơi này vậy thương thế bị hành hạ, đoàn thu sinh đã không thấy được một chút tiên đế hơi thở, chẳng qua là một sắp chết người. Chỉ có hắn thanh âm, còn mang một chút tiên đế uy nghiêm, đó là hàng năm thân cư địa vị cao nuôi đi ra ngoài khí thế, cho dù là đối mặt tử vong, cũng sẽ không suy yếu.
gặp qua Chí Tôn. Diệp Thần hơi chắp tay, mặc dù từ ngoài mặt xem, cái này Đoàn Thu Sinh vô cùng trẻ tuổi, nhưng bất kể như thế nào, đối phương nếu là tiên đế cấp nhân vật, vậy dĩ nhiên là Diệp Thần tiền bối, hắn nói chuyện dĩ nhiên là 10 phần khách khí. Không cần kêu ta Chí Tôn, ngươi là Nham Thần Thiên Tôn truyền nhân, mà ta chẳng qua là Nham Thần người làm, ta hẳn phải gọi ngươi một tiếng đại nhân. Diệp đại nhân, hạnh hội. Đoàn Thu Sinh khó khăn từ trên giường nhỏ ngồi dậy, hướng Diệp Thần thi lễ. Diệp Thần vội vàng nói, Chí Tôn không cần đa lễ. Nhìn trên người hắn rất nhiều thương thế, còn có vậy từ vết thương bên trong thấm ra ánh mặt trời, thương thế trên người của ngươi. Đoàn Thu Sinh cười khổ một tí, nói, đây là mặt trời gay gắt ăn mòn, là Cửu Dương Tiên Đế thần thông giết hại, ta mất đi Nham Thần Thiên Tôn bảo vệ, nhất thời khinh thường, liền bị hắn đánh trọng thương. Trước đây, Đoàn Thu Sinh dẫn Bất Hủ nhân tộc, đối kháng Liệt Nhật ma tộc, chiếm hết thượng phong. Nhưng sau đó, Nham Thần Thiên Tôn ý chí, bị ma nữ nơi che đậy. Hắn mất đi Nham Thần Thiên Tôn che chở, chiến cuộc lập tức bị nghịch chuyển, tự thân cũng bị Cửu Dương Tiên Đế tổn thương nặng. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thúc giục Bát Quái Thiên Đan thuật, còn có tự thân một chút luân hồi máu năng lượng, là Đoàn Thu Sinh chữa trị. Vù vù. Xanh thảm như bầu trời Bát Quái Thiên Đan thuật ánh sáng, hòa lẫn luân hồi máu tinh hoa, bơm vào đến Đoàn Thu Sinh thân thể bên trong. Đoàn Thu Sinh vết thương, rất nhanh cầm máu, trạng thái khôi phục rất nhiều. Đây là, luân hồi máu lực lượng sao? Đoàn Thu Sinh ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy tự thân nguyên khí thật to khôi phục, tinh thần lập tức là tốt rất nhiều. Chí Tôn, thương thế trên người của ngươi, thật ra thì cũng không khó chữa trị, chỉ là cái này mặt trời gay gắt ăn mòn. Diệp Thần chân mày nhưng là chặt vặn, Đoàn Thu Sinh vết thương còn không có khép lại, bên trong có từng luồng mặt trời vậy nóng rực chói lọi tràn ngập ra. Diệp Thần coi như ngắn ngủi chữa trị hắn vết thương, ở đó cổ mặt trời gay gắt ăn mòn dưới tác dụng, vết thương vậy sẽ lần nữa rạn nứt chảy máu. Nếu như cái này mặt trời gay gắt ăn mòn, không xua tan mà nói, vậy Đoàn Thu Sinh thương thế, liền vĩnh viễn không trị hết, hắn sẽ sống sờ sờ bị kéo chết. Đoàn Thu Sinh cười khổ nói, ta cũng biết, cái này mặt trời gay gắt ăn mòn đáng sợ, là Cửu Dương Tiên Đế cực hạn thần thông giết hại, truyền thuyết xuất xứ từ mặt trời gay gắt mệnh tinh, vô cùng lợi hại. Luân hồi chi chủ, ta xem ngươi hơi thở, tựa hồ còn không thức tỉnh vậy mặt trời gay gắt mệnh tinh chứ? Diệp Thần nói, không có. Nếu như hắn thức tỉnh mặt trời gay gắt mệnh tinh, liền có thể trực tiếp hấp thu Đoàn Thu Sinh trong cơ thể mặt trời gay gắt ăn mòn khí, cũng không cần hắn chịu đủ khổ sở. Dừng một chút, Diệp Thần tâm tư nhưng là khẽ nhúc nhích, nói Chí Tôn, ta có lẽ có một pháp, có thể giúp ngươi xua tan cái này mặt trời gay gắt ăn mòn khí, nhưng rất nguy hiểm. Đoàn Thu Sinh vội nói, cách gì? Diệp Thần nói, ta có thể dùng Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đem vậy mặt trời gay gắt khí trộm lấy ra, thế nhưng mặt trời gay gắt khí đã xâm nhập vào ngươi đan điền xương tủy, ta ăn cắp lúc đó, rất có thể đem ngươi bản thân linh khí, vậy rút ra lấy ra. Đoàn Thu Sinh khẽ cau mày, suy nghĩ một phen, gật đầu nói, có thể, ta thương thế quá nghiêm trọng, đã chống đỡ không được bao lâu, nếu như có thể chữa trị, coi như bản thân linh khí bị tổn thương, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nghe được Đoàn Thu Sinh đáp ứng, Diệp Thần vậy gật gật đầu nói, được, Chí Tôn, vậy ngươi kiên nhẫn một chút. Dứt lời, Diệp Thần trong tay nặn quyết, một cổ hoang không hơi thở, tràn ngập ra, biến dạng hư không. Hư không xuất hiện từng cái kẽ hở, từ kẽ hở kia bên trong, lại có từng cái hắc ám khí tức, kéo dài xuống, như rắn độc, như xúc tu, như bóng mờ. Những cái kia như rắn độc vậy hắc ám khí tức, đâm rách Đoàn Thu Sinh ra, chui vào trong cơ thể hắn. Đoàn Thu Sinh ngũ quan nhất thời vặn vẹo, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đan điền bên trong linh khí đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Thần thúc giục Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đem Đoàn Thu Sinh trong cơ thể mặt trời gay gắt khí, một chút xíu trộm lấy ra. Vậy mặt trời gay gắt khí, đã cùng Đoàn Thu Sinh đan điền xương tủy, hòa làm một thể. Diệp Thần ăn cắp lúc đó, liên quan đem Đoàn Thu Sinh tiên đế linh khí, vậy cùng nhau trộm lấy ra. Rào. Vô số nóng rực minh mông hơi thở, từ Đoàn Thu Sinh trên mình xông ra, cũng ở trong gian phòng, hội tụ thành một vòng mặt trời gay gắt, khí tượng 10 phần nguy nga. Đoàn Thu Sinh gương mặt cực kỳ thống khổ, nhưng cưỡng ép kiềm chế. Đảo mắt tới giữa, Diệp Thần thúc giục Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đã đem Đoàn Thu Sinh trong cơ thể mặt trời gay gắt khí,
toàn bộ rút ra đã lấy ra. Trong phòng trôi lơ lửng mặt trời gay gắt, chính là vậy mặt trời gay gắt ăn mòn khí hội tụ. Mặt trời gay gắt mệnh tinh, dung hợp. Diệp Thần khởi động luân hồi thất tinh mạch, đem trôi lơ lửng ở trong phòng mặt trời gay gắt, trực tiếp dung hợp đến mạng mình tinh huyệt khiếu bên trong đi. Một tiếng nổ. Như vậy dung hợp, nhất thời mang cho Diệp Thần chấn động to lớn. Hắn nơi dung hợp, không chỉ là vậy mặt trời gay gắt ăn mòn khí, còn có đoàn thu sinh tiên đế linh khí. Mặt trời gay gắt khí cùng tiên đế linh khí thêm thân, Diệp Thần nhất thời liền cảm thấy, tự thân cảnh giới tu vi, nhanh mạnh đột phá, lại từ thiên huyền cảnh tầng 2 thiên sơ kỳ, một lần hành động đột phá đến tầng 2 thiên đỉnh cấp bước. Đạt tới tầng 2 thiên đỉnh cấp, Diệp Thần chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, mở mắt ra, ánh mắt hơi có vẻ trước vẻ áy náy, hướng Đoàn Thu Sinh nói chí tôn, xin lỗi. Hắn có thể đột phá đến tầng 2 thiên đỉnh cấp, là bởi vì là ăn cắp Đoàn Thu Sinh tiên đế linh khí. Không sao, Diệp đại nhân, đa tạ ngươi chữa hết ta. Ta điểm này tiên đế linh khí tổn thất, không thành vấn đề. Đoàn Thu Sinh khoát tay một cái, thở dài ra một hơi, tuy cảm thấy thân thể yếu ớt, nhưng rốt cuộc thoát khỏi vậy mặt trời gay gắt khí ăn mòn. Hắn thương thế, đã không có đáng ngại, điểm này yếu ớt, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian, là được khôi phục. Diệp Thần cầm liền cầm Đoàn Thu Sinh mạch đập, vậy cảm thấy hơi thở đối phương vững vàng rất nhiều, gật gật đầu nói, chí tôn, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe là được. Đoàn Thu Sinh nói, Diệp đại nhân, ngươi là muốn lấy đời trung trần, trở thành mới linh thính giả. Diệp Thần nói, hôm nay nham thần thiên tôn ý chí, bị ma nữ che đậy, có lẽ cũng chỉ có ta, mới có thể cùng hắn câu thông. Ta nghe trung trần nói, ta muốn trở thành là linh thính giả mà nói, cần ngươi tới chủ trì nghi thức. Đoàn Thu Sinh khẽ cau mày, nói, linh thính giả thay đổi, đúng là cần nghi thức, nếu như là giống vậy thay đổi, nghi thức cũng không phức tạp. Nhưng, Diệp đại nhân, người võ đạo nội tình, thân phận huyết mạch, không phải chuyện đùa, người muốn trở thành là linh thính giả mà nói, nhất định phải có nhất trọng thể nghi thức cùng pháp quỹ chống đỡ, chí ít cần một kiện nham thần tổ khí. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, nham thần tổ khí sao? Ta có một kiện, liền sử dụng chiêu võ linh vũ. Đoàn Thu Sinh thấy vậy chiêu võ linh vũ, hơi ngẩn ra, nói, Diệp đại nhân, người quả nhiên cùng nham thần thiên tôn có duyên phận, thì đã nắm trong tay tổ khí. Dừng một chút, hắn lại lắc đầu nói, bất quá, người cái này nham thần tổ khí, năm tháng mài mòn quá nghiêm trọng, không thể cầm tới bố trí nghi thức. Từ cửu thần thời đại đến hiện tại, năm tháng chân thực quá lâu xa, quá khá dài. Từ thời đại kia truyền thừa xuống pháp bảo, được gọi là tổ khí. Giống vậy tổ khí, cũng sẽ mang theo nghiêm trọng mài mòn dấu vết, đó là bể dâu năm tháng dấu vết, so cổ xưa còn muốn cổ xưa. Diệp Thần chiêu võ linh vũ, cũng không ngoại lệ, hiện đầy năm tháng bể dâu. Cái này chiêu võ linh vũ, không thể bố trí nghi thức sao? Diệp Thần nhướng mày một cái. Đoàn Thu Sinh nói, đúng vậy, nếu như muốn bố trí nghi thức nói, chúng ta cần khác tổ khí. Diệp Thần nói, khác tổ khí. Đoàn Thu Sinh trầm ngâm nói, ta bất hủ thần quốc, còn có một kiện nham thần tổ khí truyền thừa, tên là Kim Trương Thần Ấn. Vậy Kim Trương Thần Ấn, liền ở nham thần thiên tôn bảo tàng bên trong, chỉ là vậy bảo tàng. Diệp Thần nói, bảo tàng đã bị liệt nhật ma tộc chiếm cứ sao? Đoàn Thu Sinh nói, không có, thật ra thì nham thần thiên tôn năm đó, đã sớm dự liệu được có thể sẽ có người ăn cắp hắn bảo tàng, cho nên, hắn ngoài ra bố trí một nơi giả bảo tàng, dùng để mê muội kẻ địch. Ha ha, liệt nhật ma tộc người, đều đi cướp đoạt vậy giả bảo tàng, chân chính bảo tàng chi địa, bọn họ nhưng cũng không biết. Diệp Thần nói, lúc đầu bảo tàng có hai nơi, một thật một giả. Đoàn Thu Sinh nói, đúng vậy, đây đều là nham thần thiên tôn bố trí. Vậy Kim Trương Thần Ấn, ngay tại thật trong bảo tàng mặt. Nếu như ngươi có thể lấy lại Kim Trương Thần Ấn, ta liền có thể vì ngươi bố trí nghi thức, để cho ngươi trở thành linh thính giả, cùng nham thần thiên tôn câu thông. Diệp Thần vội vàng nói, không biết vậy thật bảo tàng ở địa phương nào, xin chí tôn cho biết. Hắn chỉ muốn mau sớm trở thành linh thính giả, thấy nham thần thiên tôn. Muốn đúc lại Thanh Liên phân thân nói, còn cần nham thần thiên tôn bảo tàng trợ lực. Đoàn Thu Sinh thần sắc nhưng là ngưng trọng, nói, chỗ kia thật bảo tàng ở địa phương đó, chôn giấu một cái bất hủ tôn long cốt. Vậy bất hủ tôn long, từng ở cửu thần thời đại đại sát tứ phương,
nó lúc ban đầu là Bất Hủ Thần Quốc nắm giữ, sau đó bởi vì muốn luyện hóa Tịch Diệt Thiên Thư, kết quả thất bại, cùng Tịch Diệt Thiên Thư song song chết. Diệp Thần ngẩn ngơ, hỏi Tịch Diệt Thiên Thư biến mất, cùng cái này Bất Hủ Tôn Long có liên quan. Hắn đã sớm biết, Tịch Diệt Thiên Thư thất truyền, chỉ là chẳng biết tại sao mà thất truyền. Bây giờ nghe Đoàn Thu Sinh mà nói, hắn mới biết, lúc đầu Tịch Diệt Thiên Thư thất truyền sau lưng, lại có thể cùng Bất Hủ Tôn Long có liên quan. Đoàn Thu Sinh nói, đúng vậy, cái này Bất Hủ Tôn Long, chính là không không thời không thần thú bảng hạng thứ 10 tồn tại, cực kỳ lợi hại. Không không thời không thần thú bảng, cộng thu lục 33 đầu thần thú, mỗi một đầu đều là thông thiên triệt địa tồn tại. Vậy Bất Hủ Tôn Long hạng thứ 10, đỉnh cấp thực lực có thể so với thiên đế chủ thần, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần nói, vậy Bất Hủ Tôn Long như vậy lợi hại, cũng không luyện hóa được Tịch Diệt Thiên Thư. Đoàn Thu Sinh nói, dĩ nhiên, trong truyền thuyết Tịch Diệt Thiên Thư, chính là thần tích tụng đời điển chương trừ 8 đạo thư, đã đến gần cuối cùng tinh không bờ bên kia, coi như là thiên đế chủ thần, cũng khó mà áp chế luyện hóa. Bất Hủ Tôn Long cưỡng ép luyện hóa, chỉ có một con đường chết, bất quá nó cũng là hung hãn, lại để cho vậy Tịch Diệt Thiên Thư, vậy đi theo nó cùng bạo diệt chết. Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì, trong lòng run lên, nói, vậy thật bảo tàng chi địa, nên sẽ không đã bị Bất Hủ Tôn Long chiếm đoạt chứ. Đoàn Thu Sinh cười khổ một tí, nói, ngươi coi là đã đoán đúng, Bất Hủ Tôn Long chết sau đó, còn có Long cốt cùng ý chí lưu lại, cũng không có hoàn toàn biến mất. Trước kia Nham Thần Thiên Tôn vẫn còn ở thời điểm, cái này Bất Hủ Tôn Long không dám làm loạn, sau đó Nham Thần Thiên Tôn chết, Bất Hủ Tôn Long liền chiếm đoạt bảo tàng. Diệp Thần chau mày, nói, nếu như bảo tàng bị Bất Hủ Tôn Long chiếm đoạt, ta còn như thế nào bắt được vậy Kim Trương Thần Ấn? Đoàn Thu Sinh nhìn một cái Diệp Thần, ngưng trọng nói, Bất Hủ Tôn Long đã sớm chết, hôm nay chiếm đoạt bảo tàng, chỉ là nó một đạo long hồn. Diệp Đại Nhân, ta nghe nói người chấp trưởng Phệ Hồn Châu cùng Luân Hồi Thánh Hồn Thiên, có lẽ có thể đối phó vậy Bất Hủ Tôn Long long hồn. Ngươi nếu có thể trấn áp long hồn, lấy lại Kim Trương Thần Ấn, ta liền vì ngươi bố trí nghi thức, thậm chí, Nham Thần Thiên Tôn bảo tàng tài nguyên, ta có thể phân ngươi 70%. Nham Thần Thiên Tôn bảo tàng, cực kỳ phong phú, đáng tiếc một mực bị Bất Hủ Tôn Long bá chiếm. Nếu như có Nham Thần bảo tàng tư nguyên chống đỡ, Đoàn Thu Sinh thống lĩnh Bất Hủ Thần Quốc, vậy sẽ không dễ dàng như vậy, liền bị liệt nhật ma tộc xâm lược tàn sát. Nếu như Diệp Thần có thể lấy lại bảo tàng, hắn thậm chí nguyện ý phân cho Diệp Thần 70%. Diệp Thần trong lòng đại động, nếu như có thể bắt được 70% tài nguyên, hắn Thanh Liên phân thân, khẳng định có thể đúc lại khôi phục. Ngươi cầm bảo tàng tài nguyên phân cho ta, Nham Thần Thiên Tôn không ý kiến sao? Diệp Thần lại hỏi. Đoàn Thu Sinh nói, sẽ không, Nham Thần Thiên Tôn đã sớm nói, bảo tàng có thể mặc cho chúng ta Bất Hủ Thần Quốc xử trí, chỉ cần chúng ta có thể trấn áp long hồn. Diệp Thần trầm ngâm xuống, nếu như là đỉnh cấp thời điểm Bất Hủ Tôn Long, hắn khẳng định không cách nào đối kháng, dẫu sao là không không lúc nào không hạng thứ 10 thần thú. Nhưng nếu như, chỉ là một đạo long hồn mà nói, hắn cũng không phải là không có đối với kháng có thể. Dựa vào Luân Hồi Thánh Hồn Thiên cùng Phệ Hồn Châu, hắn thậm chí có thể đem vậy long hồn tiêu diệt. Chí Tôn, ngươi nói cho ta thật bảo tàng tọa độ, ta lại xem. Diệp Thần nói. Đoàn Thu Sinh đại hỉ, nói, vậy thì tốt quá, Diệp Đại Nhân, có ngươi ra tay, chúng ta đoạt lại bảo tàng, vậy thì 10 phần chắc chín. Lập tức liền đem tọa độ cho biết Diệp Thần. Diệp Thần cười khổ một tí, nói ta trước lại xem nói sau. Đoàn Thu Sinh nói, Diệp Đại Nhân, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hai người ra gian phòng, bên ngoài phòng mặt, rất nhiều bất hủ nhân tộc các trưởng lão, thấy Đoàn Thu Sinh nguyên khí yếu ớt, nhưng thương thế đã khôi phục, tại chỗ liền ngây dại. Chẳng lẽ nói, thương thế nghiêm trọng như vậy, thật bị Diệp Thần chữa hết. Đoàn Thu Sinh hướng mọi người nói, ta thương thế đã không còn đáng ngại, cái này cũng may mà Diệp Đại Nhân cứu chữa, các ngươi vậy mau cảm ơn Diệp Đại Nhân. Tất cả trưởng lão cùng rất nhiều bất hủ nhân tộc đệ tử, rối rít hướng Diệp Thần quỳ xuống, đa tạ luân hồi chi chủ. Trung Trần gặp Đoàn Thu Sinh thương thế đã khỏi bệnh, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ, tiến lên một bước, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi chỉ tốt Chí Tôn, vậy chúng ta có thể mời Chí Tôn ra tay, chủ trì nghi thức. Để cho ngươi để thay thế ta, đi lắng nghe Nham Thần Thiên Tôn thần dụ. Đoàn Thu Sinh lắc lắc đầu nói, không được,
bố trí nghi thức, còn cần một kiện tổ khí, Kim Trương Thần Ấn. Trung Trần sửng sốt một chút, nói Kim Trương Thần Ấn, cái này tổ khí, tựa hồ là ở trong bảo tàng mặt. Đoàn Thu Sinh nói, đúng vậy. Trung Trần nói, Luân Hồi Chi Chủ muốn đích thân đi bảo tàng chi địa, cướp lấy Kim Trương Thần Ấn sao? Đoàn Thu Sinh nói, đúng vậy. Cái này hai chữ rơi xuống, Trung Trần khiếp sợ, toàn trường tất cả bất hủ nhân tộc người sống sót, cũng là khiếp sợ. Bởi vì bọn họ đều biết, chân chính bảo tàng chi địa, bị bất hủ Tôn Long chiếm đoạt, ai dám đến gần, liền chỉ có một con đường chết. Vạn cổ tới nay, bất hủ thần quốc vậy tổ chức quá nhiều lần tấn công, muốn từ bất hủ Tôn Long trong tay, đoạt lại bảo tàng, đáng tiếc đều thất bại. Vậy bất hủ Tôn Long, chính là không không lúc nào không thần thú bảng. Hạng thứ 10 khủng bố tồn tại, coi như chỉ còn lại một cái long cốt, một món long hồn, uy thế cũng là long trời lở đất, tuyệt không tầm thường người có thể đối kháng. Hiện tại đám người nghe được, Diệp Thần phải đi bảo tàng chi địa, từ bất hủ Tôn Long trong tay, đoạt lại Kim Trương Thần Ấn, tất nhiên vô cùng kinh hãi. Ở bọn họ xem ra, cách làm như vậy, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Võ Giao thấy người chung quanh diễn cảm, cũng biết cái này đoạt bảo chuyến đi. Tất nhiên là gian nan trọng trọng, vội vàng nói, Diệp Thần ca ca, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thần khoát tay một cái nói, không cần, ngươi ở lại chỗ này, bảo vệ nơi đây, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Bên ngoài hung hiểm trùng trùng, Thiên Tâm Lão Tổ, Đa Bảo Thiên Quân, Cửu Dương Tiên Đế, còn có vô số liệt nhật ma tộc cường giả, đều ở đây mắt lom lom. Nếu như bị bọn họ phát hiện, Đoàn Thu Sinh cùng người sống sót tồn tại, sự việc sợ rằng phải gay gâu. Cho nên, Diệp Thần muốn để cho Võ Giao lưu lại, chiếu cố những người may mắn còn sống sót này. Võ Giao có chút không tình nguyện, kêu lên, Diệp Thần ca ca. Diệp Thần nói, ta rất mau trở lại. Nói xong, Diệp Thần một mình rời đi bất hủ thần tháp, phong tỏa bảo tàng chi địa tọa độ, phi thân đi. Hắn lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, ăn cắp không gian, xúc địa thành thốn, chạy tốc độ cực nhanh, liền như tia chớp chim. Vậy đại hoang thâu thiên thuật. Diệp Thần vậy càng dùng càng thành thạo, muốn gì được nấy. Không cần thiết đã lâu, Diệp Thần dọc theo vậy tọa độ, đi tới chân chính bảo tàng chi địa. Đây là một tòa sơn nhạc nguy nga, trên sườn núi khắc cổ xưa nham phù văn, lộ ra từng cổ một mạnh mẽ phong ấn lực lượng. Diệp Thần thần thức quét nhìn, liền thấy ở dây leo cỏ dại thấp thoáng lúc đó, có một cái hang quật lối vào. Trong truyền thuyết nham thần thiên tôn chân chính bảo tàng, liền núp ở vậy hang bên trong. Nham thần bảo tàng, chính là chỗ này. Diệp Thần hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh tâm thần, chính là dọc theo vậy hang đi tới. Mà ở Diệp Thần tiến vào bảo tàng hang thời điểm, bên kia, bất hủ thần quốc trong hoàng cung. Ngày xưa bất hủ thần quốc hoàng cung, đã bị vô số liệt nhật ma tộc cường giả chiếm đoạt, trên trời dưới đất, khắp nơi là liệt nhật ma tộc cường giả, bọn họ hơi thở hùng hồn, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, hiển hiện ra mặt trời vậy chói lọi. Một cái ông già, đang mang một chi liệt nhật ma tộc tinh nhuệ, còn có mấy cái ma tộc trưởng lão, đứng ở hoàng cung chỗ sâu một tòa thần điện trước mặt. Cái này ông già chính là Thiên Tâm Lão Tổ. Chỗ tòa này thần điện, chính là truyền thuyết bên trong, nham thần thiên tôn bảo tàng để dành. Thần điện trang sức sang trọng hoa lệ, điêu long họa phượng, hết sức thổ mộc thịnh, để cho người nhìn một cái, liền cảm đến chỗ này bất phàm. Bất quá, Thiên Tâm Lão Tổ và rất nhiều người ma tộc cửa. Cũng không biết, thật ra thì cái này thần điện bảo tàng, chỉ là mê muội người tầm mắt tồn tại, là giả. Chân chính bảo tàng, ở một nơi xa xôi thần bí hang bên trong. Thiên Tâm Lão Tổ, cái này thần điện cấm chế thật lợi hại, chỉ có thể mời ngươi đại triển thần uy, phá vỡ cấm chế này. Đúng vậy, ngươi đã cùng Cửu Dương Tiên Đế đại nhân thương lượng xong, ngươi tới phá vỡ cấm chế, hắn đi đuổi bắt Tiên Đế Đoàn Thu Sinh, ngươi làm sao còn không động thủ. Mấy cái ma tộc trưởng lão, đưa mắt về phía Thiên Tâm Lão Tổ. Thiên Tâm Lão Tổ đứng chắp tay, đứng ở thần điện trước cửa, chau mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thần điện bên trên, hiện đầy tất cả loại cường đại cấm chế. Hắn từ đầu đến cuối không có ra tay phá cấm, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy vẻ cổ quái. Cái này thần điện sau lưng, cũng không có hắn đổ mong muốn. Thiên Tâm Lão Tổ mong muốn. Là tịch diệt thiên thư. Chỉ có bắt được tịch diệt thiên thư, hắn mới có áp chế thiên bia hơi thở có thể, từ đó tiến một bước nắm trong tay thiên bia lực lượng.
tuy nói tịch diệt thiên thư, năm đó đã sớm vẫn diệt, nhưng này cùng nghịch thiên đạo thư, coi như vẫn diệt, cũng có khái niệm dấu vết bảo tồn được, có thể còn sẽ có một chút kiếp bụi còn lại. Thiên tâm lão tổ mong muốn, chính là tịch diệt thiên thư kiếp bụi cùng khái niệm. Chỉ cần có thể đạt được, hắn thì có lòng tin, từ trong ảo tưởng tái tạo tịch diệt thiên thư, sau đó áp chế thiên bia. Nhưng mà, thiên tâm lão tổ nhưng cảm thấy, cái này thần điện sau lưng, cũng không có một chút nào tịch diệt thiên thư hơi thở. Hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, trong đầu nghĩ, thật chẳng lẽ đang bảo tàng, không ở nơi này. Một cái ma tộc trưởng lão lại thúc giục, thiên tâm lão tổ, cầu ngươi mau ra tay, nham thần thiên tôn thần uy vô địch, nếu là hắn ý chí, lần nữa hạ xuống cái này phiến đất nước, chúng ta đều phải chết. Thiên tâm lão tổ nghe vậy thúc giục tiếng, trong mắt lướt qua vẻ tức giận ý. Đây là, đa bảo thiên quân mang mấy cái ma tộc cường giả, vậy từ bên ngoài đi tới. Chỉ gặp đa bảo thiên quân thần sắc như đưa đám, rất không vui hình dáng. Linh thính giả bị vậy tiểu tử cứu đi. Thiên tâm lão tổ thấy vậy, bấm ngón tay tính toán, liền thấy rõ hết thảy. Hắn và đa bảo thiên quân bố trí, đã sớm chuẩn bị xong một bức trận đồ, muốn buồn ngủ chết Diệp Thần. Vậy linh thính giả trung trần, coi như là một con mồi. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể như thế lợi hại, liền trực tiếp phá trận giết ra, thậm chí cứu đi trung trần. Linh thính giả không chết, tùy thời cũng có thể triệu hoán nham thần thiên tôn. Đa bảo thiên quân khẽ cắn răng, hơi có chút phẫn hận nói, ta nói hết rồi, vậy tiểu tử tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, cũng đã nghịch thiên, ta là không áp chế được hắn, cũng bảo ngươi hôn tử ra tay. Vốn là vận dụng trận đồ, trấn áp Diệp Thần, sự việc trọng yếu như vậy, hẳn do thiên tâm lão tổ tự tay chủ trì. Nhưng, thiên tâm lão tổ tưởng nhớ tịch diệt thiên thư, muốn phải nhanh một chút bắt được, cho nên liền một mình đi tới hoàng cung trong thần điện, muốn thời gian đầu tiên cầm bảo. Nhưng mà, cái này thần điện bảo tàng hơi thở, để cho thiên tâm lão tổ cảm thấy đặc biệt cổ quái, hắn mơ hồ có chút bất an. Lấy lại bình tĩnh, thiên tâm lão tổ hừ một tiếng, nói thôi, chúng ta thu lấy bảo tàng, lại đuổi theo giết vậy tiểu tử cũng được. Dứt lời, thiên tâm lão tổ không do dự nữa, bàn tay linh khí vận chuyển, một chưởng đánh ra, liền hướng thần điện cửa đánh tới. Mà ở thiên tâm lão tổ, đánh thần điện cửa bảo tàng thời điểm, Diệp Thần cũng là thuận lợi tiến vào hang. Động quật này một đường đi thông lòng đất, Diệp Thần dè đặt tiến về phía trước, chỉ chốc lát sau, sẽ đến lòng đất bên trong. Đất này để dưới, lại là xây dựng trước một tòa hùng vĩ cung điện dưới đất, dõi mắt nhìn lại, ở nơi này phiến trong địa cung, không biết cất giấu nhiều ít thiên tài địa bảo, tất cả loại mỏ sắt dược liệu, nguyên ngọc pháp bảo, binh khí bí tịch vân. Vân, rực rỡ muôn màu, không thể thắng đếm, liền đền bên trong cũng không buông được, toàn bộ tràn đầy giật đến trên lối đi mặt. Nơi này chính là nham thần thiên tôn bảo khố sao. Quả nhiên là chân phẩm rất nhiều. Nhiều ngày như vậy tài bảo, đủ ta đúc lại thanh liên phân thân. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, nhưng nghĩ tới bất hủ tôn long truyền thuyết, lại đề phòng, trong tay nắm chặt luân hồi thiên kiếm, chậm rãi đi về phía trước vào. Làm Diệp Thần từng bước một tiến về phía trước, đến gần tới đất cung cửa vào thời điểm, một đạo khủng bố nặng nề thanh âm, liền từ địa cung chỗ sâu truyền ra. Người phàm, đừng có tiếm quyền. Tiếng như sấm sét, chấn động được Diệp Thần lỗ tai ông ông tác hưởng. Ở chỗ này, Diệp Thần nghe được thanh âm kia, nhưng là ngay tức thì bắt được thanh âm kia nguồn, lập tức sử dụng người đồ sát thánh bôi, đánh đòn phủ đầu, thánh bôi lên phệ hồn châu, bộc phát ra hung mãnh chiếm đoạt hơi thở. To gan, dám hướng bổn tọa ra tay. Thanh âm kia tức giận không dứt, hư không hỗn loạn, bất hủ hơi thở gào thét, một đạo bóng tối long hồn bóng người, từ trong hư không nổi lên. Đó chính là bất hủ tôn long long hồn. Bất hủ tôn long mắt xem phệ hồn châu ánh sáng giết tới, cũng là lướt qua vẻ kiêng kỵ ý, long hồn hóa thành khói mù ảo tưởng, tránh thoát Diệp Thần nhất kích. Như vậy khói mù ảo tưởng biến hóa, chính là không không thời không thủ đoạn. Cái này bất hủ tôn long, là không không lúc nào không thần thú bảng hạng thứ 10 tồn tại, rất nhiều không không cách nào thì thủ đoạn, tự nhiên vận dụng được vô cùng thành thạo. Ở tránh thoát Diệp Thần nhất kích sau đó, bất hủ tôn long huy động long chảo, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, hùng sức lực uy mãnh, trực tiếp đánh giết hướng Diệp Thần. Thoáng chốc tới giữa, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cổ vô cùng uy áp bao phủ xuống. Cổ uy áp này, thậm chí có thể trực tiếp nghiền nát linh hồn người.
Luân hồi thánh hồn thiên, bảo vệ. Diệp Thần bước ra một bước, trực tiếp mở ra luân hồi thánh hồn thiên, hào hùng thánh hồn kết giới, ở dưới chân hắn ra đời. Bất hủ tôn long vậy long chảo mang tới linh hồn uy áp, lập tức bị luân hồi thánh hồn thiên chặn lại. Diệp Thần tinh thần củng cố lại, luân hồi thiên kiếm vung ra, chảm thiên cửu kiếm bùng nổ, cùng vậy bất hủ tôn long long chảo, hung hăng va chạm. Động trời va chạm đợt khí nổ lên, như muốn nghịch chuyển thời gian sông dài. Ở to lớn va chạm dưới sự xung kích, Diệp Thần lui về sau hết mấy bước. Vậy bất hủ tôn long long hồn, cũng là xuất hiện một chút vặn vẹo cùng chấn động. Cái này một tí va chạm, nhưng là lực lượng tương đương. Chủ nhân, cái này bất hủ tôn long, long hồn năng lượng rất như người thú, nếu như chúng ta có thể hấp thu, là có thể lớn mạnh long đằng mệnh tinh lực lượng. Huyết long hiện thân đi ra, quanh quẩn ở Diệp Thần trên cánh tay, nhìn chằm chằm bầu trời bất hủ long hồn, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khát vọng. Diệp Thần luân hồi thất tinh, mỗi một viên mệnh tinh thức tỉnh, đều là vô cùng khó khăn. Vậy viên thứ hai mặt trời gay gắt mệnh tinh, trước mắt đã hấp thu không biết nhiều ít linh khí, nhưng vẫn là không có chút nào thắp sáng dấu hiệu, có thể gặp thức tỉnh khó khăn. Mà viên thứ nhất long đằng mệnh tinh, nhưng là hoàn toàn thức tỉnh. Tất cả mệnh tinh, thức tỉnh sau đó, cũng có thể tiếp tục tiến hóa lột xác. Huyết long cảm giác được, nếu như có thể hấp thu cái này không mục nát long hồn mà nói, long đằng mệnh tinh liền có thể nghênh đón tiến hóa. Ha ha! Lúc đầu ngươi chính là đời này luân hồi chi chủ, quả nhiên có chút con đường. Bất hủ tôn long nhất kích dưới, không cách nào áp chế Diệp Thần, chỉ là đấu cái lực lượng tương đương, ánh mắt nó cũng là lướt qua một chút che lấp, biết Diệp Thần lợi hại. Bất quá, các ngươi muốn hấp thu ta, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Bất hủ tôn long một tiếng gầm thét, toàn bộ địa cung cũng chấn động đứng lên. Địa cung các nơi, một tòa tòa thật to bảo vệ tượng đá, lại có thể sống lại. Đạp kinh thiên động địa nhịp bước, vượt qua hư không, liền giết tới Diệp Thần trước mặt. Những cái kia bảo vệ tượng đá, thân thể có mười mấy trượng cao, tay cầm súng kích, mặt mũi uy mãnh, liền trực tiếp huy động súng kích, hướng Diệp Thần gai đi giết. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới cái này bất hủ tôn long, còn có thể khống chế địa cung bảo vệ tượng đá. Huyết long, cho ta ngăn trở. Diệp Thần bàn tay một nặn quyết, long đằng mệnh tinh tách thả ra. Nhất thời tuôn ra vô cùng sáng chói rồng thần chói lọi. Một tiếng nổ, huyết long thân thể, một tí bành trướng, ở long đằng mệnh tinh ra chỉ xuống, mỗi một phiến vảy rồng, cũng lóe lên ngôi sao ánh sáng. Nó gầm thét bay lượn, như rời sông lấp biển, cùng chung quanh bảo vệ tượng đá, kịch đấu chung một chỗ. Diệp Thần nhưng lui về phía sau hai bước, bắt bất hủ long hồn hơi thở, cũng ngược dòng thiên cơ, mơ hồ tới giữa, liền dòm ngó thấy cái này không mục nát long hồn. Hơi thở năng lượng ngọn nguồn, là một cỗ hài cốt. Đó chính là bất hủ tôn long hài cốt, tràn đầy bất hủ, hắc ám, kinh khủng khí tượng, chôn giấu trên đất cung mỗ chỗ cấm địa. Tựa hồ là sợ mình long cốt, sẽ bị thứ gì tổn thương mài mòn, cho nên vậy bất hủ tôn long, ở long cốt vùng lân cận, bố trí vô số cấm chế. Ở những cấm chế này dưới bảo vệ, cho dù là vạn cổ năm tháng, đều không thể mài mòn nó hài cốt chút nào, như vậy thứ nhất. Nó long hồn cùng ý chí, là có thể vĩnh viễn sống còn đi xuống, bất diệt bất hủ. Diệp Thần thấy được vậy không mục nát long cốt chỗ, vậy cảm thấy khủng bố. Cho dù là hắn, cưỡng ép đánh nói, cũng khó mà xông phá những cái kia bảo vệ cấm chế. Đại hoang thâu thiên thuật, cho ta ăn cắp. Nhưng, Diệp Thần không hề dự định đánh vào, cũng không định dùng cái gì man lực, hắn thúc giục đại hoang thâu thiên thuật, trong chỗ u minh một chút hoang cổ hơi thở. Liền xuyên thấu hư không, không tiếng động đi ăn cắp vậy không mục nát long cốt. Đại hoang thâu thiên thuật, thứ gì đều có thể ăn cắp. Hoàng lão đã từng nói, nếu như tu vi đầy đủ, thậm chí liền vũ hoàng cổ đế thiên hoàng cổ chung, đạo đức thiên tôn mồi lửa nguyên, Diệp Thần đều có thể trộm với tay cầm. Dĩ nhiên, lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, còn không làm được ăn cắp thiên hoàng cổ chung cùng mồi lửa bước. Nhưng, muốn ăn cắp bất hủ tôn long hài cốt. Lại cũng không chuyện không thể nào. Như vậy ăn cắp, im hơi lặng tiếng, Diệp Thần căn bản không có kích động bất kỳ cấm chế. Ở hắn không ngừng ăn cắp hạ, vậy bất hủ tôn long hài cốt, dần dần bị hắn trộm ra ngoài. Hắn quanh người, đầu tiên là xuất hiện từng cái màu trắng điểm. Những cái kia màu trắng điểm, lộ ra cốt chất phong phú. Sau đó, vậy từng cái màu trắng điểm, vậy một chút xíu màu trắng cốt chất,
liền bắt đầu hội tụ, dung hợp, buộc vòng quanh bất hủ tôn long hải cốt hình dáng. Cổ xưa bóng tối hình rồng hải cốt, mang khí tức bất hủ, dần dần ở Diệp Thần sau lưng thành hình. Vậy cái hình rồng hải cốt, tràn đầy hào hùng uy áp, như vậy thiên đế chủ thần hải cốt, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy nghẹt thở. Nếu như là tu vi hơi yếu người, nhìn thẳng cỗ hải cốt này, sợ rằng con ngươi đều phải ngay tức thì nổ. Bất hủ long hồn đang cùng huyết long đánh nhau trước, bỗng nhiên cảm thấy tự thân linh khí, đang nhanh chóng suy yếu đi xuống. Khi nó thấy mình hài cốt, lại có thể xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng, nó ngay tức thì sợ ngây người. Thằng nhóc, ngươi làm gì? Đây là, đại hoang thâu thiên thuật, ngươi ăn cắp ta hài cốt. Bất hủ long hồn giận dữ, lại là sợ hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần giải quyết tận gốc, lại là trộm đi nó hài cốt. Không có hài cốt chống đỡ, nó cái này cái long hồn, bất quá là không có dễ mộc, không nguyên nước, rất dễ dàng thì phải rơi vào khô kiệt. Kinh hoàng tức giận dưới, bất hủ long hồn ngang nhiên hướng Diệp Thần liều chết xông tới, long hồn bành trướng, lại là muốn tự bạo. Nó tình nguyện tự bạo bỏ mình, vậy muốn ngăn cản Diệp Thần ăn cắp nó hài cốt. Đó là nó hạch tâm bổn nguyên chỗ. Nó lần này tự bạo, chỉ cần hài cốt còn ở, nó còn có hồi phục có thể. Nhưng nếu như hài cốt bị cướp đi, nó thì phải hoàn toàn vẫn diệt. Cảm nhận được bất hủ long hồn sắp tự bạo hơi thở, Diệp Thần cũng là cảm thấy khủng bố. Nếu như bị bất hủ long hồn tự bạo, hắn liền nguy hiểm. Thiên quân phong thần bia, luân hồi thánh hồn thiên, cho ta trấn áp. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, sử dụng thiên quân phong thần bia, cùng luân hồi thánh hồn thiên hỗn hợp, hung hăng hướng bất hủ long hồn trấn áp xuống đi. Cái gì? Bất hủ long hồn thấy thiên quân phong thần bia hạ xuống, nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần còn có này cùng pháp bảo. Phịch đích một tiếng. Thiên quân phong thần bia trấn áp xuống tới, lập tức liền đem bất hủ long hồn, gắt gao đè trên đất. Nhưng mà, như vậy áp chế, cũng chỉ là ngắn ngủi trấn áp, cũng không thể chân chính ngăn cản bất hủ long hồn tự bạo. Bổn tọa muốn tự bạo, ngươi cho dù có thiên quân phong thần bia, vậy trở không ngăn được. Bất hủ long hồn gầm hét lên, điên cuồng vùng vẫy. Thiên quân phong thần bia run rẩy kịch liệt, sắp không áp chế được nó. Diệp Thần tu vi thực lực, đã coi là rất cường hãn, nhưng như cũng không áp chế được cái này không mục nát long hồn, có thể gặp người sau khủng bố. Đáng chết! Long đằng mệnh tinh, cho ta hấp thu. Sống chết trước mắt, Diệp Thần khởi động long đằng mệnh tinh, trực tiếp hấp thu bất hủ long hồn hơi thở. Ha ha ha, người muốn hấp thu ta. Đó không phải là muốn chết sao? Bất hủ long hồn thấy vậy, nhưng không có chút nào kháng cự, lập tức vò tới Diệp Thần long đằng mệnh tinh huyệt khiếu bên trong đi. Rồi sau đó, một tiếng nổ. Bất hủ long hồn lại Diệp Thần mệnh tinh huyệt khiếu bên trong, trực tiếp tự bạo. Kinh khủng nổ đánh vào truyền tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu ông minh, ngũ tạng lục phủ như muốn biến dạng, cả người huyết mạch rời sông lấp biển. Một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài. Nếu như là vậy dưới tình huống, Diệp Thần chịu đựng lớn như vậy nổ đánh vào, nhất định là phải chết. Nhưng hiện tại, bất hủ long hồn là ở mạng hắn tinh huyệt khiếu bên trong tự bảo. Vậy long đằng mệnh tinh, tự thành một khối không gian thế giới, bát ngát vô biên. Long hồn tự bảo, phần lớn bị mệnh tinh không gian chịu đựng được. Diệp Thần tuy chịu đựng to lớn đánh vào, nhưng cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Nhân quả luật phát động, ta cầu nguyện, thương thế hết bệnh, nguyên khí khôi phục. Diệp Thần khẽ cắn răng, sử dụng thiên quân phong thần bia, khởi động phía trên nguyện vọng tinh thần đồ đằng, cũng cháy tất cả nạm không không cách nào thì mảnh vỡ, trực tiếp rất nhiều hạ nguyện vọng, thi triển ra nhân quả luật. Vậy long hồn tự bạo, mang cho Diệp Thần nghiêm trọng tổn thương. Như vậy tổn thương, thông thường phương pháp chữa trị, đã khó mà có hiệu quả. Cho nên, Diệp Thần trực tiếp cầu nguyện. Cũng vận dụng nhân quả luật pháp thì. Nhân quả nguyện vọng trói lọi, bao phủ Diệp Thần toàn thân. Hắn thương thế, nhanh chóng khôi phục. Trong đan điền linh khí, cũng là khôi phục rất nhanh viên mãn. Chủ nhân, người quá mạo hiểm. Huyết Long đáp xuống, thấy Diệp Thần lại có thể trực tiếp hấp thu bất hủ long hồn, để cho long hồn ở trong cơ thể tự bảo, vậy cảm thấy hắn điên rồi. Chỉ có cái biện pháp này, mới có thể để cho chúng ta sống sót. Diệp Thần cười khổ một tí, long hồn tự bạo lực trùng kích, chân thực quá kinh khủng. Duy nhất có thể chịu đựng cư trú, chỉ có hắn long đằng mệnh tinh không gian.
Bất quá, nếu có thể hấp thu vậy không mục nát long hồn, còn có nó long cốt, chúng ta long đằng mệnh tinh, có lẽ có thể tiến hóa, đổi được càng cường đại hơn. Huyết Long thấy Diệp Thần sau lưng, vậy cái bất hủ tôn long hài cốt, tâm tư cũng là khẽ nhúc nhích. Diệp Thần tiếp tục thi triển đại hoang thâu thiên thuật, lần này không có bất kỳ ngăn trở, rất thuận lợi đem vậy bất hủ tôn long hài cốt, toàn bộ trộm lấy ra. Hoàn chỉnh hài cốt, hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Cái này hài cốt, thật là hoàn mỹ được giống như là pho tượng tác phẩm nghệ thuật, phía trên tràn ra cổ xưa hắc ám khí tức, bất hủ bất diệt năng lượng, đủ để cho người rung động. Cái này hài cốt uy năng, cùng thiên đế chủ thần hài cốt so sánh, vậy không kém bao nhiêu. Diệp Thần rung động trong lòng, vậy cảm nhận được liền bất hủ tôn long mạnh mẽ. Thật may hắn nắm giữ đại hoang thâu thiên thuật, lần này cùng long hồn đối chiến, trực tiếp ăn cắp hắn hài cốt căn nguyên, giải quyết tận gốc. Nếu không, Diệp Thần và Huyết Long, đối mặt vậy không mục nát long hồn giết hại, sợ rằng sẽ đặc biệt khó giải quyết. Hôm nay bọn họ có thể đại hoạch toàn thắng, vậy may mà cái này đại hoang thâu thiên thuật. Chủ nhân, giao cho ta tới chiếm đoạt luyện hóa đi. Huyết Long trong mắt lướt qua một chút nóng dực ý, nói. Ừ, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp đem vậy bất hủ tôn long hài cốt, đánh vào mạng mình tinh trong không gian đi. Cái này không mục nát hài cốt, uy năng 10 phần khủng bố, nếu như thả vào ngoại giới đi, có thể đem một phương thiên địa thế giới, rất miễn cưỡng đè bể thành phấn vụn, liền tinh không đều phải phai mờ. Thiên đế chủ thần cấp hài cốt, uy năng cực kỳ khủng bố. Thật may Diệp Thần luân hồi huyết mạch, thập phần cường đại. Hắn long đằng mệnh tinh không gian, đủ để chứa bất hủ tôn long hài cốt. Chỉ bất quá, cái này hài cốt như vậy khủng bố, muốn luyện hóa cắn nuốt nói, chỉ sợ cũng cần không ít thời gian. Nếu quả thật có thể hoàn toàn hấp thu, Diệp Thần long đằng mệnh tinh, tuyệt đối có thể tiến hóa, uy năng đột nhiên tăng mạnh. Huyết Long trở lại mệnh tinh không gian bên trong, liền bắt đầu tính tâm luyện hóa bất hủ long cốt. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, lần này hắn cùng bất hủ tôn long đánh nhau, đại hoạch toàn thắng, nhưng giá phải trả cũng là khá là to lớn. Vì chữa thương, thiên quân phong thần bia lên quy luật mảnh vỡ, đã cháy hết. Lần sau Diệp Thần muốn lại thi triển nhân quả luật, thì phải lại đi không không lúc nào không, lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, ăn cắp không không quy luật năng lượng. Nhưng hắn đã ăn cắp qua một lần, lần sau ăn cắp, khẳng định sẽ gặp phải không không phép tắc kháng cự. Không thể nào có lần đầu tiên như vậy ung dung. Lắc đầu một cái, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa. Hiện tại bất hủ long hồn tiêu diệt, trong địa cung, không có nguy hiểm nữa, hắn có thể yên tâm thu lấy bảo tàng. Ta động tác nhất định phải mau, mới vừa chiến đấu, có thể kích động thiên cơ, nếu như bị thiên tâm lão tổ phát hiện, chân chính bảo trốn ở chỗ này, vậy thì phiền toái. Diệp Thần tâm tư khẽ nhúc nhích, tuy nói địa cung bên trong không gặp nguy hiểm. Nhưng ngoại giới như cũ hung hiểm trùng trùng. Hắn không chần chờ, lập tức bước vào trong địa cung, như gió cuốn mây tan vậy, đem vậy rất nhiều thiên tài địa bảo, vô số cổ xưa tài nguyên, từng cái một thu lấy. Mà ở Diệp Thần thu lấy bảo tàng thời điểm, bất hủ hoàng cung trước thần điện mặt, thiên tâm lão tổ đại hiển thần uy, cũng là oanh phá cấm chế, đem thần điện cửa mở ra. Thần điện cổng vừa mở ra, thu núp ở bên trong vô số kỳ chân dị bảo. Nhất thời hiện ra ở trước mắt mọi người. Toàn trường tất cả liệt nhật ma tộc các đệ tử đều là bộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy hoan hô. Bọn họ như ong vỡ tổ tựa như xông vào bên trong thần điện, muốn cướp đoạt vậy rất nhiều kỳ chân bảo tàng. Thần điện hai bên có một tôn tôn kim giáp con rối như canh phòng vậy. Làm những cái kia liệt nhật ma tộc đệ tử xông vào sau đó, vậy rất nhiều kim giáp canh phòng, vậy là hoạt động, sải bước ra. Huy động đao kiếm, cùng người xâm lăng đối kháng. Đột ngột hoạt động kim giáp canh phòng, để cho được không thiếu ma tộc đệ tử, đều là chút nào không phòng bị, tại chỗ liền bị chém chết. Chú ý, trước phá hủy những thứ này canh phòng, lại cướp lấy bảo tàng. Một cái ma tộc trưởng lão gào thét hô, thanh âm mang ngưng trọng, lại khó mà che giấu đối bảo tàng khát vọng. Thiên tâm lão tổ nhìn bên trong thần điện rất nhiều chân bảo, nhưng là thần sắc đại biến. Bởi vì hắn thần thức quét nhìn mấy chục ngàn lần, cũng không có phát hiện tịch diệt thiên thư kiếp bụi tồn tại. Thậm chí, hắn cảm nhận được, những cái kia cái gọi là chân bảo, bề ngoài ánh sáng rực rỡ tách thả ra, nhưng trong thực tế cũng không phải cái gì vật chân quý, mặc dù cũng có chút giá trị, nhưng tuyệt đối thật xin lỗi nham thần bảo tàng danh tiếng.
cái này bảo tàng là giả. Chân chính nham thần bảo tàng, không ở nơi này. Thiên Tâm lão tổ trong lòng thoáng qua một cái đáng sợ ý niệm, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn cảm thấy mình bị lừa gạt. Cùng lúc đó, Thiên Tâm lão tổ lại cảm nhận được, xa xôi trong hư không, truyền đến không tầm thường nhân quả chập chờn. Hắn bấm ngón tay tính toán, nhất thời dòm ngó thấy Diệp Thần cùng Bất Hủ Long Hồn đánh nhau, cuối cùng đại hoạch toàn thắng hình ảnh. Đáng chết! Lúc đầu chân chính bảo tàng, ở chỗ đó. Thiên Tâm lão tổ nội tâm tức giận, lập tức phi thân rời đi Hoàng Cung Thần Điện, hướng chân chính bảo tàng địa điểm bay đi. Đa Bảo Thiên Quân vốn cũng muốn tiến vào bên trong thần điện, chia cắt bảo tàng, nhưng gặp Thiên Tâm lão tổ thần sắc nổi nóng, đột nhiên rời đi, liền cảm thấy có cổ quái. Bảo tàng ở nơi khác. Mơ hồ tới giữa, Đa Bảo Thiên Quân vậy bắt được thiên cơ, cảm thấy không ổn, lập tức đi theo Thiên Tâm lão tổ, bay khỏi đi. Rất nhiều ma tộc đệ tử, ma tộc các trưởng lão, thấy Thiên Tâm lão tổ và Đa Bảo Thiên Quân đều đi, nhất thời ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ không muốn bảo tàng? Rất nhiều người ma tộc nội tâm bên trong, tràn đầy nghi ngờ, nhưng vậy mơ hồ cảm thấy không ổn. Đi nhanh kêu Cửu Dương Tiên Đế đại nhân trở về. Có ma tộc trưởng lão bày trận pháp, triệu hoán Cửu Dương Tiên Đế trở về. Toàn bộ Bất Hủ Thần Quốc, đã là dòng nước ngầm mãnh liệt. Hang trong địa cung, Diệp Thần đang điên cuồng thu lấy bảo tàng. Vô số thiên tài địa bảo, vô số tài nguyên, nham thần thiên tôn ngày xưa cất giữ chân bảo, toàn bộ bị Diệp Thần bỏ vào trong túi. Những thứ này thiên tài địa bảo bên trong, có rất nhiều nhiều, là không không lúc nào không đặc biệt chân bảo, giá trị to lớn. Như thế nhiều chân bảo, đủ ta đúc lại Thanh Liên phân thân. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, không ngừng thu lấy bảo tàng dưới, hắn bước vào địa cung chỗ sâu nhất, đó là một tòa thật to khoáng đạt ngôi mộ, như đền vậy. Trong ngôi mộ, thờ phụng nham thần thiên tôn mộ chôn quần áo và di vật, trung gian là một bộ hoàng kim phẩm chất quan tài. Nham thần thiên tôn năm đó chết, thân xác phai mờ, cho nên cái này ngôi mộ bên trong, cũng không có hắn hài cốt. Chỉ là dùng hắn lúc còn sống một ít thứ, bố trí một cái mộ chôn quần áo và di vật. Diệp Thần từ vậy hoàng kim trong quan tài, bắt được một cổ kinh khủng pháp bảo hơi thở, muốn đến vậy nham thần tổ khí kim trương thần ấn, ngay tại quan tài bên trong. Nham thần tiền bối, đắc tội. Diệp Thần hướng quan tài, cúi đầu một cái, chợt đi lên phía trước, đem quan tài mở ra. Quan tài sau khi mở ra, liền thấy bên trong thật nhiều vật chôn theo. Phần lớn là chút thần công bí tịch, đều là nham thần thiên tôn đạo thống chỗ, giống như là long đấu súng, nham thần gai, nham phủ văn, thiên tinh tinh, nham trận phong tỏa vân. Vân, những thứ này thần thông, Diệp Thần đã sớm học biết, cho nên những thứ này thần công bí tịch, đối hắn tác dụng chừng mực. Hắn ánh mắt, lại bị một tôn ấn tỷ hấp dẫn. Vậy tôn ấn tỷ, điêu long họa phượng, cổ sơ trầm hậu, vàng ngọc nạm vàng, lại thấm ra quý giá xa hoa hơi thở. Phần đáy in hai hàng chữ. Kim Trương Hoàng Cực, Hùng Bá Thập Phương. Cái này tôn ấn tỷ, chính là Kim Trương Thần Ấn, là ngày xưa nham thần thiên tôn quyền bính tượng trưng. Diệp Thần tay cầm lên Kim Trương Thần Ấn, chỉ cảm thấy cái này tôn ấn tỷ, như núi cao vậy nặng nề, vô luận là bề ngoài vẫn là nội bộ, cũng không có một chút dấu vết hư hại, hiển hiện ra một cổ hoàn mỹ hơi thở. Thậm chí, từ Kim Trương Thần Ấn phía trên, Diệp Thần còn bắt được vô số nhân quả dấu vết, đều là nham thần thiên tôn ngày xưa lưu lại dấu vết. Lấy cái này tôn ấn tỷ làm chất dẫn, đúng là có cơ hội câu thông nham thần thiên tôn. Đồng dạng là nham thần tổ khí, cái này Kim Trương Thần Ấn, so với ta chiêu võ linh vũ, nhưng mà lợi hại hơn. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, thử nghiệm vận chuyển linh khí, thúc giục Kim Trương Thần Ấn. Nhưng cái này Kim Trương Thần Ấn, chân thực quá nặng nề. Hơn nữa là chân tránh không vô thần khí, thậm chí là tổ khí cấp bậc tồn tại, lấy trước mắt Diệp Thần thực lực, còn khó hơn lấy hoàn toàn thúc dục. Thúc dục chốc lát, Diệp Thần lại là mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi. Xem ra ta tu vi còn chưa đủ, sau này hãy nói. Diệp Thần thở dài ra một hơi, đem vậy Kim Trương Thần Ấn, thu vào. Thuận lợi bắt được Thần Ấn, Diệp Thần liền muốn rời đi địa cung, trở về tìm Đoàn Thu Sinh. Nhưng lúc này, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, lại từ chung quanh trong hư không, bắt được một chút mịt mờ năng lượng ba động. Chung quanh không gian, không có bất kỳ mắt thường có thể thấy được đồ tồn tại. Nhưng Diệp Thần cẩn thận bắt dưới, nhưng bắt được một chút mịt mờ khái niệm.
Đó không phải là thực tế tồn tại đồ, mà là loại nào đó chí bảo, vẫn diệt sau lưu lại khái niệm dấu vết. Là tịch diệt thiên thư. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhưng cảm thấy trong cơ thể một trang tịch diệt thiên thư, truyền ra không tầm thường chập chờn. Tịch diệt thiên thư, là thần thích tụng đời điển chương 8, đã đặc biệt đến gần tinh không bờ bên kia trung cực. Cái này tịch diệt thiên thư uy năng, vậy là vô cùng lợi hại, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, liền vậy chính là một trang thiên thư, đều không cách nào luyện hóa nắm trong tay. Giờ khắc này, Diệp Thần nhưng từ chung quanh trong hư không, bắt được tịch diệt thiên thư khái niệm dấu vết. Năm đó, Bất Hủ Tôn Long định luyện hóa tịch diệt thiên thư, kết quả tiếc nuối thất bại. Bất Hủ Tôn Long vì vậy chết, vậy tịch diệt thiên thư vậy đi theo bạo diệt, chỉ còn lại một trang bay ra ngoài, trời xui đất khiến rơi vào Diệp Thần trong tay. Chân chính hoàn chỉnh tịch diệt thiên thư, đã sớm bạo diệt. Hiện tại Diệp Thần cảm nhận được, chính là tịch diệt thiên thư bạo diệt sau đó, lưu lại khái niệm dấu vết. Xem tịch diệt thiên thư này cùng chí bảo, cho dù là bạo diệt, cũng sẽ không hoàn toàn tiêu tán, sẽ có khái niệm dấu vết bảo tồn được. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, cho ta ăn cắp. Diệp Thần thi triển Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, trực tiếp ăn cắp trong hư không lưu lại khái niệm dấu vết. Những thứ này khái niệm dấu vết, hội tụ đến bàn tay hắn trên, ở thực tế phép tắc dưới ảnh hưởng, dần dần than xúc, có chân thật hình thể, là một nhỏ đống cho tàn. Là tịch diệt thiên thư kiếp bụi. Đây chính là thiên tâm lão tổ mơ tưởng cầu mong đồ sao. Diệp Thần nhìn trong lòng bàn tay thiên thư kiếp bụi, trong lòng một hồi kinh dị. Thiên thư này kiếp bụi, truyền ra cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, tràn đầy khí tức hủy diệt, toàn thể năng lượng tụ lại, so với Diệp Thần trong tay vậy lẻ loi một trang thiên thư, còn kinh khủng hơn được hơn. Trước thu nói sau, đối với ta sau này luyện hóa thiên bia, có lẽ cũng có tác dụng. Diệp Thần không nói hai lời, lập tức đem thiên thư này kiếp bụi, thu vào. Nếu như thiên thư này kiếp bụi, có thể khôi phục, đổi hồi hoàn chỉnh tịch diệt thiên thư, vậy thì lợi hại. Hoàn chỉnh tịch diệt thiên thư, thậm chí đủ để ngắn ngủi áp chế thiên bia hơi thở, để cho người ung dung luyện hóa. Diệp Thần ở thu hồi thiên thư kiếp bụi sau đó, thần thức lại thả ra, cẩn thận quét nhìn toàn bộ địa cung, bảo đảm mình không có bất kỳ bỏ sót, mới hài lòng rời đi địa cung, chuẩn bị trở lại Bất Hủ thần tháp. Suy, lúc này, một đạo tiên đế linh quang, nhưng là phóng tới, rơi vào Diệp Thần bên người. Là Võ Giao. Võ Giao, ngươi làm sao tới? Diệp Thần thấy Võ Giao tới, nhướng mày một cái. Diệp Thần ca ca, Đoàn Thu Sinh tiền bối nói, ngươi đi ra ngoài tìm bảo, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cho nên kêu ta tới đây giúp ngươi. Võ Giao nói, ta không phải kêu ngươi không muốn đi theo tới sao? Nếu là Bất Hủ thần tháp bên kia, gặp phải liệt nhật ma tộc công kích, không có người bảo vệ, bọn họ như thế nào có thể ngăn cản? Diệp Thần giọng có chút nghiêm nghị, Đoàn Thu Sinh bên kia người, là Bất Hủ thần quốc sau cùng người may mắn còn sống sót, Diệp Thần cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện. Hơn nữa, hắn muốn trở thành là linh thính giả mà nói, còn cần Đoàn Thu Sinh trợ giúp. Thật xin lỗi. Nghe Diệp Thần nghiêm khắc giọng, Võ Giao có chút ủy khuất, hốc mắt đỏ lên. Được rồi, chúng ta mau trở về đi thôi. Diệp Thần có chút mềm lòng, ôm nàng một tí, sau đó sờ một cái nàng tóc, liền dắt tay nàng, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này, phương xa chân trời, bỗng nhiên có hai đạo khí tức cường đại, như núi lở đất mòn vậy gào thét tới. Lại là Thiên Tâm lão tổ cùng Đa Bảo Thiên Quân. Diệp Thần ca ca, là bọn họ. Võ Giao thấy Thiên Tâm lão tổ cùng Đa Bảo Thiên Quân đến, một hồi bộ dạng sợ hãi kinh ngạc. Diệp Thần ánh mắt cũng là đông lại một cái, hắn ở hang trong địa cung, cùng Bất Hủ Long Hồn đánh giết, quả nhiên là kích động thiên cơ, bị Thiên Tâm lão tổ phát hiện đầu mối. Thiên Tâm lão tổ ánh mắt xâm nghiêm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, mơ hồ tới giữa, nhưng bắt được tịch diệt thiên thư kiếp bụi chập chờn. Thằng nhóc, đem tịch diệt thiên thư kiếp bụi giao ra. Thiên Tâm lão tổ nghiêm túc tiếng quát to. Nếu như ta không giao đâu. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, tay trái nhưng lặng lẽ rút lại ống tay áo bên trong, nặn động pháp quyết, sử dụng Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, nhắm ngay Thiên Tâm lão tổ, muốn ăn cắp hắn thiên bia. Thiên Tâm lão tổ thực lực cường đại, muốn từ sau lưng hắn, cướp được thiên bia, tuyệt không phải chuyện dễ. Cho nên giờ khắc này, Diệp Thần lại là thử nghiệm ăn trộm, muốn trộm đi ngày trước bia. Thiên Tâm lão tổ bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại,
cả người thật giống như bị rắn độc dây dưa, lập tức liền phát giác Diệp Thần thuật pháp, tức giận nói. Muốn trộm ta thiên bia? Ngươi nằm mơ đi. Tức giận dưới, Thiên Tâm lão tổ sử dụng một kiếm, một cổ hung mãnh kiếm gió, liền hướng Diệp Thần bổ đi. Diệp Thần ca ca chú ý. Võ Giao bước ra một bước, vung ra chân trời thần kiếm, ngăn trở Thiên Tâm lão tổ một kiếm, đầu ngón tay lại liền vung, gọi ra ngày xưa thiên võ tiên môn pháp bảo, chín hàn ngưng băng gai. Chỉ gặp chín đạo bén băng gai, suy suy vang dội, giết phá hư không, bắn thẳng về phía Thiên Tâm lão tổ và Đa Bảo Thiên Quân hai người. Thiên Tâm lão tổ và Đa Bảo Thiên Quân đều thối lui sau hai bước, thúc giục linh khí ngăn cản. Diệp Thần vậy lui về phía sau hai bước, ánh mắt run lên, trong đầu nghĩ, cái này Thiên Tâm lão tổ là thiên bia hóa thân, ta muốn ăn cắp thiên bia, xem ra vậy không quá có thể. Thiên Tâm lão tổ hơi thở, cùng thiên bia hoàn mỹ hòa làm một thể, Diệp Thần muốn ăn cắp thiên bia mà nói, trừ phi là trước đem Thiên Tâm lão tổ giết. Này, Thiên Tâm lão tổ, thằng nhóc này có võ giao bảo vệ, người có thể đánh thắng được hắn sao? Đa Bảo Thiên Quân nhìn Thiên Tâm lão tổ một mắt, trong lòng có chút lo lắng bất an. Diệp Thần đột phá, tu vi thực lực nghịch thiên bạo tăng, mang cho hắn to lớn bóng mờ. Hắn nếu như là một thân một mình nói, tuyệt đối không dám cùng Diệp Thần đối kháng. Huống chi, thời khắc này Diệp Thần, còn có võ giao bảo vệ. Ha ha, thằng nhóc này thanh liên phân thân đã hủy, hắn không có cái mạng thứ hai, hơn nữa ta suy tính thiên cơ, thấy hắn long đằng mệnh tinh, bị cực lớn chấn động, hôm nay không thể vận dụng. Không có luân hồi thất tinh trợ lực, hắn như thế nào là ta ngươi địch thủ? Thiên Tâm lão tổ âm cười lên, trong mắt tràn đầy ý định giết người. Muốn đúc thanh liên phân thân, cực kỳ khó khăn. Lần trước Diệp Thần có thể đúc, là bởi vì là có Tử Hoàng Tiên Cung, đạo đức thiên tôn trợ lực. Hôm nay hắn không có thanh liên phân thân, không có cái mạng thứ hai, liền long đằng mệnh tinh đều không thể vận dụng, đây đối với Thiên Tâm lão tổ mà nói, không thể nghi ngờ là ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Thì ra là như vậy. Đa Bảo Thiên Quân nghe xong Thiên Tâm lão tổ mà nói, mới dòm ngó hôm nay cơ hội, biết Diệp Thần long đằng mệnh tinh, bởi vì bất hủ long hồn tự bạo, bị to lớn đánh vào, hôm nay cần nghỉ ngơi, hoàn toàn không thể vận dụng. Không có long đằng mệnh tinh trợ lực, Diệp Thần liền mất đi một tấm trọng yếu lá bài tẩy. Động thủ. Thiên Tâm lão tổ không nói hai lời, lập tức xuất kiếm phi thân giết ra. Ảo tưởng thế giới, Thiên Tâm vực, mất đi thần cung, hạ xuống. Kiếm đến nửa đường, Thiên Tâm lão tổ ngửa mặt lên trời ngâm sướng, hư không tan vỡ, vô số ảo tưởng xen lẫn, cuối cùng lại huyễn hóa ra một cái thế giới bao la. Mảnh thế giới này, chính là hắn nơi chủ yếu bàn, Thiên Tâm vực. Vì đánh chết Diệp Thần, hắn lại liền mình Thiên Tâm vực, cũng triệu hoán liền đi ra. Thiên Tâm vực bên trong, hiển hóa ra một phiến khoáng đạt cung điện khí tượng. Đó là Thiên Tâm lão tổ sáng chế thế lực, mất đi thần cung. Lão tổ uy vũ, mất đi thần cung bên trong, vô số đệ tử ở gào thét kêu gào. Rồi sau đó, từng cái mất đi thần cung cường giả, từ Thiên Tâm vực bên trong, hạ xuống đến cái này phiến bất hủ thần quốc. Ngay chớp mắt, ước chừng mấy ngàn mất đi thần cung cường giả, hạ xuống, ký kết thành trận, đem Diệp Thần và võ giao, vây khốn ở giữa trận, áp chế bọn họ khí vận năng lượng. Thiên Tâm lão tổ biết, hắn và Diệp Thần tới giữa chiến đấu, tuyệt không thể chỉ nhìn bề ngoài thực lực, còn cần cân nhắc khí vận những thứ này. Diệp Thần khí vận, chân thực quá mức nổ chút, vô số lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, làm người ta không thể không đề phòng. Cho nên, Thiên Tâm lão tổ trực tiếp đem mất đi thần cung cường giả, triệu hoán xuống, chính là muốn áp chế Diệp Thần khí vận, vậy áp chế võ giao khí vận. Kiếm khí bừng bừng. Thiên Tâm lão tổ ở chế trụ Diệp Thần và võ giao khí vận sau đó, kiếm thế bạo tăng, như sắp nứt trời, đi về trước chém chết đi. Yên hồn độc trưởng. Đa Bảo Thiên Quân thấy Thiên Tâm lão tổ uy mãnh như vậy hình dáng, cũng là không cam lòng yếu thế, cả người linh khí bùng nổ đến mức tận cùng, một trưởng đánh ra, trong lòng bàn tay tràn ra kịch khí độc tức, giống như là muốn chôn vùi linh hồn người. Chiêu này kêu là Yên hồn độc trưởng, là Tử Hoàng Tiên Cung tà phái truyền thừa tuyệt học, vô cùng lợi hại. Luân hồi thiên quốc, hạ xuống. Diệp Thần mắt xem Thiên Tâm lão tổ và Đa Bảo Thiên Quân, song song giết tới, lập tức gọi ra luân hồi thiên quốc. Hào hùng luân hồi hơi thở, ngay tức thì nổ tung ra, luân hồi thiên quốc khí tượng nổi lên. Nhưng mà,
ở chung quanh mấy ngàn mất đi thần cung cường giả dưới áp chế, Diệp Thần khí vận, vậy được ảnh hưởng, nơi cho đòi ra luân hồi thiên quốc, khí tượng lại không bằng trước kia. Chân trời thần kiếm, phá. Võ Giao huy động trọng kiếm, lại là không sợ chết vậy, xông lên đánh ra, muốn một người tiếp Thiên Tâm lão tổ và Đa Bảo Thiên Quân giết hại. Thiên Tâm lão tổ hừ một tiếng, lại không có quản Võ Giao, trường kiếm quỹ tích nghiêng một cái, liền từ Võ Giao lướt qua bên người, ác liệt vô cùng hướng Diệp Thần ám sát đi. Võ Giao chỉ chặn lại Đa Bảo Thiên Quân, trong tay trọng kiếm cùng Đa Bảo Thiên Quân độc trưởng va chạm, ở trọng kiếm gặp phải khí độc ô nhiễm đồng thời, nàng cũng đem Đa Bảo Thiên Quân một kiếm đánh bay. Phốc xích, Đa Bảo Thiên Quân phun ra máu tươi, hình dáng mười phần chật vật. Hắn tu vi, chỉ là vô hạn đến gần tiên đế, nhưng Võ Giao, nhưng là chân chính tiên đế. Hai người chính diện giao thủ mà nói, dĩ nhiên là hắn rơi xuống hạ phong. Mà bên kia, Diệp Thần đối mặt Thiên Tâm lão tổ, nhưng là áp lực to lớn. Thiên Tâm lão tổ một kiếm giết tới, một kiếm này mang thiên bia uy áp, vô cùng hung hãn. Suy rồi một tiếng, Diệp Thần luân hồi thiên quốc, tại chỗ liền bị Thiên Tâm lão tổ chém mặc, hóa thành lưu quang tán loạn đi. Diệp Thần vậy bị to lớn phản chấn, phun một ngụm máu tươi đi ra. Thiên Tâm lão tổ sửng sốt một chút, cảm thấy mình mới vừa một kiếm kia, mới vừa chém ở luân hồi thiên quốc khí cơ chỗ bạc nhược, cho nên dễ dàng liền giết xuyên, vận khí chân thực tốt đến mức tận cùng. Không, chính xác mà nói, là Diệp Thần khí vận bị áp chế, cho nên bị một kiếm giết xuyên. Suy, Thiên Tâm lão tổ lại rất kiếm nhanh gai, nhắm thẳng vào Diệp Thần tim. Thiên Quân Phong Thần Bia, cho ta ngăn trở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng Thiên Quân Phong Thần Bia, đinh một tiếng, ngăn trở Thiên Tâm lão tổ một kiếm. Ồ, Thiên Tâm lão tổ một kiếm bị ngăn trở, lộ ra một hồi vẻ kinh dị. Hắn rõ ràng cảm nhận được, theo Diệp Thần đột phá thiên huyền cảnh sau đó, vậy Thiên Quân Phong Thần Bia năng lượng nội tình, vậy đi theo đổi được mạnh mẽ, lại có thể chống đỡ hắn một kiếm ám sát. Diệp Thần ca ca, Võ Giao đánh bay Đa Bảo Thiên Quân sau đó, tiên đế linh khí chấn động một cái, đem trên thân kiếm khí độc, toàn bộ xua tan sạch sẽ, chợt liền bay trở về đến Diệp Thần bên người, bảo vệ hắn. Thiên Tâm lão tổ, người đi đối phó bọn họ, còn không mau vận dụng thiên bia. Đa Bảo Thiên Quân rất là tức giận, vô luận là Diệp Thần vẫn là Võ Giao, đều không phải là hắn hôm nay, có thể đối kháng. Bất đắc dĩ, hắn cháy máu tươi, đem tự thân linh khí, toàn bộ thả ra, hội tụ đến Thiên Tâm lão tổ trên mình. Hắn chỉ mong Thiên Tâm lão tổ đại hiển thần uy, chu diệt hết Diệp Thần cùng Võ Giao, giải quyết Tử Hoàng Tiên Cung tai họa ngầm lớn nhất. Thiên Tâm lão tổ hừ một tiếng, mắt gặp Diệp Thần và Võ Giao liên hiệp, luân hồi từ bi hòa vào nhau, thần quang bung ra, thật là không phải chuyện đùa, hắn coi như triệu hoán Thiên Tâm vực hạ xuống, cũng chưa chắc có thể đè chế ngự được. Tốc chiến tốc thắng. Thiên bia, hạ xuống đi. Thiên Tâm lão tổ không nói nhảm nữa, lập tức triệu hoán thiên bia hạ xuống. Chỉ nghe được hư không chấn động, ùng ùng vang dội, một khối cổ xưa bia đá, mang kinh khủng uy nghiêm, hạ xuống, chính là thiên bia. Thiên bia vừa ra, nhất thời hư không nổ, hào hùng uy áp, để cho Diệp Thần và Võ Giao, đều cảm thấy cả người áp lực, thiếu chút nữa liền xương đều gãy. Đây chính là thiên bia, ta luân hồi huyết mạch cuối cùng một khối đá bia. Diệp Thần nhìn ngày này bia, trừ vô biên vô tận áp lực bên ngoài, còn cảm thấy một hồi quen thuộc đồng tình. Hắn luân hồi huyết mạch, cùng ngày này bia, xa xa đồng tình hô ứng. Cái gì ngươi thiên bia, đây là đồ ta, còn chưa tới phiên ngươi tới chấm mút. Thiên Tâm lão tổ hừ lạnh một tiếng, khua kiếm chém ra, một kiếm này lại là mang thiên bia lực lượng, long trời lở đất, chém thẳng Diệp Thần cùng Võ Giao. Thiên võ kiếm đạo. Võ Giao cắn chặt hàm răng, rất kiếm đối kháng. Luân hồi thiên kiếm, chảm thiên nhất kích. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, trực tiếp thiêu đốt lên luân hồi huyết mạch, đem luân hồi thiên kiếm kiếm khí uy lực, bùng nổ đến mức tận cùng. Trình độ cao nhất bùng nổ luân hồi thiên kiếm, hơn nữa Diệp Thần luân hồi huyết mạch cháy, tóe ra sát phạt thần uy, thậm chí so với Nhân Hoàng Thánh Đao còn lợi hại hơn. Diệp Thần sử dụng Trảm Thiên Cửu Kiếm một kích mạnh nhất, trong tròng mắt kim quang bung ra, cùng Võ Giao song kiếm hợp bích, phá đánh ra. Luân hồi cùng Từ Bi, song kiếm hợp bích, uy thế đơn giản là kinh thiên. Diệp Thần có lòng tin, coi như là ma tổ vô thiên tới, cũng không thể chính diện tiếp một kiếm này mũi nhọn.
Nhưng mà, thiên tâm lão tổ không sợ chút nào, thiên bia năng lượng trình độ cao nhất thúc dục, trường kiếm trong tay khí thế hung mãnh, như rồng như nước thủy triều, lại là trực diện Diệp Thần và Võ Giao Song kiếm hợp bích. Oanh! Động trời va chạm nổ lên, kinh khủng kiếm khí biến dạng hư không, tựa như nghịch chuyển thời không sông dài, phai mờ đại lộ, uy thế phách liệt tới cực điểm. Diệp Thần và Võ Giao đều là cảm thấy hào hùng uy áp gào thét tới. Hai người song kiếm hợp bích tư thái, ngay tức thì liền bị kích phá. Thiên tâm lão tổ cuồng bạo kiếm khí thần uy, thậm chí phải đem hai người cắn nát giết chết. Chiêu võ linh vũ, bảo vệ. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần sử dụng chiêu võ linh vũ, hóa thành một mặt nham tấm thuẫn, ngăn cản thiên tâm lão tổ kiếm khí. Nhưng dù vậy, hắn và Võ Giao hai người, vẫn bị đánh lui, một liền lui về phía sau mười mấy bước, mới khó khăn lắm đứng lại. Trong cơ thể khí huyết đã cuồn cuộn hỗn loạn. Thiên tâm lão tổ chỉ là lui về phía sau một bước, đứng vững thân hình, mang trên mặt lạnh lùng uy nghiêm thần sắc, nói. Có thể ép được ta vận dụng thiên bia bản thể, các ngươi cho dù chết, vậy đủ để kiêu ngạo. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thiên tâm lão tổ tuyệt không muốn động dùng thiên bia bản thể. Bởi vì, thiên bia uy năng, đích thực quá đáng sợ. Thiên bia bản thể xuất hiện, sẽ kích động thiên cơ. Kinh động vô số nhân quả, đưa tới bất trắc biến loạn. Nếu như bị không không thời không một ít các lão quái vật, phát hiện thiên bia tồn tại, bọn họ có thể sẽ không tiếc giá phải trả, cũng phải hạ xuống cướp đoạt. Cho nên, nếu như không tới cuối cùng, thiên tâm lão tổ là không sẽ vận dụng thiên bia bản thể. Hiện đang chiến đấu mới vừa bắt đầu, hắn liền trực tiếp tuôn ra lá bài tẩy, vì chu diệt Diệp Thần, hắn cũng là nhưng không được nhiều như vậy. Thiên bia quả nhiên là lợi hại vô địch. Đa bảo thiên quân xa xa thấy thiên bia thần uy, trong lòng cũng là rung động. Diệp Thần và Võ Giao Song kiếm hợp bích, hạng cường hãn, coi như là vậy tiên đế, đều có thể ung dung chém giết. Nhưng hiện tại, đối mặt thiên bia uy áp, hai người nhưng là ngay tức thì tháo chạy, hoàn toàn không thể ngăn cản. Diệp Thần ca ca, người đi trước đi, ta trước ngăn trở bọn họ. Võ Giao ánh mắt mang theo một chút đoạn tuyệt. Chống trọng kiếm đứng dậy, từ bi huyết mạch cháy, trong hư không xuất hiện cổ xưa tiếng ngâm sướng, hình như là có hàng tỷ tín đồ, ở ca tụng trước từ bi vĩ đại. Huyết mạch cháy dưới, Võ Giao tiên đế linh khí, cũng là tăng vọt, chấn động hư không, trong hư không thậm chí hiện ra ngày xưa thiên võ tiên môn bóng dáng. Nàng biết thiên tâm lão tổ lợi hại, muốn chiến thắng đối phương mà nói, cơ hồ không thể nào. Cho nên, nàng chuẩn bị liều chết đối kháng. Là Diệp Thần tranh thủ chạy trốn cơ hội. Chỉ cần Diệp Thần có thể trở về đến Bất Hủ Thần Tháp bên kia, trở thành linh thính giả, cùng Nham Thần Thiên Tôn đạt được câu thông, thì có phá cuộc có thể. Không, chúng ta không thể tách ra. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đứng ở Võ Giao bên người, nhìn xem thiên tâm lão tổ, đa bảo thiên quân các người, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, đột nhiên nhưng phúc tới tâm linh, nghĩ tới một cái phương pháp phá cuộc. Vù vù. Diệp Thần sử dụng một tôn ấn tỳ, đó là Kim Trương Thần Ấn. Kim Trương Thần Ấn vừa ra, chung quanh không gian, đều giống như đổi được nặng nề, làm người ta nghẹt thở. Thiên tâm lão tổ thấy vậy Kim Trương Thần Ấn, cũng là sợ hết hồn, Nham Thần Tổ Khí, Kim Trương Thần Ấn. Năm đó Nham Thần Thiên Tôn Ấn Tỳ, là Nham Thần quyền bính trình độ cao nhất tượng trưng. Cái này tôn Kim Trương Thần Ấn, vào năm đó cửu thần thời đại, không biết chấn giết nhiều ít thần minh. Vị kia tử thần Hải Vương Ma Tôn, cũng là bị Kim Trương Thần Ấn nơi trấn áp, cho đến ngày hôm nay còn bị khốn tại Thiên Ma Tinh Hải. Thiên tâm lão tổ thấy Kim Trương Thần Ấn xuất hiện, dĩ nhiên là bộ dạng sợ hãi khiếp sợ. Nhưng hạ một sát, hắn liền phát hiện, Diệp Thần cũng không thể hoàn toàn thúc giục cái này ấn tỳ. Kim Trương Thần Ấn uy năng, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải thiên huyền cảnh tu sĩ, có thể thúc giục. Liền liền Diệp Thần, cũng không cách nào hoàn toàn thúc giục. Lúc đầu ngươi còn không tư cách thúc giục, ha ha, vậy thì chết đi. Thiên tâm lão tổ trong mắt lướt qua một chút âm ngoan, lần nữa mượn dùng thiên bia lực lượng, một kiếm chém chết ra. Cực võ phách kiếm. Võ Giao bước ra một bước, thon nhỏ thân thể, nhưng bộc phát ra hung mãnh lực lượng, trong tay trọng kiếm võ đạo hơi thở nổ tung, ngăn cản thiên tâm lão tổ một kiếm. Đang. Hai kiếm giao kích, thiên tâm lão tổ bước chân sừng sững không nhúc nhích. Võ Giao cũng chỉ là thoáng lui về sau một bước. Hôm nay Võ Giao, huyết mạch cháy, tu vi hơi thở so với mới vừa, đột phá tăng vọt rất nhiều,
võ đạo thần uy mênh mông, như trước ngày thiên võ tiên môn nắm giữ hạ xuống. Dĩ nhiên, như vậy uy mãnh hình dáng, là lấy cháy huyết mạch làm giá, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu, hơn nữa giá phải trả to lớn. Võ Giao muội muội, giúp ta trì hoãn 10 tức thời gian. Diệp Thần cắn răng, tay cầm kim trương thần ấn, lui về phía sau mấy bước. Được. Võ Giao con người toát ra kim quang, từ bi huyết mạch cháy đến mức tận cùng, liền tóc cũng kích dương đứng lên, đã không nhìn ra trước đây vậy hiểu điệu ôn nhu hình dáng, chỉ có cực võ nữ đế vậy uy nghiêm. Nàng không biết Diệp Thần trì hoãn thời gian, rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng nàng coi như hợp lại hết tánh mạng, vậy không muốn nhìn thấy Diệp Thần bị thương. Thằng nhóc này muốn làm gì? Thiên Tâm lão tổ thấy vậy, tim cũng là căng thẳng, khua kiếm hướng Diệp Thần gai đi giết. Nếu Diệp Thần muốn trì hoãn thời gian, vậy hắn thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Người đối thủ là ta. Võ Giao một tiếng nổ, huy động trọng kiếm, ngăn cản Thiên Tâm lão tổ một kiếm, gắt gao bảo vệ được Diệp Thần. Diệp Thần trong bụng có vẻ cảm kích, liền nắm kim trương thần ấn, ngưng thần cảm ngộ câu thông đứng lên. Cái này kim trương thần ấn, mang theo ngày xưa rất nhiều nham thần thiên tôn nhân quả dấu vết, Diệp Thần chỉ muốn câu thông nham thần thiên tôn, mời hắn hiển linh, phá giải trước mắt nguy cục. Thiên Tâm lão tổ chấp trưởng thiên bia, uy thế quá đáng sợ, Diệp Thần tự nhiên không phải là địch thủ của hắn, coi như là mượn dùng luân hồi mộ địa bên trong, thiên quyền đại đế lực lượng, cũng khó mà chống lại. Còn như Hoang lão, hắn có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ tương trợ. Cho nên, Diệp Thần muốn mời nham thần thiên tôn hiển linh, đây là duy nhất biện pháp. Oanh! Diệp Thần nham thần máu kịch liệt cháy, từng luồng khí huyết năng lượng, bơm vào đến kim trương thần ấn bên trong. Nham thần thiên tôn, đáp lại ta đi. Diệp Thần nội tâm hét điên cuồng, thần thức vậy hoàn toàn thấm vào đến kim trương thần ấn bên trong, chỉ muốn cùng nham thần thiên tôn đạt được câu thông. Ở hắn không ngừng kêu gọi cùng kêu gào dưới, phương xa nơi nào đó thời không bên trong, vậy truyền đến đáp lại. Vậy hẳn là nham thần thiên tôn đáp lại, nhưng Diệp Thần không cách nào xác định. Bởi vì cái này cổ đáp lại, bị một tầng hắc ám sương mù dày đặc ngăn trở. Tầng này hắc ám sương mù dày đặc, tràn ngập nghiêm ngặt ma đạo hơi thở, còn có từng tia khí huyết chập chờn. Vậy từng tia khí huyết vặn vẹo, hội tụ thành một bức cổ xưa đồ đằng, lại là ma nữ đồ đằng. Ma nữ, quả nhiên là nàng. Diệp Thần tim đập loạn, bất hủ thần quốc không cách nào cùng nham thần thiên tôn câu thông, hắn vậy câu thông không được, chính là bởi vì ở giữa có ma nữ ngăn cách. Ma nữ thi triển thuật pháp, trở cách nham thần thiên tôn ý chí, cấm chỉ người bất kỳ cùng hắn câu thông. Diệp Thần trước mắt tầng tầng hắc ám sương mù dày đặc, đều là ma nữ ý chí cách trở. Long đấu súng, phá cho ta. Diệp Thần tâm niệm thúc giục, lập tức tuôn ra long đấu súng, cuồng bạo long khí nổ tung, cổ xưa chiến thương phá giết ra, muốn phá vỡ cái này hắc ám sương mù dày đặc. Oanh! Long đấu bắn chết nhập hắc ám sương mù dày đặc bên trong, nổ lên kinh thiên gợn sóng. Nhưng cái này hắc ám sương mù dày đặc, đặc biệt đậm đà sình sệt, hoàn toàn không cách nào phá vỡ, cũng không thể biến dạng. Chỉ bất quá, Diệp Thần long đấu súng, giết phá đi vào, nhưng thật giống như đạt được hắc ám sương mù dày đặc bờ bên kia, lực lượng nào đó ban phúc. Hắn long đấu súng, khí tức giết hại rút đi, đổi được trầm ổn phong phú, nham thạch linh khí không ngừng dâng trào, cuối cùng lại là hóa thành một tòa cổ xưa cầu đá, trên cầu đá chạm trổ nham long điêu khắc, còn có nham thần đồ đằng, lộ ra bể dâu ý. Ở vô biên vô tận hắc ám trong sương mù, chỗ tòa này nham long cầu đá, hiện ra một cổ trầm ổn ý niệm. Diệp Thần thật giống như nghe được phương xa đáp lại, nham thần thiên tôn đang kêu gọi hắn. Quá tốt, nham thần thiên tôn đáp lại ta. Diệp Thần trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức bước lên cầu đá, đi cầu đá bỉ đoan đi tới. Dọc theo cầu đá, hắn bước vào hắc ám sương mù dày đặc bên trong, chỉ cảm thấy chung quanh trong bóng tối mặt, có vô số ma vật đang gầm thét, nhọn tiếng gào muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Diệp Thần trong mắt nơi gặp, toàn bộ là hắc ám dơ bẩn đồ, thối giữa cục thịt, máu đỏ con ngươi, đung đưa xúc tu vân. Vân, những thứ này hắc ám dơ bẩn, xa so Diệp Thần trước kia đã gặp, còn kinh khủng hơn được nhiều, sau lưng rõ ràng có ma nữ ý chí chống đỡ. Võ tổ đạo tâm, bảo vệ. Diệp Thần vận chuyển võ tổ đạo tâm, bảo vệ tinh thần mình, từng bước một đi về phía trước. Ở nơi này vậy hắc ám địa phương quỷ dị, thậm chí còn có ma nữ ý chí sống động,
hắn coi như là dùng luân hồi thánh hồn thiên, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Dẫu sao, luân hồi thánh hồn thiên là thế giới hiện thật đệ nhất thần khí, ở thế giới hiện thật bảo vệ vô địch, nhưng đối mặt không không thời không hắc ám dơ bẩn, nhưng chưa chắc có thể làm được hoàn mỹ bảo vệ. Thật may, Diệp Thần võ tổ đạo tâm, nhưng là vô cùng vững chắc, đủ để chống đỡ hết thảy hắc ám. Chân trời, người tới nhìn ta sao? Hắc ám bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo thanh âm u oán. Chỉ gặp một cái tuyệt đẹp cô gái đồ đen, từ hắc ám trong sương mù nổi lên, chính là ma nữ. Giờ khắc này Diệp Thần, thi triển võ tổ đạo tâm, trên mình mang theo võ tổ nhân quả. Ma nữ thấy một màn này, không biết là thần kinh thác loạn vẫn là cái gì, rốt cuộc lại đem Diệp Thần nhận lầm thành võ tổ. Diệp Thần thấy ma nữ xuất hiện, cũng không biết nàng là ảo ảnh vẫn là bản thể cái gì, hắn chỉ cảm thấy rất nguy hiểm, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, mình tùy thời phải bị ma nữ kéo nhập trong vực sâu đi. Nắng ban mai gió, nhanh. Diệp Thần không nói hai lời, lập tức sử dụng nắng ban mai gió, quanh người tập tục thêm thân, nhắm mắt lại, bước nhanh dọc theo cầu đá, đi về trước bay vút đi. Hắn nhắm hai mắt, không thấy được chung quanh hắc ám dơ bẩn, vậy không thấy được ma nữ bóng người, đầu óc lập tức liền thanh tỉnh nhiều. Chân trời, người cần gì phải cách ta đi? Ma nữ thanh âm, như tơ như mị, không ngừng truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, từ đầu đến cuối không dám mở mắt ra, chỉ là một đường đi về trước bay vút. Hắn cảm thấy dưới chân mình cầu đá, thật giống như xuất hiện rất nhiều dơ bẩn sền sạch đồ, hình như là xúc tu, lại hình như là cái gì thối giữa thịt, lại hình như là đạp phải một bãi than nước dơ cùng con giòi. Các loại khủng bố quỷ dị đồ, để cho người không lạnh mà run. Diệp Thần từ đầu đến cuối vận chuyển võ tổ đạo tâm, chẳng ngó ngàng gì tới, một đường chạy như điên. Rồi sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy, chung quanh tất cả hắc ám dơ bẩn năng lượng, cũng tiêu tản mát. Hắn bàn chân, thật giống như dẫm ở một phiến kiên cố trên đất, đặc biệt dày, bốn phương tám hướng đều là núi cao cùng mặt đất trầm hậu hơi thở. Diệp Thần mở mắt ra, nhưng phát hiện mình đã đi ra hắc ám sương mù dày đặc. Vậy hắc ám sương mù dày đặc, còn có vô số dơ bẩn, ở sau lưng hắn trong không gian lơ lửng. Mà hắn nơi đứng địa phương, không có một chút dơ bẩn dấu vết, chỉ có núi cao cùng mặt đất dày nặng. Đây là một phiến nham thạch thế giới, khắp nơi đều là nguy nga đỉnh núi, rừng đá. Mặt đất bên trên, có một tòa tòa cổ xưa cung điện, dùng hoàng kim cùng nham thạch chế tạo, khoáng đạt thở mạnh. Những cái kia cung điện bên trong, thật giống như thật nhiều người đang tu luyện sinh hoạt, nhưng Diệp Thần trừng mắt nhìn, những người đó lại không thấy, tất cả cung điện đều là không có một bóng người, hiển hiện ra một cổ năm tháng bi thương. Luân hồi chi chủ, người tới. Phương xa truyền ra một đạo thanh âm thê lương, năm tháng dấu vết đặc biệt phong phú. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, liền thấy một người thanh niên nam tử, từ đàng xa trong cung điện chậm rãi đi tới. Vậy chàng thanh niên bóng người, ở từng ngọn vắng lặng cung điện làm nổi bật dưới, lộ vẻ được càng vắng lặng. Chàng thanh niên người mặc nham thạch màu sắc áo choàng, da trắng nón, ngũ quan như đao búa phòng tai tạc vậy rõ ràng. Giơ tay nhấc chân tới giữa, đều là lộ ra một cổ trầm ổn cùng ưu nhã. Ngươi là, nham thần thiên tôn. Diệp Thần thấy vậy chàng thanh niên, nhất thời rung động. Từ vậy chàng thanh niên trên mình, hắn thấy được năm tháng bể dâu, lịch sử nội tình, nham thạch phong phú, còn có trầm ổn như thiên địa hơi thở, tựa như chư thiên hết thảy, đều không cách nào dung chuyển thân hình. Diệp Thần một mắt tới giữa, liền có thể khẳng định, vậy chàng thanh niên chính là trong truyền thuyết nham thần thiên tôn, cửu thần thời đại cường đại nhất thần minh. Là ta, Nhâm huynh kêu ta chiếu cố ngươi, đáng tiếc ta ý chí, bị ma nữ che đậy, nếu như không phải là ngươi liều mạng kêu gọi, ta cũng không cách nào bắt được sự tồn tại của ngươi. Nham thần thiên tôn một tiếng thở dài, nói. Là ta Nhâm phi phàm tiền bối, kêu ngươi chiếu cố ta. Ngươi và hắn biết. Diệp Thần rất là khiếp sợ. Trước kia không nhận biết. Nhưng hắn sửa đổi đi qua, hiện tại ta và hắn là chi giao bạn thân. Nham thần thiên tôn mỉm cười nói. Hắn trong trí nhớ, vốn là không có Nhâm phi phàm tồn tại, nhưng ở trước đoạn thời gian, chính là Diệp Thần đột phá thiên huyền cảnh thời điểm, hắn trong trí nhớ, đột nhiên nhiều hơn một đoạn nhớ lại. Là cùng Nhâm phi phàm kết giao, cầm rượu nói vui mừng nhớ lại. Nham thần thiên tôn biết, đây là Nhâm phi phàm thay đổi đi qua, trở thành bạn hắn.
Nhâm Phi Phàm là luân hồi hộ đạo giả, danh tiếng cực lớn. Trước mấy đời luân hồi chi chủ, toàn bộ chết. Chỉ có đời này Diệp Thần, có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Cái này sau lưng, Nhâm Phi Phàm công lao to lớn. Cho nên, ở không không lúc nào không bên trong, vô số cường giả, đối Nhâm Phi Phàm đều là vô cùng bội phục. Có thể cùng Nhâm Phi Phàm kết giao, Nham Thần Thiên Tôn tự nhiên cũng vô cùng tình nguyện. Nham Thần tiền bối, ta tới nơi đây, là muốn cầu ngươi hiển linh, hạ xuống Bất Hủ Thần Quốc. Con dân của ngươi bị tàn sát, cần ngươi ra tay sống lại. Ma tộc tàn phá, ngoại địch xâm lược, cũng cần ngươi trấn áp. Diệp Thần chắp tay, trầm giọng nói. Nham Thần Thiên Tôn sắc mặt cũng là trầm xuống, ngắm nhìn Diệp Thần một mắt, đã dòm ngó thấy tất cả thiên cơ, biết được Bất Hủ Thần Quốc phát sinh hết thảy. Ma nữ không tiếc giá phải trả, ngăn cách ta ý chí, ta không cách nào hạ xuống đến Bất Hủ Thần Quốc bên trong đi. Nham Thần Thiên Tôn nhìn về trong hư không nổi lên hắc ám sương mù dày đặc hơi thở, giếng cổ không dao động trong tròng mắt, cũng là thấm ra một chút bất đắc dĩ. Ngươi là chín thần chí cường, chẳng lẽ chính là một cái ma nữ, có thể ngăn cách ngươi ý chí? Diệp Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tuy nói ma nữ rất cường đại, nhưng hiển nhiên không thể cùng Nham Thần Thiên Tôn so sánh. Nham Thần Thiên Tôn lại là một tiếng thở dài, nói, là đạo đức Thiên Tôn lừa gạt ta. Diệp Thần sửng sốt một chút, đạo đức Thiên Tôn. Nham Thần Thiên Tôn nói, đúng vậy, vậy đạo đức Thiên Tôn, từng là ta Bất Hủ Thần Quốc chỗ thượng khách, cũng coi là bạn của ta, mấy ngày trước hắn tìm được ta, bảo là muốn cùng nhau đối kháng Tử Thần giáo đoàn cái gì. Cùng hắn đi, ta nhưng phát hiện, ta cái này Nham Chi quốc độ, đã bị ma nữ ý chí ngăn cách, chung quanh tất cả đều là hắc ám sương mù dày đặc, ta không thấy được cố hương sở tại. Ta biết, là đạo đức Thiên Tôn cố ý lừa dối ta, giúp ma nữ kéo ta. Bóng tối phong tỏa một khi tạo thành, muốn phá giải, vậy thì cần phải hao phí không ít thời gian. Hắn lời nói này nói được 10 phần bình tĩnh, coi như bị lừa dối phản bội, thanh âm cũng không có cái gì chập chờn, tựa hồ là đã từng trải qua đồ, thực ra quá nhiều, hôm nay bất kỳ sự việc, đều không cách nào kích động hắn tâm cảnh. Nguyên lai là đạo đức Thiên Tôn đang dở trò. Diệp Thần trong lòng khá là chấn động. Nham Thần Thiên Tôn nói, đạo đức Thiên Tôn tánh tình, so với trước kia tàn bạo rất nhiều, hoặc là nói, hắn gần đây đều là như vậy, chỉ là trước kia không biểu hiện ra. Hôm nay, người đối hắn tạo thành uy hiếp, hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi. Diệp Thần im lặng, cũng biết mình cùng đạo đức Thiên Tôn tới giữa, ân oán khó mà hóa giải. Theo tu vi càng ngày càng cao, Diệp Thần vậy bộc phát cảm giác được, truyền thuyết kia ở giữa mồi lửa nguyên, thật ra thì chính là luân hồi huyết mạch một phần chia. Luân hồi thất tinh, chắc cùng mồi lửa có liên quan. Thất tinh ở giữa một ngôi sao, muốn thắp sáng nói, phải dựa vào mồi lửa. Nói cách khác, Diệp Thần sớm muộn có một ngày, phải đi cướp lấy mồi lửa. Hắn cùng đạo đức Thiên Tôn tới giữa, nhất định là không chết không thôi. Ngươi luyện thành ta long đấu súng, tùy thời có thể xuyên qua sương mù dày đặc, cùng ta câu thông. Nhưng, ta là không thể tùy ý hạ xuống, giá quá lớn, ngươi phải biết, ta thật ra thì ở cực kỳ lâu trước kia, liền đã chết. Nham Thần Thiên Tôn ngắm nhìn Diệp Thần, nói. Diệp Thần đứng xuôi tay, im lặng gật đầu. Nham Thần Thiên Tôn vung tay lên, đầu tiên là bắn ra một cổ bất hủ khí, như vậy một cái nham long vậy, vờn quanh ở Diệp Thần trên thân thể. Sau đó, hắn lại ban thưởng một đạo phù chiếu, phía trên hiện đầy nham phù văn. Ta ban cho ngươi một đạo bất hủ khí, có thể giúp ngươi thúc giục kim trương thần ấn, bộc phát ra thần ấn lớn nhất uy lực, đánh bại Thiên Tâm lão tổ, nhưng giá phải trả to lớn, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần. Còn có phù này chiếu, ngươi vậy cầm. Ngươi cầm ta phù chiếu, có thể điều động ta nham thần mắt lực lượng, tiêu diệt liệt nhật ma tộc, cũng khôi phục ta chết đi tín đồ. Nham Thần Thiên Tôn đem vậy phủ đầy nham phù văn phù chiếu, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần bất hủ khí thêm thân, nham thần phù chiếu nơi tay, nhất thời cảm thấy vô biên lực lượng, chân chính như có thần giúp. Trở về đi, chúc ngươi có thể sớm ngày thu lấy thiên bia. Nham Thần Thiên Tôn khó khăn được lộ ra một nụ cười, vung tay lên, liền đem Diệp Thần đưa vào vậy hắc ám trong sương mù mặt. Diệp Thần tiến vào hắc ám sương mù dày đặc bên trong, lại lần nữa bước lên cầu đá, nhưng lần này, không có bất kỳ hắc ám dơ bẩn, dám đến gần hắn thân thể. Bởi vì hắn trên mình,
còn quấn một đạo bất hủ khí, là nham thần thiên tôn ban cho hắn linh khí, thập phần cường đại. Hơn nữa, trong tay hắn, còn cầm nham thần phù chiếu, đủ để ích dịch hết thảy tà ma. Diệp thần đặc biệt thuận lợi, không có bị bất kỳ ngăn trở, liền dọc theo cầu đá, lần nữa trở lại bất hủ thần quốc. Một tiếng nổ. Diệp thần mở mắt ra, thần thức tỉnh hồn lại. Chỉ gặp võ giao đĩnh trọng kiếm, còn ở cùng thiên tâm lão tổ đánh giết. Diệp thần mới vừa trải qua hết thảy, tựa như chỉ là một tràng huyễn mộng. Từ hắn cầm kim trương thần ấn, thử nghiệm câu thông nham thần thiên tôn, đến câu thông thành công, xuyên qua hắc ám sương mù dày đặc, cùng nham thần gặp nhau, cũng đạt được ban phúc, cuối cùng yên ổn trở về, hết thảy tất cả, thật ra thì cũng phát sinh ở ảo tưởng thế giới bên trong. Hết thảy tất cả, cũng phát sinh ở trong nháy mắt, ngoại giới thời gian, chỉ trải qua ba tức không tới. Ừ, thiên tâm lão tổ đang cùng võ giao đánh giết, bỗng nhiên tới giữa, cảm thấy Diệp thần hơi thở, cuồng như vậy tăng vọt rất nhiều. Nhìn kỹ lại, liền thấy Diệp thần trên mình, còn quấn một đạo bất hủ khí, tràn đầy thiên đế chủ thần uy nghiêm, bàng bạc mênh mông, đơn giản là vô địch. Ồ, võ giao cảm nhận được liền Diệp thần hơi thở thay đổi. Cũng là kinh ngạc vô cùng, rút kiếm lui về phía sau, trở lại Diệp thần bên người. Bởi vì nàng biết, thời khắc này Diệp thần, hoàn toàn không cần nàng bảo vệ. Diệp thần trên mình bất hủ khí, năng lượng ba động chân thực quá kinh khủng, đơn giản là uy áp chư thiên thời không, như vậy thiên đế chủ thần đích thân tới, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Chuyện gì xảy ra? Xa xa Đa Bảo Thiên Quân thấy vậy, cũng là kinh hãi không thôi. Hắn vốn cũng không phải là Diệp thần địch thủ, hôm nay lại đi xem Diệp thần, càng cảm thấy mình là một con kiến hôi. Đừng nói là hắn, coi như là phổ thông tiên đế, ở đó bất hủ khí nổi bật hạ, vậy giống như là con kiến hôi. Vậy một đạo bất hủ khí, chính là nham thần thiên tôn ban phúc, như nham long vậy, còn quấn Diệp thần thân thể, biểu dương ra hùng hồn bá đạo khí thế. Ở nơi này cổ bất hủ khí ra trì xuống, Diệp thần vậy cảm thấy mình lực lượng. Trước đó chưa từng có bành trướng cuồng bạo, nhất định chính là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Mất đi thần cung, cho ta trấn áp. Thiên tâm lão tổ ánh mắt ý định giết người bại lộ, quyết đoán cực nhanh, vung tay lên, từ thiên tâm vực tới giữa, đem cả tòa mất đi thần cung, triệu hoán xuống, hướng Diệp thần oanh đập xuống. Thậm chí, tay hắn ấn nặn động, đem toàn trường tất cả mất đi thần cung đệ tử, toàn bộ hiến tế giết chết, hội tụ thành cuồng bạo năng lượng. Hung hăng hướng Diệp thần trấn áp xuống đi. Hắn cảm thấy Diệp thần bất hủ khí khủng bố, muốn đánh đòn phủ đầu. Kim trương hoàng cực, hùng bá thập phương. Diệp thần không sợ chút nào, lập tức thúc giục kim trương thần ấn, bất hủ khí bơm vào, phản đánh ra. Cái này kim trương thần ấn, chính là nham thần tổ khí, đặc biệt phong phú. Ở chỗ này trước, Diệp thần một mực khó mà khởi động, sử dụng đặc biệt cố hết sức, vậy không phát huy ra kim trương thần ấn uy lực. Nhưng giờ khắc này, hắn có ở đây không mục nát khí ra chỉ xuống, cả người lực lượng nổ, lập tức liền đem kim trương thần ấn thúc giục động lực, hung mãnh vô cùng hướng thiên tâm lão tổ đập tới. Ở đó bất hủ khí bơm vào hạ, kim trương thần ấn bộc phát ra vạn trượng kim quang, giống như đế hoàng trình độ cao nhất, quân vương đích thân tới, uy thế khủng bố. Vô số kim quang nổ tung, thậm chí hóa thành hàng tỷ cái khí vận kim long, ngửa mặt lên trời gầm thét gào thét, khí tượng mười phần nguy nga. Ở nơi này kim trương thần ấn đánh xuống, thiên tâm lão tổ trấn áp xuống tới mất đi thần cung, giống như là giấy dán vậy, vừa đụng liền bể, hoàn toàn tán loạn. Cái này thế gian, tựa như không có bất kỳ vật gì, có thể ngăn trở vậy kim trương thần ấn thần uy. Chấp trưởng kim trương thần ấn Diệp thần, nhất định chính là nham thần thiên tôn hóa thân, uy mãnh mạnh mẽ tới cực điểm. Ở nơi này kim trương thần ấn năng lượng dưới sự xung kích, chu vi mấy ngàn dặm núi cao mặt đất. Lập tức liền bị san bằng, hóa thành phấn vụn. Đa Bảo Thiên Quân kêu thê lương thảm thiết đứng lên, hắn thả ra từng đạo linh khí hộ thuẫn, muốn ngăn trở vậy thần ấn năng lượng đánh vào, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Kim trương thần ấn năng lượng nổ, xông phá tất cả hộ thuẫn, cuối cùng hung hăng đánh vào trên người hắn, hắn thân xác tại chỗ liền bị xuyên qua, nghiền nát, phai mờ, hóa thành cho tẫn. Chỉ có một chút tàn hồn, may mắn còn sống sót. Cô độc sợ hãi trôi lơ lửng trên không trung. Nếu như không phải là sau lưng hắn, có Tử Hoàng Tiên Cung khí vận gia trì, hắn liền tàn hồn cũng không thể còn dư lại. Thiên bia bảo vệ, cho ta ngăn trở.
Thiên Tâm lão tổ cũng cảm nhận được vậy kim trương thần ấn khủng bố, dưới sự bất đắc dĩ, lại một lần nữa vận dụng thiên bia bản thể, liều chết ngăn trở. Nếu như không dùng tới thiên bia mà nói, hắn đối mặt kim trương thần ấn năng lượng đánh vào, cũng bất quá là giấy vậy tồn tại, không thể nào ngăn trở. Oanh! Kim trương thần ấn uy thế nổ tung, vô số kim quang năng lượng, đánh vào ở đó thiên trên bia mặt. Thiên bia lực lượng bảo vệ, thập phần cường đại, đem tất cả năng lượng đánh vào, toàn bộ ngăn trở. Nhưng, cái này kim trương thần ấn sau lưng, nhưng là có nham thần thiên tôn bất hủ hơi thở bơm vào. Diệp thần thúc giục kim trương thần ấn, nham thần thiên tôn ý chí mãnh liệt giết hại, liền trực tiếp vòng qua thiên bia, đánh giết ở thiên tâm lão tổ trên mình. Phốc xích, thiên tâm lão tổ tại chỗ máu tươi ói như điên, bị thương nghiêm trọng. Nham thần thiên tôn uy năng, quả nhiên là khủng bố. Diệp thần thấy một màn này, nội tâm cũng là ngạc nhiên mừng rỡ liền liền, muốn thúc giục nửa động kim trương thần ấn, trực tiếp đánh giết thiên tâm lão tổ. Nhưng lúc này, hắn nhưng cảm thấy đan điền đau nhức, cả người kinh mạch cũng là truyền tới từng cơn đau nhói, đầu ông ông tác hưởng. Vận dụng bất hủ khí, thúc giục kim trương thần ấn, lợi hại là lợi hại, nhưng giá phải trả cũng là to lớn. Diệp thần nhận chịu to lớn cắn trả, cái này cuối cùng không phải hắn lực lượng, mà là nham thần thiên tôn lực lượng. Thiên tâm lão tổ trọng thương hộc máu, trong mắt, tràn đầy vẻ không cam lòng, điên cuồng hét lên, đây không phải là ngươi lực lượng. Đây là nham thần thiên tôn thần uy. Ngươi lúc nào, lại có thể lấy được nham thần thiên tôn ban phúc? Diệp thần hừ một tiếng, không nói gì, hướng võ giao ánh mắt tỏ ý. Giờ phút này, võ giao tử bi huyết mạch, còn đang cháy, cả người tách thả ra tiên đế linh quang, uy năng 10 phần mạnh mẽ. Cảm nhận được diệp thần quang tới ánh mắt, võ giao chăn thủ nhẹ một chút, lập tức xách trọng kiếm, khua kiếm hướng thiên tâm lão tổ trẻ đi giết. Thiên tâm lão tổ kinh hoàng, hôm nay hắn bị trọng thương, nhưng không còn là võ giao địch thủ, thân thể thoáng một cái, hư thật đổi thành, lập tức hóa thành ảo tưởng khái niệm, bay vào thiên tâm vực bên trong đi, rồi sau đó mang toàn bộ thiên tâm vực, tan biến không còn dấu tích. Võ giao một kiếm rơi vào khoảng không, trong mắt cũng là thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Tuy nói bàn về đánh giết sức chiến đấu, thiên tâm lão tổ không hề coi là quá ngoại hạng. Còn không bằng vũ hoàng cổ đế, ma tổ vô thiên các người. Nhưng bàn về ảo tưởng phép tắc biến hóa, hắn nhưng vượt qua thế giới hiện thật tất cả người. Chấp trưởng thiên bia hắn, có thể ung dung nắm trong tay không không thời không quy luật lực lượng, ở hư ảo cùng chân thực tới giữa, không ngừng đổi thành. Hắn đụng phải thời điểm nguy hiểm, có thể trực tiếp hóa thân thành ảo tưởng khái niệm, từ đó né tránh đuổi giết, bỏ trốn. Cái này thiên tâm lão tổ, thủ đoạn thật đúng là quỷ dị. Muốn giết chết hắn mà nói, có lẽ muốn dựa vào thiên đế linh khiếp. Diệp thần trong lòng tính toán. Thiên đế linh khiếp, là mộ cung truyền thừa xuống pháp bảo, lúc ban đầu tạo ra mục đích, là dùng để chứa đựng luân hồi vãng thế thư. Cái này thiên đế linh khiếp, có cực kỳ kinh khủng phong ấn hiệu quả. Thiên tâm lão tổ thủ đoạn, quỷ bí như vậy, bất kỳ thần thông võ kỹ, cũng rất khó giết chết hắn. Diệp thần muốn chân chính giết chết hắn mà nói. Có thể cần dựa vào thiên đế linh khiếp. Nếu như có thể đem thiên tâm lão tổ, phong ấn đến thiên đế linh khiếp bên trong, dựa vào thiên đế linh khiếp cường đại khí tức hủy diệt, đủ để đem thiên tâm lão tổ tiêu diệt. Cho dù thiên tâm lão tổ hóa thân thành khái niệm, cũng không khả năng ngăn trở thiên đế linh khiếp hủy diệt vạn cổ. Võ giao thấy thiên tâm lão tổ chạy, liền nâng kiếm bay đến đa bảo thiên quân bên người. Đa bảo thiên quân chỉ còn lại một món tàn hồn. Vốn cũng muốn chạy thoát thân, nhưng bị võ giao ngăn lại, nhưng cũng không cách nào chạy khỏi. Diệp thần ca ca, muốn giết hắn sao? Võ giao giơ kiếm đè đa bảo thiên quân tàn hồn, hướng diệp thần hỏi nói. Nàng tuy là từ bi chủ, nhưng cũng không phải là một vị mềm yếu ngu thiệt, nên lúc giết người, nàng sẽ không có cái gì mềm tay. Đa bảo thiên quân là tử hoàng tiên cung tà phái lãnh tụ, trước đây nhiều lần gây khó khăn diệp thần, võ giao cũng biết một điểm này. Diệp thần dửng dưng khoát tay một cái, nói, giết đi. Hắn và tử hoàng tiên cung, đã định trước muốn quyết liệt, vậy cũng không cần phải lưu lại đa bảo thiên quân. Chu diệt đa bảo thiên quân, cũng có thể thoáng nhiễu loạn tử hoàng tiên cung bố trí. Võ giao linh khí bơm vào thân kiếm, thì phải đem đa bảo thiên quân tàn hồn chém chết. Đa bảo thiên quân hoảng hốt, vội vàng nói, Diệp thần, người muốn giết ta. Người có biết hay không ta là ai?
Người giết ta, liền không đường quay đầu lại. Diệp Thần không nói gì, chỉ là hướng Võ Giao phất phất tay. Võ Giao gật đầu, chém xuống một kiếm. Đa Bảo Thiên Quân à một tiếng hét thảm, tàn hồn hóa thành bụi bặm, hoàn toàn chôn vùi. Vị này Tử Hoàng Tiên Cung tà phái lãnh tụ, chỉ như vậy chết ở Võ Giao dưới kiếm. Võ Giao thở phào nhẹ nhõm, từ khí huyết thiêu đốt trong trạng thái, đi ra ngoài, nhưng là sắc mặt trắng bệch, tiêu hao to lớn. Diệp Thần trên mình bất hủ hơi thở, cũng là tiêu tán đi. Không có bất hủ hơi thở chống đỡ, hắn thậm chí liền vậy Kim Trương Thần Ấn, đều khó lại trưởng ngự. Kim Trương Thần Ấn nghẹn ngào một tiếng, hóa thành lưu quang, bay trở về Diệp Thần trong cơ thể. Võ Giao muội muội, chúng ta cần phải trở về. Diệp Thần hướng Võ Giao gọi một tiếng, chợt cầm ra Nham Thần Thiên Tôn ban cho hắn phủ chiếu, mang Võ Giao trở lại bất hủ thần tháp. Nham Thần phủ chiếu nơi tay, Diệp Thần như có thần giúp, trên đường đi, đụng phải rất nhiều hơn liệt nhật ma tộc đệ tử, thế nhưng chút ma tộc đệ tử, thấy Diệp Thần, đều là kinh hoàng, không dám đến gần, rối rít tránh lui. Bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy, Diệp Thần trong tay phù chiếu, năng lượng cực kỳ khủng bố, bên trong hàm chứa Nham Thần Thiên Tôn uy nghiêm. Ai dám đến gần, vậy chỉ có bị Nham Thần Thiên Tôn ý chí nghiền diệt kết quả. Diệp Thần và Võ Giao, trở lại vậy hắc ám thâm uyên bên trong. Trong vực sâu ma vật, cũng không dám đến gần hai người. Hai người đặc biệt thuận lợi, liền trở về bất hủ thần tháp. Bọn họ mới vừa trở về, Đoàn Thu Sinh, Trung Trần, còn có rất nhiều bất hủ nhân tộc những người sống sót, cũng đã ra nghênh tiếp. Đoàn Thu Sinh nguyên khí khôi phục rất nhiều, trên mình thấm ra tiên đế uy nghiêm, như một tôn đế vương. Nhưng mà, hắn thấy Diệp Thần, nhưng là lập tức quỳ xuống. Trung Trần và chung quanh bất hủ các tộc nhân, cũng là rối rít quỳ xuống. Tất cả người cùng kêu lên la lên, bái kiến Nham Thần Thiên Tôn. Thiên Cơ thấy rõ dưới, tất cả mọi người đều biết, Diệp Thần câu thông Nham Thần Thiên Tôn thành công, đã thành mới linh thính giả, cũng đạt được Nham Thần Thiên Tôn ban phúc. Diệp Thần biết đám người tham bái, là Nham Thần Thiên Tôn, cũng không phải là mình, liền dơ lên thật cao vậy Nham Thần phủ chiếu, tỏ vẻ tôn kính. Đám người quỳ bái sau một lúc lâu, mới lục tục đứng dậy. Đoàn Thu Sinh ngẩng đầu lên nói, Diệp đại nhân, người quả nhiên là thần uy vô địch, lại có thể dựa vào mình, là có thể câu thông Nham Thần Thiên Tôn. Vốn là, hắn là kế hoạch, cùng Diệp Thần đem Kim Trương Thần Ấn cầm về sau đó, bố trí lại nghi thức, để cho Diệp Thần trở thành linh thính giả. Nhưng, hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thần theo dựa vào chính mình lực lượng, thì thành công cùng Nham Thần Thiên Tôn, thành lập câu thông. Diệp Thần nói, đừng nói trước những thứ này, hiện tại trọng yếu nhất, chính là tiêu diệt liệt nhật ma tộc, hồi phục người bị chết. Ta lấy được rồi Nham Thần phù chiếu, liệt nhật ma tộc đã biết, bọn họ khẳng định muốn thừa dịp ta yếu ớt bị thương, công kích chúng ta. Đoạn Chí Tôn, ta mượn người Thiết Phương Tọa, người Đồ Sát Thánh Bôi, Chiêu Võ Linh Vũ, người trước ngăn địch, ta cần chút thời gian nghỉ ngơi. Diệp Thần sử dụng Thiết Phương Tọa, người Đồ Sát Thánh Bôi, còn có Chiêu Võ Linh Vũ, cũng cho mượn Đoàn Thu Sinh. Đoàn Thu Sinh nhận lấy pháp bảo, vậy cảm giác được tình hình gay gắt, nói, được, Diệp đại nhân, ta liều chết vậy sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Diệp Thần gật đầu, liền ở bất hủ thần tháp bên trong, tìm một tĩnh lặng gian phòng nghỉ ngơi. Võ Giao trước đây chiến đấu, cháy khí huyết, tiêu hao cũng là 10 phần to lớn, nàng vậy cần nghỉ ngơi. Nếu như liệt nhật ma tộc giết tới, chỉ có thể dựa vào Đoàn Thu Sinh ngăn cản. Đoàn Thu Sinh cũng biết thế cục gay gắt, liền cầm Diệp Thần pháp bảo, bắt đầu bày trận phòng ngự. Diệp Thần trên đường trở về, Nham Thần phù chiếu cũng đã bại lộ, tự thân yếu ớt, cũng là bại lộ. Cho nên, liệt nhật ma tộc tuyệt đối sẽ ồ ạt xâm phạm, không thể nào bởi vì Nham Thần phù chiếu xuất hiện, liền ngoan ngoãn rời đi bất hủ thần quốc. Thật ra thì, coi như Diệp Thần không bại lộ, cũng là không che giấu được. Hắn cùng Thiên Tâm Lão Tổ đánh một trận. Khí tượng kinh động quá lớn, nhất định sẽ đưa tới liệt nhật ma tộc cao tầng chú ý. Những cái kia liệt nhật ma tộc cường giả, chỉ cần thoáng suy diễn, là có thể dòm ngó gặp hết thảy. Dẫu sao Nham Thần Thiên Tôn ban thưởng phù chiếu thời điểm, cũng không có tận lực che giấu thiên cơ, thật ra thì vậy không che giấu được, bởi vì sau lưng còn có ma nữ đang ngó chừng. Đã như vậy, Diệp Thần vậy không cần phải che giấu. Nham Thần phù chiếu, ngay tại ở trên tay hắn. Đặt ở liệt nhật ma tộc trước mặt,
chỉ có hai con đường. Một cái, là ngoan ngoãn rời đi Bất Hủ Thần Quốc, buông tha hết thảy. Khác một cái, là thừa dịp Diệp Thần yếu ớt, mạo hiểm xâm chiếm, cướp lấy Nham Thần phù chiếu. Nếu như bọn họ có thể cướp lấy thành công, có thể có được Bất Hủ Thần Quốc hết thảy, thậm chí đạt được Diệp Thần hết thảy. Diệp Thần biết, những cái kia ma tộc người trong, tuyệt đối sẽ mạo hiểm. Trong gian phòng, Diệp Thần vận chuyển lục đạo luân hồi pháp và bát quái thiên đan thuật, điều tức dưỡng thương. Đồng thời, hắn lợi dụng Nham Thần Thiên Tôn bảo tàng, bắt đầu đúc lại Thanh Liên phân thân. Nham Thần Thiên Tôn bảo tàng, thiên tài địa bảo rất nhiều, tài nguyên 10 phần phong phú. Diệp Thần dự định tiêu hao 50% bảo tàng, đúc lại phân thân. Ngoài ra 50% tài nguyên, hắn dự định để lại cho Đoàn Thu Sinh bọn họ. Mặc dù Đoàn Thu Sinh nói qua, có thể phân cho hắn 70%, nhưng hắn không cần như thế nhiều. 50% tài nguyên, vậy đủ đúc lại phân thân. Bên trong căn phòng, Diệp Thần không ngừng tiêu hao tài nguyên, vậy Thanh Liên phân thân, vậy dần dần đúc lại đi ra. Ở vô số thiên tài địa bảo bơm vào hạ, Thanh Liên phân thân từ khái niệm biến thành chân thực tồn tại. Trong phòng, liền xuất hiện hai cái Diệp Thần. Một cái là bản thể, một cái khác là phân thân. Rất tốt, ta phân thân rốt cuộc đúc lại đi ra. Diệp Thần thấy phân thân khôi phục, thậm chí liền hơi thở cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn đem phân thân thu, tiếp tục điều tức chữa thương. Tuy nói trước đây dựa vào bất hủ khí, thúc giục kim trương thần ấn, mang cho Diệp Thần to lớn cắn trả. Nhưng hôm nay Diệp Thần, tu vi đã đạt tới thiên huyền cảnh tầng 2 trời, thể chất cùng võ đạo nội tình, đều là 10 phần cường hãn, hắn phỏng đoán chỉ cần 4 tiếng thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng lúc này, hắc ám thâm uyên ra, nhưng truyền đến từng trận kinh khủng hơi thở chập chờn. Chỉ gặp liệt nhật ma tộc cường giả, ùn kéo đến, số lượng không biết có nhiều ít, đơn giản là dốc toàn bộ ra, từ 4 phương 8 hướng phóng tới, xuất hiện ở đây phiến hắc ám thâm uyên bên trên. Rất nhiều liệt nhật ma tộc cường giả, trên mình tóe ra mặt trời vậy chói lọi, nóng rực chói mắt, trực tiếp đem toàn bộ hắc ám thâm uyên, cũng chiếu sáng được giống như ban ngày. Vô số trong bóng tối ma vật, tại chỗ liền bị bốc hơi. Kinh khủng mặt trời gay gắt hơi thở, ở toàn bộ vực sâu quanh quẩn. Vậy một tòa bất hủ thần tháp, vậy hoàn toàn bại lộ ra. Tới, bất hủ thần tháp bên trong, Đoàn Thu Sinh đã bước đầu bố trí xong phòng ngự, thấy liệt nhật ma tộc rất nhiều cường giả hạ xuống, hắn cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Thần trong tháp mặt, mấy ngàn bất hủ nhân tộc người sống sót, cũng là kết trận phòng ngự. Đoàn Thu Sinh thúc giục chiêu võ linh vũ, chỉ gặp vậy chiêu võ linh vũ, phân quang hóa ảnh, hóa thành thiên thiên vạn vạn cái chút nào mau cùng lưu quang, phân biệt rơi vào mỗi một cái bất hủ tộc trong tay của người, biến thành chiêu võ đao kiếm. Diệp Thần cho mượn Đoàn Thu Sinh 3 kiện pháp bảo, theo thứ tự là thiết phương tọa, người đồ sát thánh bôi và chiêu võ linh vũ. Cái này 3 kiện pháp bảo bên trong, Đoàn Thu Sinh đối vậy chiêu võ linh vũ, vận dụng được nhất là thành thạo. Bởi vì đó là nham thần tổ khí, cùng hắn cái này nham thần hậu duệ, hơi thở tương thông. Rất nhiều bất hủ tộc nhân, vậy toàn bộ là nham thần thiên tôn hậu duệ, bọn họ tay cầm chiêu võ đao kiếm, hơi thở cũng là tăng vọt, khí thế bừng bừng, ngửa mặt lên trời phát ra kêu gào gầm thét, cho dù trực diện liệt nhật ma tộc, cũng là không sợ chút nào. Khoảnh khắc tới giữa, ở bất hủ thần tháp bầu trời, đã hiện đầy ma tộc cường giả, giống như là có một vòng luân mặt trời gay gắt chiếu sáng. Trên trời dưới đất, tràn đầy nóng rực hơi thở. Diệp đại nhân lập tức có thể khôi phục như cũ, coi giữ chỗ tòa này tháp, là hắn tranh thủ thời gian. Đoàn Thu Sinh nắm một cái chiêu võ thiên đao, lớn tiếng quát lên. Chung quanh tất cả bất hủ các tộc nhân, cùng kêu lên kêu gào, quyết ý muốn thể bảo vệ Diệp thần. Ha ha ha, Đoàn Thu Sinh, không nghĩ tới người bị ta một kiếm, thương thế còn có thể khôi phục. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lớn vang lên. Chỉ gặp 9 tầng trời trên bầu trời, một đạo huy hoàng bóng người, như chiếu sáng chư thiên mặt trời gay gắt vậy, tay cầm một chuôi nóng rực trường kiếm, hạ xuống, chính là Cửu Dương Tiên Đế. Tiên Đế uy vũ. Chung quanh rất nhiều ma tộc các cường giả, thấy Cửu Dương Tiên Đế hạ xuống, nhất thời phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy tiếng reo hò. Ở những ma tộc này cường giả trong mắt, Cửu Dương Tiên Đế liền là tuyệt đối nắm giữ. Ban đầu bọn họ đánh bại sắp bất hủ thần quốc, vậy hoàn toàn là dựa vào Cửu Dương Tiên Đế.
Bất Hủ Thần Quốc có rất nhiều nham phù văn bảo vệ, ở liệt nhật ma tộc bên trong, cũng chỉ có Cửu Dương Tiên Đế, có thể dựa vào cường đại mặt trời gay gắt chói lọi, rất miễn cưỡng chiếu phá phù văn bảo vệ, dẫn bọn họ liều chết xung phong xuống. Đoàn Thu Sinh thấy Cửu Dương Tiên Đế tới, sắc mặt cũng là trầm xuống. Trước đây, hắn bị Cửu Dương Tiên Đế gây thương tích, cả người gặp phải mặt trời gay gắt hơi thở ăn mòn, thiếu chút nữa thì phải chết đi, là Diệp Thần cứu hắn. Hôm nay thấy Cửu Dương Tiên Đế hạ xuống, Đoàn Thu Sinh chỉ cảm thấy từng cơn to lớn áp lực. Thôi, ta ngày hôm nay cho dù chết, vậy phải bảo vệ Diệp đại nhân. Đoàn Thu Sinh nghĩ thầm, trong mắt lướt qua một chút Đoạn Tuyệt Ý, canh giữ ở Bất Hủ Thần Tháp trước. Cửu Dương Tiên Đế nhìn Đoàn Thu Sinh quyết tuyệt hình dáng, cười lạnh một tiếng, nói cái đó Diệp thần đâu. Hắn không phải là rất lợi hại sao? Kêu hắn cút ra đây. Đoàn Thu Sinh nắm chặt chuôi kiếm, tiên đế linh khí nổ, tràn ngập cả tòa Bất Hủ Thần Tháp, nói, người muốn gặp Diệp đại nhân, trừ phi từ ta trên thi thể mặt bước qua đi. Nghe vậy, Cửu Dương Tiên Đế ra mặt hơi co rúm một tí, nói, khẩu khí thật là lớn. Ngươi lấy là ngươi có thể đỡ nổi ta liệt nhật ma tộc uy nghiêm. Tiếng nói rơi xuống, Cửu Dương Tiên Đế huy động trường kiếm trong tay, mang rất nhiều ma tộc cường giả, khí thế như mặt trời gay gắt vậy huy hoàng, hung hăng hướng Bất Hủ Thần Tháp liều chết xung phong đi. Hắn biết Diệp Thần ở điều tức khôi phục, một khi cùng Diệp Thần khôi phục hoàn thành, đó đúng là bọn họ liệt nhật ma tộc ngày tận thế. Cho nên, hắn nhất định phải thừa dịp Diệp Thần khôi phục trước, cướp lấy Nham Thần phù chiếu, tuyệt không thể để cho Nham Thần Thiên Tôn có bất kỳ hiển linh có thể. Thiết Vương tọa, bảo vệ. Đoàn Thu Sinh mắt xem Cửu Dương Tiên Đế đạp chết xuống, vậy cảm thấy vô cùng áp lực, lập tức mượn dùng Thiết Vương tọa năng lượng, hóa ra rất nhiều sắt thép hộ thuẫn, bảo vệ Bất Hủ Thần Tháp. Bình bịch bịch. Vậy rất nhiều ma tộc cường giả, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đụng vào vậy sắt thép trên hộ thuẫn mặt, tại chỗ liền bị đụng được sưng mặt sưng mũi, không cách nào gần thêm nữa Bất Hủ Thần Tháp. Mặt trời gay gắt ma tinh, cho ta thiêu đốt. Cửu Dương Tiên Đế quát to một tiếng, sau lưng lại có một ngôi sao nổi lên. Cái ngôi sao kia, như mặt trời gay gắt vậy chói lọi chiếu sáng, nhưng lại mang theo quỷ dị ma khí, hơi thở lại cùng trong truyền thuyết luân hồi mặt trời gay gắt mệnh tinh, có mấy phần tương tự, gọi là mặt trời gay gắt ma tinh. Cái này mặt trời gay gắt ma tinh, là liệt nhật ma tộc cao cấp nhất thần thông, là hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, vô số liệt nhật ma tộc các đời trước, người trước gục ngã người sau tiến lên, học hỏi mặt trời gay gắt mệnh tinh, bắt chước chế tạo ra đại thần thông. Ở liệt nhật ma tộc bên trong, có thể lãnh ngộ mặt trời gay gắt ma tinh thần thông người, lác đác không có mấy, mỗi một cái đều là thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Cửu Dương Tiên Đế thực lực, thả vào toàn bộ liệt nhật ma tộc bên trong đi, tự nhiên không đáng giá để ra, nhưng hắn thiên phú cực kỳ khủng bố, đã sớm lĩnh ngộ mặt trời gay gắt ma tinh bí ẩn, ở ma tộc bên trong, cũng coi là một cái đầu mục, quyền cao chức trọng. Mặt trời gay gắt ma tinh vừa ra, kinh khủng mặt trời gay gắt hơi thở, xen lẫn ma đạo uy nghiêm, chiếu sáng ra. Đáng sợ nhiệt độ cao, ngay tức thì nổ tung. Đoàn Thu Sinh phóng thích ra rất nhiều sắt thép hộ thuẫn, tí tách vang dội, lại là tại chỗ liền bị đốt được hòa tan. Vậy mặt trời gay gắt ma tinh khủng bố nhiệt độ cao, thậm chí truyền đến Thiết Vương tọa bản thể phía trên, phải đem cái này Thiết Vương tọa, vậy đốt thành nước thép mảnh giấy vụn. Cửu Dương Tiên Đế, ngươi! Ngươi lại luyện thành mặt trời gay gắt ma tinh. Đoàn Thu Sinh hoảng hốt, vội vàng đem Thiết Vương tọa thu hồi, nhìn Cửu Dương Tiên Đế sau lưng mặt trời gay gắt ma tinh, hắn cũng là cảm thấy to lớn áp lực. Cái này mặt trời gay gắt ma tinh, chính là liệt nhật ma tộc thần chí cao thông, hắn lại không nghĩ rằng, Cửu Dương Tiên Đế lại có thể luyện thành. Hi hi, Đoàn Thu Sinh, sẽ dùng ngươi tiên đế máu, tới rèn luyện ta mặt trời gay gắt ma tinh, chết đi cho ta. Cửu Dương Tiên Đế cười gằn, một kiếm vung chém xuống đi. Một kiếm này, có mặt trời gay gắt ma tinh gia trì, sát phạt đặc biệt khủng bố, mang theo mặt trời gay gắt nóng bỏng, còn có ma đạo thiên uy. Người đồ sát thánh bôi, cho ta ngăn trở. Đoàn Thu Sinh không dám chính diện đối kháng, liền sử dụng Diệp Thần cho hắn mượn người đồ sát thánh bôi, coi là tấm thuẫn vậy, ngăn cản Cửu Dương Tiên Đế kiếm. Đinh! Cửu Dương Tiên Đế trường kiếm giết tới. Đánh vào người đồ sát thánh bôi phía trên, kiếm khí lại bị chặn lại. Thậm chí, thánh bôi phía trên khảm nạm phệ hồn châu, còn ngược lại chiếm đoạt Cửu Dương Tiên Đế thần hồn. Ồ! Cửu Dương Tiên Đế cảm nhận được cắn nuốt chập chờn tấn công tới,
lập tức rút người ra lui về phía sau, có chút kinh nghi nhìn Đoàn Thu Sinh sử dụng người đổ sát thánh bôi. Đây chính là luân hồi chi chủ pháp bảo sao? Hi hi, truyền thuyết luân hồi chi chủ bảo tàng phong phú, quả nhiên không uổng, chờ ta giết chết hắn, trên người hắn bảo bối, liền toàn bộ là của ta. Cửu Dương Tiên Đế trong mắt bên trong, dâng lên một cổ vẻ tham lam, vung tay lên, lập tức dẫn rất nhiều ma tộc cường giả, ma tộc trưởng lão, lần nữa hướng Đoàn Thu Sinh lướt đi. Cùng lúc đó, ùn ùn kéo đến liệt nhật ma tộc các cường giả, cũng là hướng vậy bất hủ thần tháp, phát động tổng tấn công. Bất hủ thần tháp là truyền thừa từ thượng cổ pháp bảo, bản thân liền có cường hãn bảo vệ uy lực. Thế nhưng chút liệt nhật ma tộc các cường giả, không sợ chết, liều mạng cháy mình sinh mạng, cũng phải xông lên tháp. Cửu Dương Tiên Đế vậy mang rất nhiều ma tộc cường giả, đạp chết hướng Đoàn Thu Sinh. Nốt ta Tiên Đế máu, bảo vệ luân hồi. Đoàn Thu Sinh ánh mắt ác liệt, lại là không để ý giá phải trả, cháy tự thân tất cả máu tươi, rất kiếm liều chết ngăn cản Cửu Dương Tiên Đế tấn công. Đoàn Thu Sinh, người điên rồi. Cửu Dương Tiên Đế thấy một màn này, nhất thời chấn động. Thời khắc này Đoàn Thu Sinh, lại là cháy tất cả Tiên Đế máu, đây là phải liều mạng. Bỏ mặc thủ tháp kết quả như thế nào, hắn Tiên Đế máu như vậy cháy, cũng chỉ có một con đường chết. Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Cửu Dương Tiên Đế ra mặt hơi co rúm, cũng là cuồng như vậy thúc giục mặt trời gay gắt ma tinh, cùng rất nhiều ma tộc cường giả cùng nhau, đánh Đoàn Thu Sinh. Động trời đại chiến, ở bất hủ thần tháp bên ngoài bùng nổ. Diệp Thần ở trong gian phòng, nhìn thấy bên ngoài kịch liệt chiến đấu, nội tâm cũng là hơi hỗn loạn. Chỉ bất quá, hắn nguyên khí còn không khôi phục, hiện tại coi như muốn đi ra ngoài chiến đấu, cũng là không làm được. Đợi một chút, dựa vào Thanh Liên phân thân, ta có lẽ có thể nhúc nhích dùng Nham Thần Thiên Tôn phủ chiếu, tiêu diệt tất cả ma tộc. Diệp Thần trong lòng động một cái, mong hướng phía ngoài treo ở trên trời một vòng mặt trời, đó không phải là liệt nhật ma tộc biến thành mặt trời, mà là Nham Thần Thiên Tôn ánh mắt. Nếu như có thể vận dụng Nham Thần phủ chiếu mà nói, Diệp Thần liền có thể mượn dùng Nham Thần mắt lực lượng, như vậy Nham Thần Thiên Tôn đích thân tới, tiêu diệt tất cả kẻ địch. Trên bầu trời Nham Thần mắt, cũng không phải là cái gì ảo tưởng hoặc là khí tượng, mà là chân chân chánh chánh, là Nham Thần Thiên Tôn ánh mắt. Viên này Nham Thần mắt, nếu như lực lượng toàn bộ bùng nổ nói, đủ để giết trong chớp mắt Tiên Đế, uy năng cực kỳ khủng bố. Chỉ bất quá, nếu như lợi dụng Thanh Liên phân thân chiến đấu, đối Diệp Thần mà nói, quá mạo hiểm. Dẫu sao, hắn Thanh Liên phân thân, mới vừa đúc lại hoàn thành, nếu như lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn không chịu nổi vậy giá phải trả. Nhưng, Đoàn Thu Sinh mang bất hủ các tộc nhân, ở bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái, liều mạng thủ tháp, ngăn trở liệt nhật ma tộc xâm lược. Xem bọn họ chật vật hình dáng, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, sợ rằng bọn họ cũng phải không ngăn được, phải bị liệt nhật ma tộc giết chết, bất hủ thần tháp cũng phải bị công phá. Thanh Liên phân thân, đi. Thấy vậy, Diệp Thần không do dự nữa, thả ra một món thần thức, chiếu đến Thanh Liên phân thân phía trên, cũng cầm Nham Thần phù chiếu, bay ra ngoài. Ùm ùm. Cái này cái Thanh Liên phân thân, cùng Diệp Thần hơi thở giống nhau như đúc, hơn nữa bởi vì hấp thu Nham Thần bảo tàng 50% tài nguyên, cho nên phân thân có thể phát huy ra lực lượng, so trước kia cường đại rất nhiều. Diệp đại nhân, ngươi. Đoàn Thu Sinh thấy Diệp Thần xuất hiện, hơn nữa còn là một bộ hơi thở viên mãn hình dáng, không khỏi được thất kinh. Hắn nhưng không biết, xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là Diệp Thần một đạo phân thân. Diệp Thần bản thể, còn ở thần tháp một cái trong phòng điều tức chữa thương. Nhưng, cũng không có người nhìn ra, liền liền toàn trường tất cả liệt nhật ma tộc mọi người, vậy lấy làm cho này đạo phân thân, chính là Diệp Thần tự mình. Là ngươi, luân hồi chi chủ. Cái này không thể nào, ngươi không phải rơi vào yếu ớt sao? Cửu Dương Tiên Đế thấy Diệp Thần xuất hiện, thậm chí trong tay còn cầm trước Nham Thần Thiên Tôn phù chiếu, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, cả người run rẩy. Hắn dốc toàn bộ ra, cử tộc xâm phạm, chính là nhìn chính xác Diệp Thần yếu ớt, phải ngồi hư mà vào, đánh lúc bất ngờ, cướp lấy Nham Thần phù chiếu. Nhưng, xem Diệp Thần thời khắc này hình dáng, lại nơi nào có nửa điểm yếu ớt dấu hiệu. Liên liên Đoàn Thu Sinh, vậy cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không nghĩ ra vì sao Diệp Thần khôi phục được nhanh như vậy. Cửu Dương Tiên Đế, các ngươi những ma tộc này,
liền toàn bộ trở thành ta mặt trời gay gắt mệnh tinh chất dinh dưỡng đi. Nham thần phù chiếu, uy năng hiển hóa, như nham thần thiên tôn đích thân tới, hùng bá thập phương, ta là chủ tể. Diệp thần phát ra thật lớn ngâm sướng, trực tiếp cháy nham thần phù chiếu. Oanh! Nham thần phù chiếu cháy, Diệp thần thân thể, thoáng chốc tới giữa, liền được một cổ động trời ban phúc, cả người tách thả ra hoàng kim quang hoa, mơ hồ cùng trôi lơ lửng ở trên trời nham thần mắt, đồng tình câu thông đứng lên. Giờ khắc này hắn, tựa như thật hóa thân thành nham thần thiên tôn, khí thế hung mãnh vô địch. Cái gì? Cảm nhận được Diệp thần tăng vọt khí thế, Cửu Dương Tiên Đế nhất thời kinh hãi. Nham thần mắt, mở. Diệp thần quát to một tiếng, thúc giục bầu trời nham thần mắt. Vậy nham thần mắt, vốn là đã mở ra, chỉ theo trước Diệp thần thúc giục, lại đang con người bên trong, lại mở một mắt, lại có thể biến thành trọng đồng. Nham thần trọng đồng bùng nổ, hào hùng nham thần thiên uy, liền từ trên trời cao chút xuống. Bầu trời bắt đầu hóa đá, thành một khối nham thạch phẩm chất màn sân khấu. Vậy cổ nham thần thiên uy, uy năng quá kinh khủng, tựa như liền vũ trụ tinh không, đều có thể hóa đá. Ở nơi này viên nham thần trọng đồng chiếu rọi xuống, toàn trường từng cái liệt nhật ma tộc cường giả, lục tục phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bọn họ thân thể, vậy bắt đầu hóa đá, hoàn toàn không đỡ được, ngay chớp mắt biến thành đá pho tượng, từ không trung hung hăng rơi xuống. Diệp thần ánh mắt quét nhìn, những cái kia rơi xuống đá pho tượng, lại trên không trung nổ lên, hóa thành cho tàn. Cho tàn bên trong, có một chút điểm mặt trời gay gắt lưu quang, tràn ngập ra, cuối cùng bị hắn mặt trời gay gắt mệnh tinh hấp thu. Những cái kia mặt trời gay gắt lưu quang, là những cái kia ma tộc các cường giả sinh mạng tinh hoa. Diệp thần hấp thu những sinh mạng này tinh hoa, đối hắn thức tỉnh mặt trời gay gắt mệnh tinh, cũng là có thiên đại chỗ tốt. Nham thần thiên tôn hiển linh, đi mau. Cửu Dương Tiên Đế nhìn xem không trung nham thần mắt, lại thấy từng cái ma tộc đệ tử, bị hóa đá đáng sợ tình cảnh, hắn hoàn toàn kinh hãi, biết đại thế đã qua, lập tức phi thân đi bên ngoài chạy trốn. Vậy nham thần mắt hóa đá hơi thở, cũng là như nước thủy triều trào hướng Cửu Dương Tiên Đế. Nhưng, Cửu Dương Tiên Đế tu vi cường hãn, đổ sẽ không giống chung quanh phổ thông ma tộc cường giả như vậy, trực tiếp bị hóa đá. Muốn đi. Long đấu súng. Diệp thần thấy Cửu Dương Tiên Đế muốn đi, lập tức tuôn ra long đấu súng, một súng hướng đối phương sâu đi xuyên qua. Con rồng này đấu súng, là nham thần thiên tôn đạo chính thống trình độ cao nhất, đại biểu nham thần mạnh nhất giết hại. Ở bất hủ thần quốc bên trong, nham thần thiên tôn đạo thống, có thể được lớn nhất uy lực gia trì. Hơn nữa, thời khắc này Diệp thần, còn thiêu đốt nham thần phù chiếu, thậm chí nắm trong tay nham thần mắt lực lượng. Cái này một cán long đấu súng, lực sát thương cực kỳ to lớn. Cửu Dương Tiên Đế muốn đi, thế nhưng long đấu súng, phá giết hư không, tốc độ quá nhanh, lập tức liền nổ bắn ra đến sau lưng hắn. Mặt trời gay gắt ma tinh, cho ta ngăn trở. Nguy cấp bên trong, Cửu Dương Tiên Đế không cách nào chạy khỏi, vội vàng gọi ra mặt trời gay gắt ma tinh, định ngăn trở Diệp thần long đấu súng. Oanh! Nhưng, long đấu súng mang động trời uy thế, chỉ là nhất kích, liền đem vậy mặt trời gay gắt ma tinh, hoàn toàn xuyên qua. Ở long đấu súng uy áp hạ, Cửu Dương Tiên Đế mặt trời gay gắt ma tinh, cũng là giấy vậy tồn tại. Diệp thần một súng xuyên qua hắn ma tinh sau đó, long đấu súng uy thế không giảm, phịch đích một tiếng, liền đem Cửu Dương Tiên Đế thọc cái đối xuyên. Không, không thể nào. Cửu Dương Tiên Đế thân thể bị xuyên qua, thân xác thần hồn lập tức bạo diệt, hóa thành một món mặt trời gay gắt chói lọi, bị Diệp thần hấp thu. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng, mình một tôn không vô tiên đế, lại bị Diệp thần giết chết. Diệp thần đánh chết Cửu Dương Tiên Đế, uy thế mênh mông vô địch, nhất định chính là thần minh vậy tồn tại. Hô! Diệp thần thư ra một hơi, hắn biết mình có thể giết chết Cửu Dương Tiên Đế, và mình không có quan hệ gì, hoàn toàn là bởi vì nham thần thiên tôn lực lượng. Có nham thần phù chiếu hắn, có thể mượn dùng nham thần thiên tôn thần uy, thậm chí vận dụng nham thần mắt, tăng thêm quá lớn, cho dù là tiên đế, vậy không phải là địch thủ của hắn. Nếu có thể thời khắc có lực lượng này là tốt. Đáng tiếc chỉ có thể trong lòng suy nghĩ một chút, con đường võ đạo, vẫn là phải dựa vào chính mình lên đỉnh tương đối khá. Thần linh lực lượng, quả nhiên là vĩ đại, không biết ta lúc nào, cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này. Diệp thần trong lòng nghĩ như vậy. Cửu Dương đại nhân đã chết, đi mau.
chung quanh còn sót lại ma tộc các đệ tử, thấy Cửu Dương Tiên Đế bị đánh chết, phát ra hoảng sợ tiếng hô, rối rít chật vật chạy thục mạng. Nham thần mắt, toàn bộ cho ta hóa đá, bảo. Diệp thần thong thả, thúc giục nham thần mắt, kinh khủng nham thần thiên uy bao phủ thập phương, trực tiếp đem vậy từng cái ma tộc đệ tử, toàn bộ hóa đá nghiền bạo. Tất cả ma tộc đệ tử, bị nghiền bạo sau đó, bọn họ trong huyết mạch mặt trời gay gắt linh khí, toàn bộ bị Diệp thần hấp thu. Hấp thu Cửu Dương Tiên Đế linh khí, vô số ma tộc đệ tử linh khí sau đó, Diệp thần cảm thấy mình ảm đạm mặt trời gay gắt mệnh tinh, rốt cuộc sản sinh ra một chút ánh sáng yếu ớt. Từ vậy mặt trời gay gắt mệnh tinh trong không gian, dâng lên một vòng mặt trời, nhưng lại còn quấn ma khí, đặc biệt kỳ dị. Ta mặt trời gay gắt mệnh tinh, thức tỉnh sao? Không, không phải mặt trời gay gắt mệnh tinh, là ma tinh. Diệp thần thấy vậy bay lên mặt trời, theo bản năng còn lấy là mặt trời gay gắt mệnh tinh thức tỉnh. Nhưng nhìn kỹ lại, vậy quá dương vòng quanh ma khí, 10 phần nồng nặc, cũng không có luân hồi khí tượng. Hắn cũng biết. Lúc đầu hắn hấp thu Cửu Dương Tiên Đế linh khí, liên quan vậy thừa kế đối phương mặt trời gay gắt ma tinh thần thông. Viên này mặt trời gay gắt ma tinh, liền chậm rãi từ Diệp thần sau lưng bay lên, cùng bầu trời nham thần mắt, xa xa tương phản, đem hắn tôn lên được trói lọi vạn trượng, thần uy vô địch. Đoàn Thu Sinh, Trung Trần, còn có toàn trường bất hủ các tộc nhân, nhìn Diệp thần như vậy vô địch hình dáng, rung động trong lòng được tột đỉnh. Cửu Dương Tiên Đế cùng ma tộc thế lực. Như vậy khủng bố, nhưng Diệp thần ra tay một cái, liền toàn bộ nghiền diệt bạo giết, uy thế đơn giản là long trời lở đất. Tuy nói Diệp thần là mượn nham thần thiên tôn lực lượng, nhưng có thể đem nham thần lực lượng, phát huy đến như vậy bước, hắn bản thân sức chiến đấu, vậy đủ để làm người ta khâm phục. Tán tụng luân hồi. Luân hồi chi chủ ở trên cao, mời nhận ta một bái. Đoàn Thu Sinh dẫn toàn trường tộc nhân, cung cung kính kính hướng Diệp thần quỳ xuống. Diệp thần khẽ mỉm cười, đem nham thần phù chiếu sau cùng năng lượng, toàn bộ bùng nổ. Nham thần thiên tôn lực lượng, bao phủ toàn bộ bất hủ thần quốc. Ngày xưa chết đi bất hủ các tộc nhân, từng cái sống lại. Bọn họ sống lại sau đó, mờ mịt nhìn bốn phía hết thảy, có chút chưa tỉnh hồn lại. Diệp thần thấy người chết tô sinh, công đức viên mãn, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này người bị chết, là nham thần thiên tôn hậu duệ cùng tín đồ. Hơn nữa một mực ở bất hủ thần quốc sinh hoạt, nhân quả dấu vết đặc biệt thuần túy. Cho nên, lợi dụng nham thần thiên tôn lực lượng, có thể đem bọn họ sống lại. Nếu như là ở bên ngoài, nhân quả rắc rối phức tạp, sống lại liền không dễ dàng. Theo đã từng là người chết sống lại, Diệp thần trong tay nham thần phù chiếu, cũng là đã tiêu hao hết tất cả linh khí, tiêu tán đi. Bị hóa đá bầu trời, khôi phục nguyên trạng, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Toàn bộ bất hủ thần quốc, đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, giống như lấy được tân sinh. Toàn trường tất cả bất hủ các tộc nhân, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó bộc phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy hoan hô cùng kêu gào, tán tụng Diệp thần, tán tụng luân hồi. Bất hủ thần tháp trong gian phòng, Diệp thần thấy cái này công đức viên mãn tình cảnh, mỉm cười một tí, vậy chuẩn bị đem thanh liên phân thân thu hồi lại. Mới vừa ở bên ngoài đại sát tứ phương. Cố gắng xoay chuyển tình thế người, thật ra thì chỉ là hắn phân thân. Hắn bản thể, còn ở bên trong phòng chữa thương. Hu hu hu. Nhưng mà, ngay tại Diệp thần chuẩn bị thu hồi phân thân thời điểm, trên trời lại có cuồn cuộn ma khí nổ tung, khí huyết dâng trào, mơ hồ hội tụ thành một đạo cổ xưa thần bí đồ đằng. Đó là ma nữ đồ đằng. Ma nữ đồ đằng vừa ra, kinh khủng hắc ám ma khí, liền bao phủ thiên địa, lại là liền vậy nham thần mắt biến thành mặt trời. Cũng che đậy ở. Ma khí che trời, đáng sợ hắc ám năng lượng, để cho được toàn trường bất hủ tộc nhân, đều là khiếp sợ. Là ma nữ. Diệp thần thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Chỉ gặp bất hủ thần quốc bầu trời, xuất hiện một cái thời không kẽ hở. Từ khi đó không kẽ hở bên trong, một cái trắng bệch mảnh khảnh bàn tay, hoành kéo một cái ma đao, bạo giết xuống. Đó là ma nữ giết hại hiển hóa. Ở cái này thời khắc cuối cùng, ma nữ giết hại hiện ra, một đao lăng không chém xuống. Cái này một đao, không chỉ có ma nữ giết hại, trên thân đao thậm chí còn quấn một tầng tím hoàng thần hỏa, vẫn còn có đạo đức thiên tôn ý chí. Ma nữ và đạo đức thiên tôn liên thủ, muốn chém giết ta. Diệp thần trong lòng chấn động ngạc. Liền gặp cái này một đao chém xuống,
trực tiếp chém về phía Bất Hủ Thần Tháp. Ma nữ ý chí đặc biệt bén nhạy, đã có thể nhìn ra, thần tháp bên ngoài Diệp Thần, chỉ là một đạo thanh liên phân thân. Diệp Thần bản thể, còn ở thần tháp trong phòng. Cái này một đao giết hại kinh khủng, còn mang đạo đức thiên tôn tím hoàng thần hỏa uy thế, coi như là Diệp Thần thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng. Huống chi, hôm nay Diệp Thần, nguyên khí còn không khôi phục, bị thương. Đoàn Thu Sinh và toàn trường tất cả Bất Hủ các tộc nhân, nhìn cái này lăng không chém giết ma đao, cũng là kinh hãi được tột đỉnh, tất cả người kinh hô lên, chỉ cảm thấy ngày tận thế buông xuống. Bảo vệ luân hồi. Đoàn Thu Sinh quát to một tiếng, cháy huyết mạch, một kiếm giết ra. Toàn trường tất cả Bất Hủ tộc nhân, cũng là thả ra tự thân khí huyết, hội tụ đến Đoàn Thu Sinh trên mình, muốn chung nhau ngăn trở vậy từ chân trời chém xuống ma đao. Nhưng mà, vậy một cái ma đao, uy thế chân thực quá mức khủng bố, chỉ một đao, đã đột phá Đoàn Thu Sinh đám người phòng ngự, hướng vậy Bất Hủ thần tháp, chém thẳng đi. Diệp Thần con người có giúp lại, mắt xem vậy ma đao thì phải chém chết tới đây, bỗng nhiên lúc này, bầu trời bên ngoài, đổi được hắc ám. Mười luân huyết nguyệt, ở bóng tối trên bầu trời, lộ vẻ hiện ra. Huyết nguyệt lăng không, một cổ chí cao tới vĩ uy nghiêm, từ xa xôi thời không bên trong đầu ánh xuống. Diệp Thần từ máu kia tháng sau lưng, thậm chí thấy được Nhâm Phi Phàm bóng dáng. Ma nữ, người ta, người cũng dám giết. Một đạo động trời gầm lên, từ trong hư không nổ lên. Đó là Nhâm Phi Phàm thanh âm. Suy đích một tiếng. Ngập trời huyết nguyệt kiếm khí, bạo giết xuống, chỉ nhất kích, liền đem ma nữ ma đao, hoàn toàn nghiền nát. Xa xôi thời không chỗ sâu, truyền đến một hồi tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đó là ma nữ kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết, hàm chứa thống khổ, vùng vẫy, vặn vẹo, không cam lòng, bi thương, sợ hãi ý, các loại tâm trạng hỗn tạp, đau khổ tột cùng, rung động người tâm thần. Diệp Thần nghe được ma nữ thảm như vậy kêu, cũng là lộ vẻ xúc động. Ma nữ giết không chết ta, vì sao phải thê thảm như vậy? Hắn muốn không rõ ràng. Nhâm Phi Phàm hào hùng huyết nguyệt thiên uy, bao phủ nguyên phiến Bất Hủ thần quốc, uy thế kinh khủng, thậm chí so với mới vừa nham thần thiên tôn uy thế, còn muốn hung mãnh bá đạo. Nhâm tiền bối phi thăng đi không không lúc nào không, đột phá tu vi như thế khủng bố sao? Lại có thể so nham thần thiên tôn còn lợi hại hơn. Diệp Thần chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi, ở Nhâm Phi Phàm uy áp hạ, ma nữ ý chí, hoàn toàn tản đi. Nhâm huynh, đa tạ. Trong hư không, lại truyền ra một đạo trầm hậu thanh âm, là nham thần thiên tôn thanh âm. Hắn ý chí, bị ma nữ che đậy, hôm nay Nhâm Phi Phàm giết lui ma nữ, vậy để cho hắn khôi phục như cũ. Nham thần ý chí, lần nữa bao phủ Bất Hủ thần quốc mặt đất, khắp nơi hiện ra thần linh chói lọi. Nhâm Phi Phàm không nói gì, hoặc là nói, hắn có thể có đáp lại, nhưng Diệp Thần không nghe được. Diệp Thần chỉ thấy, bầu trời mười luân huyết nguyệt, chậm rãi tiêu tán đi. Nhâm Phi Phàm kinh thiên thần uy, vậy dần dần không nhìn thấy. Nhâm tiền bối. Diệp Thần nội tâm đại động, vội vàng từ Bất Hủ thần tháp bên trong bay ra, kêu gọi Nhâm Phi Phàm. Hắn trong lòng vạn phần cảm động, biết là Nhâm Phi Phàm bảo vệ mình. Nếu không, hắn đối mặt ma nữ một đao, sợ rằng sẽ đặc biệt khó giải quyết. Nhưng tiếc là, Diệp Thần kêu gọi, cũng không có được đáp lại. Hắn chỉ thấy một phiến lá cây, từ cao xa trên bầu trời, bay xuống. Là Nhâm tiền bối cho ta vật lưu lại. Diệp Thần vội vàng tiếp lấy vậy phiến lá cây, nhưng gặp lá cây phía trên, viết ba chữ, là tên một người, là Cổ Vĩnh Tiêu ba chữ. Cổ Vĩnh Tiêu, đây là người nào? Nhâm tiền bối lưu lại cái đầu mối này, là có cái gì thâm ý? Diệp Thần khẽ cau mày, thử nghiệm suy diễn Cổ Vĩnh Tiêu thiên cơ dấu vết, nhưng phát hiện cái gì cũng suy tính không tới, người này thật giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua vậy, đặc biệt thần bí. Cảm nhận được một màn này, Diệp Thần cũng là kinh ngạc. Hắn tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, khắp mọi mặt năng lực, đều là đột nhiên tăng mạnh, vậy suy diễn thiên cơ năng lực, tự nhiên cũng là tiến bộ rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vậy theo dõi không tới cái này Cổ Vĩnh Tiêu, một chút nào tồn tại dấu vết. Người này thần bí, có thể tưởng tượng được. Diệp đại nhân, Đoàn Thu Sinh ngơ ngác nhìn Diệp Thần, có chút mờ mịt. Bởi vì giờ khắc này, trên trận có hai cái Diệp Thần,
hắn không phân rõ ai là ai. Diệp Thần cười một tí, đem mình Thanh Liên phân thân thu, hướng Đoàn Thu Sinh nói, Đoạn Chí Tôn, các ngươi nếu không sao chứ? Đoàn Thu Sinh hoảng hốt vội nói, không có sao, ta Bất Hủ Thần Quốc đã lại lấy được cuộc đời mới, đa tạ Diệp đại nhân cứu giúp, ngươi cố gắng xoay chuyển tình thế, chúng ta sẽ nhớ ngươi chiến công. Diệp Thần khoát tay một cái nói, không sao, đây đều là Nham Thần Thiên Tôn che chở. Hắn lại đem Nham Thần Thiên Tôn bảo tàng, còn dư lại 50% tài nguyên, toàn bộ giao cho Đoàn Thu Sinh, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không chịu thu. Đoàn Thu Sinh nói, Diệp đại nhân, không cần, người cầm đi. Diệp Thần thấy vậy, cũng chỉ tốt cố mà làm, đem những thứ này bảo tàng tài nguyên, toàn bộ nhận. Rồi sau đó, hắn liền đem những thứ này bảo tàng tài nguyên, rất nhiều thiên tài địa bảo, toàn bộ bổ túc đến mặt trời gay gắt mệnh tinh bên trong đi, muốn thắp sáng viên này mệnh tinh. Nhưng mà, cái này số lượng cao thiên tài địa bảo đưa vào đi, toàn bộ là châu đất xuống biển. Mặt trời gay gắt mệnh tinh, vẫn không có chút nào thức tỉnh thắp sáng dấu hiệu, bên trong chỉ lơ lửng một viên ma tinh, là hắn đánh chết Cửu Dương Tiên Đế hấp thu được. Mặt trời gay gắt mệnh tinh thức tỉnh, lại có thể gian nan như vậy. Diệp Thần nhất thời ra đầu tê dại, xem ra yếu điểm sáng viên này mệnh tinh, so hắn tưởng tượng, còn phải gian nan rất nhiều. Đoạn Chí Tôn, đa tạ người bảo tàng, ta cũng nên đi. Nếu như sau này đụng phải nguy hiểm gì, có thể kêu gọi ta tên chữ. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần thu liếm tâm thần, hướng Đoàn Thu Sinh chắp tay. Hắn là Nham Thần Thiên Tôn truyền nhân, vậy có thể nói là Nham Thần bằng hữu. Nếu như Bất Hủ Thần Quốc gặp nạn mà nói, hắn tự nhiên sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Đa tạ, Đoàn Thu Sinh có vẻ cảm kích, vậy hướng Diệp Thần chắp tay, đem Thiết Phương Tọa, Người Đồ Sát Thánh Bôi, Chiêu Võ Linh Vũ Vân. Vân Pháp Bảo, đưa cho Diệp Thần. Bất Hủ Thần Quốc nhân quả, đến đây toàn bộ giải quyết, có thể nói là công đức viên mãn. Diệp Thần thuận lợi tu bổ Thanh Liên phân thân, còn chiếm được Bất Hủ Tôn Long Cốt, Long Đằng mệnh tinh có tiến hóa có thể. Hắn còn gặp được Nham Thần Thiên Tôn, hai bên chồng thiện bởi vì, tương lai tất được thiện quả. Chỉ là lần này, Diệp Thần đánh chết Đa Bảo Thiên Quân, coi như là hoàn toàn cùng Tử Hoàng Thiên Cung xé rách ra mặt. Tương lai đường, đem sẽ hơn nữa hung hiểm. Hết thảy giải quyết vấn đề, Diệp Thần mang võ giao, rời đi Bất Hủ Thần Quốc, lần nữa trở lại Tinh Nguyệt Giới. Võ giao vấn đề, so Diệp Thần tưởng tượng, tựa hồ còn nghiêm trọng hơn. Nàng cháy từ bi huyết mạch, tiêu hao thực sự quá lớn, đến hiện tại vậy còn không khôi phục. Nàng trở lại trong Tinh Nguyệt Giới mặt, cũng là cần phải tiếp tục nghỉ ngơi. Tinh Nguyệt Giới bên trong, trước mắt chấn giữ nhân vật, cường đại nhất, chính là Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh. Nàng là Diệp Thần tinh thần, là tương lai viên thứ ba mệnh tinh, như vậy liên hệ chặt chẽ, nàng tự nhiên vậy sẽ không tiếc giá phải trả, bảo vệ Diệp Thần trưởng thành. Hôm nay Nhâm Phi Phàm rời đi, Phong Ngữ Oanh mơ hồ thành Diệp Thần thứ nhất hộ đạo giả. Ở Tinh Nguyệt Giới bên trong, Phong Ngữ Oanh thành lập một nơi đêm tối động thiên, làm vì mình đạo tràng. Chỗ này đêm tối động thiên, nhưng là khắp nơi xương trắng thi hài, thậm chí chảy xuôi một ít thiên ma tinh hải năng lượng ba động, hắc ám khí tức 10 phần khủng bố. Diệp Thần đi tới đêm tối động thiên, gặp được Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh. Hắn muốn tìm Phong Ngữ Oanh nói một chút, thẩm vấn Cổ Vĩnh Tiêu chuyện. Nhâm Phi Phàm đặc biệt lưu lại Cổ Vĩnh Tiêu cái đầu mối này, nhất định là có thâm ý. Cái này Cổ Vĩnh Tiêu, rất có thể và tương lai bố trí có liên quan. Phong Ngữ Oanh đang một nơi đầm nước bên trong tắm, da thịt trắng nõn thấu rõ, phong cảnh khá là ưu nhã. Nàng ưu nhã khí chất, cùng chung quanh khắp nơi xương trắng thi hài, quá mức không tương xứng. Diệp Thần thấy Phong Ngữ Oanh ở tắm, nghiêng đầu đi, ho khan một tiếng. Phong Ngữ Oanh lạc lạc cười duyên, nói, làm sao, ngươi tới xem ta tắm sao? Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, nói, Ngữ Oanh cô nương nói đùa, ta lần này tới, là muốn hỏi một chút một người rơi xuống. Liền sử dụng Nhâm Phi Phàm lưu lại lá cây, giao cho Phong Ngữ Oanh. Phong Ngữ Oanh thấy lá cây phía trên, in Cổ Vĩnh Tiêu ba chữ, mặt đẹp cũng không khỏi hơi biến sắc, nói, người muốn hỏi thăm Cổ Vĩnh Tiêu rơi xuống. Diệp Thần nói, cái này phiến lá cây, là Nhâm tiền bối để lại cho ta, ta muốn biết cái này Cổ Vĩnh Tiêu, rốt cuộc là ai? Phong Ngữ Oanh nói, cái này Cổ Vĩnh Tiêu, ta khuyên ngươi không nên đánh nghe quá nhiều, trên người này nhân quả, quá mức thần bí đáng sợ,
ta không thể nói. Diệp thần nói, tại sao không thể nói? Ngư oanh cô nương, chúng ta là đồng minh, nhâm tiền bối lưu lại cổ Vĩnh Tiêu cái đầu mối này, tất có thâm ý, ta phải phá giải. Phong ngữ oanh yên lặng một tí, lẩm bẩm nói, đúng rồi, nhâm phi phàm lưu lại cái đầu mối này, chẳng lẽ hắn thật lấy là, người chính là thiên huyền cảnh tầng hai trời, thì có tư cách chạm đến này cùng bí ẩn. Diệp thần nói, cái này cổ Vĩnh Tiêu rốt cuộc là ai? Phong ngữ oanh lại trầm ngâm một tí, cuối cùng thở dài một cái, không có giấu giếm nữa, từ từ nói. Người có thể từng nghe qua, ám các truyền thuyết. Diệp thần sửng sốt một chút, nói cái gì ám các? Phong ngữ oanh nói, ám các, là năm đó lôi thần thiên tôn dưới quyền một thế lực, đặc biệt là lôi thần thiên tôn, thi hành một ít chật vật nhiệm vụ, ví dụ như ám sát phe địch nhân vật trọng yếu, thăm dò tình báo, nằm vùng gián điệp vân. Vân, ám các chủ, là năm đó cửu thần thời đại, kinh khủng nhất sát thủ. Truyền thuyết, hắn là chín thần trở xuống người thứ nhất, chỉ cần hắn ra tay, không người có thể chạy khỏi hắn ám sát. Không người biết vậy ám các chủ tên chữ. Chỉ biết là hắn cuối cùng thi hành một cái nhiệm vụ, chính là ám sát lôi thần thiên tôn. Hắn thành công, lôi thần thiên tôn chết ở dưới tay của hắn. Nghe nói hắn lần này thí chủ, là phụng đà đế cổ thần mệnh lệnh, thật không biết đà đế cổ thần cho hắn mở xảy ra điều gì điều kiện, lại có thể để cho hắn phản bội. Diệp thần chấn động trong lòng, hắn gặp qua lôi thần thiên tôn ân làm thật, chỉ là hắn không biết, lôi thần thiên tôn nguyên lai là bị thủ hạ ám các chủ giết chết. Vị kia ám các chủ, chính là cổ Vĩnh Tiêu. Diệp thần hỏi. Phong ngữ oanh lắc lắc đầu nói, ta không biết, có thể đi, có lẽ người có thể đi hỏi một chút thủy thần. Diệp thần, thủy thần. Phong ngữ oanh nói, đúng vậy, ta nghe nói năm đó ám các chủ, thí chủ sau đó, đặc biệt thống khổ, tự giác tội nghiệt sâu nặng, đi liền tìm thủy thần thiên tôn, thỉnh cầu nàng tẩy rửa. Thủy thần thiên tôn là Thanh Ly, chấp trưởng thủy hệ bí pháp. Có cực tốt lọc sạch hiệu quả. Thủy thần tẩy rửa, đủ để cọ rửa người nội tâm tội nghiệt, để cho nhân đạo tim khôi phục tinh khiết. Diệp thần nghĩ ngợi một hồi, liền gật đầu nói, được, vậy ta đi liền gặp thủy thần. Cổ Vĩnh Tiêu cái đầu mối này, Diệp thần chỉ muốn mau sớm phá giải, nếu như thủy thần thiên tôn là Thanh Ly, có thể biết sau lưng nhân quả, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Diệp thần cũng muốn đi thủy thần thiên tôn bên kia, thuận tiện xác định Tiêu Tĩnh tình huống như thế nào. Người mới vừa trở về, không cần gấp như vậy, nghỉ ngơi mấy ngày cũng tốt. Phải biết, dục tốc thì bất đạt, quá mức hấp tấp nói, không phải là chuyện tốt. Phong ngữ oanh nói. Diệp thần trong lòng rét một cái, gật đầu nói, cũng tốt. Lập tức, Diệp thần liền thu liếm tâm thần, trở lại luân hồi máu trong cung nghỉ ngơi, cảm ngộ bất hủ thần quốc chuyến này được mất. Lấy ta hôm nay trạng thái, cũng có thể tu luyện tịch thần sáu thức và đại mộ thần kiếm. Diệp thần nghĩ thầm, hiện tại hắn tu vi, đã đến thiên huyền cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, có thể thử nghiệm đi tu luyện tịch thần sáu thức và đại mộ thần kiếm. Tịch thần sáu thức, trước mắt hắn cảm ngộ không tính là tốt vô cùng. Mà đây đại mộ thần kiếm, là tam thập tam thiên thần thuật một trong, truyền thừa từ mộ cung, đặc biệt thần bí, vậy vô cùng cường đại, được gọi là có thể mai táng chư thiên. Luận kiếm pháp uy lực, cái này đại mộ thần kiếm, có thể nói là thiên đấu lớn đổ sát kiếm trở xuống, nhất là ác liệt kinh khủng tồn tại. Diệp thần sử dụng đại mộ thần kiếm tu luyện ngọc giản, tính hạ tâm lai, bắt đầu cảm ngộ đại mộ thần kiếm bí pháp. Lớn mộ thiên táng, mai táng chư thiên, sát phạt vô địch, tắm máu thương khung. Cái này đại mộ thần kiếm, giết hại thần uy cực kỳ lợi hại, Diệp thần thử nghiệm cảm ngộ, ra dự liệu, nhưng là đặc biệt nhanh chóng. Lập tức liền mò tới đại mộ thần kiếm tinh túy. Cái này môn kiếm pháp, ta trước kia luyện qua. Diệp thần trong lòng sản sinh ra một loại cổ quái cảm giác, hắn cảm thấy mình trước kia, tựa hồ tu luyện qua đại mộ thần kiếm, đối cái này môn kiếm pháp tất cả ảo diệu biến hóa, đều là như vậy tại tim. Cho nên, làm hắn giờ phút này, đi cảm ngộ đại mộ thần kiếm thời điểm, liền cảm thấy đặc biệt chót lọt, lập tức liền toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Phải biết, đây chính là tam thập tam thiên thần thuật à, hơn nữa còn là hạng trước 10 tồn tại, tu luyện ngưỡng cửa cực cao, năm đó phong hỏa linh tổ, cũng là bởi vì là có nguyên thiên đế chỉ điểm, mới có thể tu luyện thành công. Nếu như không có nguyên thiên đế chỉ điểm nói, coi như phong hỏa linh tổ thiên phú cường hãn trăm lần, cũng không khả năng cảm ngộ. Nhưng Diệp thần, không có bất kỳ người chỉ điểm,
nhưng hết lần này tới lần khác dễ dàng, liền lĩnh ngộ đại mộ thần kiếm tất cả bí ẩn. Tuy nói hắn thiên phú năng lực cực cao, nhưng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ đại mộ thần kiếm, điều này hiển nhiên không thể đơn thuần dùng thiên phú để giải thích. Có chút cổ quái. Dường như, không phải ta đi qua luyện qua đại mộ thần kiếm, mà là tương lai luyện qua. Tương lai thời gian tuyến, đầu ánh đến trên người ta. Diệp Thần mơ hồ cảm thấy một chút quỷ bí, da đầu tê dại. Đang suy tư sau một lúc lâu, hắn vậy không nghĩ ra câu trả lời, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Bất kể như thế nào, hiện tại lĩnh ngộ đại mộ thần kiếm, hắn liền nhiều hơn một lá bài tẩy, tổng hợp sức chiến đấu cũng là lớn lớn tăng lên, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Còn như tương lai ván cờ, vậy thì cùng tương lai nói sau. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, là tương lai làm chuẩn bị. Ở luân hồi máu trong cung, Diệp Thần tu luyện cảm ngộ 3 ngày. Cái này 3 ngày thời gian, hắn long đằng mệnh tinh, vậy từ đây trước long hồn nổ tổn thương bên trong, khôi phục như cũ. Huyết long còn ở chiếm đoạt bất hủ tôn long cốt, tiến triển có chút chậm chạp, nhưng là vững bước đẩy tới. Chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, nó là có thể hoàn toàn chiếm đoạt dung hợp, lợi dụng bất hủ tôn long cốt lực lượng, để cho long đằng mệnh tinh lột xác. Trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cấp, Diệp Thần đoán chừng cũng nên lên đường. Cổ Vĩnh Tiêu cái đầu mối này, hắn phải điều tra rõ. Thanh Ly cô nương, có thể nghe được thanh âm của ta không? Diệp Thần trong lòng kêu gọi Thủy Thần Thiên Tôn tên chữ. Truyền thuyết bên trong, Thủy Thần Thiên Tôn Lạc Thanh Ly, là cái cuối cùng gặp qua Cổ Vĩnh Tiêu người. Cũng là nàng, là Cổ Vĩnh Tiêu tẩy rửa, đáng địch tội nghiệt. Diệp Thần tiểu ca ca, là ngươi đang kêu gọi ta sao? Ở Diệp Thần tiếng kêu truyền ra không lâu sau, Lạc Thanh Ly thanh âm, cũng là truyền tới. Thanh Ly cô nương, ngươi ở nơi nào? Diệp Thần hỏi. Ta ở Thủy Nguyệt Động Thiên, ngươi muốn tới sao? Ta cho ngươi tọa độ. Lạc Thanh Ly truyền đến một đạo tọa độ, còn nói, ta và Tiêu Tĩnh tỷ tỷ chung một chỗ nha. Diệp Thần nói, Thanh Ly cô nương, vậy ta đi qua gặp ngươi, có chút việc muốn hỏi ngươi. Lạc Thanh Ly nói, hảo nha. Tiểu ca ca, vậy ngươi tới đi. Diệp Thần nư một tiếng, gật đầu một cái, chợt liền biến dạng hư không, dọc theo Lạc Thanh Ly cho tọa độ, trực tiếp phá không đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới một cái sơn thanh thủy tú địa phương, đứng ở một cái nước động lối vào trước. Nơi này chính là Lạc Thanh Ly lãnh địa, Thủy Nguyệt Động Thiên. Diệp Thần đứng ở Thủy Nguyệt Động Thiên lối vào, liền thấy động thiên bên trong, một cái xinh đẹp đáng yêu, ăn mặc màu thủy lam quần áo thiếu nữ. Mặt lộ vẻ nụ cười chạy chạy đến, chính là Lạc Thanh Ly. Lạc Thanh Ly vừa ra tới, chính là hì hì cười một tiếng, chạy tới ôm lấy Diệp Thần, hôn môi hắn gò má một tí. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, làm sao? Lạc Thanh Ly trong tròng mắt tràn đầy quyến luyến ý, nói tiểu ca ca, người không thích sao? Diệp Thần tằng hắng một cái, sờ một cái mới vừa bị Lạc Thanh Ly hôn qua địa phương, nói, không phải là không thích, chính là... Có chút đột nhiên, Lạc Thanh Ly hì hì cười một tiếng, nói, không việc gì đột nhiên, lần trước chúng ta không phải hôn qua rồi sao? Ta thích ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Luân hồi huyết mạch có đặc biệt mị lực, đối với người khác phái có sức hấp dẫn thật lớn, coi như là thần minh, vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Lần trước Lạc Thanh Ly là Diệp Thần chữa thương, khôi phục đan điền căn cơ, khi đó, hai người từng có da thịt gần gũi, từ một khắc kia bắt đầu, Lạc Thanh Ly chỉ thích Diệp Thần. Nàng tuy là thủy thần, nhưng tính tình đơn thuần, ngược lại cũng không sẽ che giấu cái gì, thoải mái liền biểu đạt ra mình thích. Diệp Thần tuy không muốn qua loa dính nhân quả, nhưng Lạc Thanh Ly thích hắn, hắn trong lòng cũng là 10 phần vui mừng, lại là không biết làm sao, nói thôi, Thanh Ly cô nương, đa tạ ngươi thích, chúng ta có lẽ tương lai có cơ hội đi, nhưng không phải hiện tại. Lạc Thanh Ly hì hì cười nói, ta biết, ngươi hiện tại tới đây, là muốn hỏi ta Cổ Vĩnh Tiêu sự việc sao? Đi vào rồi hãy nói. Nàng kéo Diệp Thần tay, tiến vào động thiên bên trong. Diệp Thần gặp nàng đã cảm giác được thiên cơ, biết được mình ý đồ, liền gật đầu một cái, đi theo nàng cùng nhau tiến vào Thủy Nguyệt Động Thiên. Nước này tháng trong động thiên mặt, linh khí tinh khiết dư thừa, bàn đá, băng đá, giường đá vân. Vân đồ gỗ nội thất vật kiện, tất cả đều đủ, ở giữa chính là một cái nạn lụt ao, linh khí đặc biệt là tinh thuần.
Diệp Thần thấy ao nước phía trên, nhấp nhô một người thiếu nữ hư ảnh, mơ hồ, hai tròng mắt khép lại, như ảo tưởng vậy, chính là Tiêu Tĩnh. Trước đây Tiêu Tĩnh bị Phong Hỏa Linh Tổ giết chết, hôm nay ở Lạc Thanh Ly lãnh địa bên trong sống lại. Tiêu Tĩnh cô nương không có sao chứ? Diệp Thần hỏi. Lạc Thanh Ly nói, Tiêu Tĩnh tỷ tỷ nàng không có sao, chỉ là muốn hồi phục nói, còn cần một chút thời gian, người không cần lo lắng. Diệp Thần gật đầu một cái, trong lòng thoáng an ổn xuống. Tiểu ca ca, người ngồi đi. Lạc Thanh Ly mời Diệp Thần, ở trước bàn đá ngồi xuống, trong mắt mang vô hạn quyến luyến ý, ngắm nhìn hắn. Cảm thụ Lạc Thanh Ly vậy nóng rực ánh mắt, như vậy cô nam quả nữ sống chung một phòng, Diệp Thần đều cảm thấy có chút đỏ mặt tim đập, hơi ho khan một tiếng, nghiêm mặt một cái, hỏi. Thanh Ly cô nương, ta muốn biết vậy Cổ Vĩnh Tiêu tất cả bí mật. Nghe được Diệp Thần hỏi tới Cổ Vĩnh Tiêu, Lạc Thanh Ly thần sắc, cũng là trở nên có chút ngưng trọng, nói. Tiểu ca ca, cái này Cổ Vĩnh Tiêu, sau lưng nhân quả, đặc biệt phức tạp, thật ra thì lấy ngươi bây giờ thực lực, còn không thích hợp tiếp xúc. Bất quá, nếu Nhâm Phi Phàm để lại cho ngươi cái đầu mối này, hắn có thể cũng muốn để cho ngươi trước thời hạn tiếp xúc. Cái này Cổ Vĩnh Tiêu, hoặc giả là các ngươi tương lai chỗ mấu chốt, ở tương lai, các ngươi có thể sẽ gián tiếp thua ở dưới tay của hắn. Diệp Thần cảm thấy không tưởng tượng nổi, nói tương lai ta và Nhâm tiền bối, sẽ thua ở cái này Cổ Vĩnh Tiêu. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, tương lai thời gian tuyến, có thiên thiên vạn vạn cái, mà đây chưa thời gian dài tuyến bên trong, các ngươi cũng có thể, gián tiếp thua ở Cổ Vĩnh Tiêu, mặc dù không phải là trực tiếp bị hắn đánh bại, nhưng cũng có cực lớn nhân quả liên lạc. Diệp Thần nói, cái này Cổ Vĩnh Tiêu, là năm đó Lôi Thần Thiên Tôn dưới quyền, ám các chủ sao? Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, hắn chính là ám các chủ, đích thân hắn giết chết Lôi Thần Thiên Tôn, nội tâm chịu đựng cực lớn thống khổ, tội nghiệt triền thân, cuối cùng chạy đến tìm ta, thỉnh cầu ta tẩy rửa, là hắn rửa đi tội nghiệt. Diệp Thần nói, ngươi giúp hắn thử thách. Lạc Thanh Ly nói, đúng vậy, ta xem hắn đáng thương, giúp hắn, không quá ta giúp hắn sau thử thách, hắn tu vi cũng bị rửa đi 90%, từ đã từng cửu thần thời đại ám các chủ, đệ nhất sát thủ. Luân lạc là một người bình thường, trước mắt ở chính hắn sáng chế cổ huyễn giới bế quan. Diệp Thần cau mày nói, hắn tu vi bị rửa đi 90%, còn có thể đánh bại ta và Nhâm tiền bối. Lạc Thanh Ly gật gật đầu nói, hắn tu vi tuy rơi xuống, nhưng dẫu sao là đã từng không thời không đệ nhất sát thủ, ám các chủ, tự tay chu diệt Lôi Thần Thiên Tôn nhân vật, hắn tinh thông ảo thuật, nắm giữ thế gian ảo thuật mạnh nhất, Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, đó là Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật. Hạng thứ tư tồn tại. Nắm giữ cửa này ảo thuật, hắn tùy thời đều có quật khởi lần nữa có thể. Hàng tỷ kỷ nguyên tới nay, không lúc nào không có vô số thế lực, cũng muốn mời Cổ Vĩnh Tiêu rời núi, nhưng cũng bị cự tuyệt. Ta xem qua tương lai có thể là Tử Thần Giáo Đoàn Thiên Khải Chí Tôn, hoặc là Đà Đế Thiên Tông Đà Đế Cổ Thần, mời hắn rời núi, lợi dụng hắn ảo thuật, vây khốn ngươi và Nhâm Phi Phàm. Sau đó, Thiên Khải Chí Tôn hoặc là Đà Đế Cổ Thần ra tay, lại đem các ngươi đánh chết. Cho nên nói, ở tương lai, các ngươi có thể là muốn gián tiếp chết ở Cổ Vĩnh Tiêu trong tay, bị hắn ảo thuật khó khăn. Diệp Thần chấn động trong lòng, Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, hạng thứ tư, thế gian mạnh nhất ảo thuật sao? Hắn nghe xong Lạc Thanh Ly mà nói, cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cái này Cổ Vĩnh Tiêu, đúng là có thể gián tiếp đem hắn và Nhâm Phi Phàm giết chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ảo thuật biến hóa, vô cùng quỷ dị. Vậy Cổ Vĩnh Tiêu, lại là nắm giữ thế gian mạnh nhất ảo thuật, tự nhiên không thể khinh thường. Lạc Thanh Ly nói, năm đó Cổ Vĩnh Tiêu, là ám các chủ, hắn giết người cho tới bây giờ không dính máu, đều là lợi dụng ảo thuật, để cho người ở mộng ảo trong thống khổ, vùng vẫy chết đi. Bàn về bề ngoài sức chiến đấu, hắn dĩ nhiên không thể nào là Nhâm Phi Phàm và ngươi địch thủ, nhưng hắn ảo thuật, cực kỳ quỷ dị, các ngươi chưa chắc có thể phá hư. Vậy cũng có phương pháp phá cuộc? Diệp Thần hỏi. Lạc Thanh Ly nói, phương pháp phá cuộc, nói đơn giản không đơn giản, nói khó khăn cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi có thể cướp ở người khác trước mặt, mời Cổ Vĩnh Tiêu rời núi, để cho hắn đầu dựa vào ngươi luân hồi trận doanh, tương lai nguy cục, tự nhiên không đánh tự thua. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Lạc Thanh Ly nói không sai, nếu Cổ Vĩnh Tiêu,
là hắn tương lai kẻ địch, vậy hắn hiện tại, trực tiếp mời Cổ Vĩnh Tiêu rời núi, là được hóa địch thành bạn. Huống chi, Cổ Vĩnh Tiêu là Lôi Thần Thiên Tôn ngày xưa dưới quyền. Diệp Thần cùng Lôi Thần Thiên Tôn giao hảo, mượn Lôi Thần Thiên Tôn mặt mũi, có lẽ thật có thể mời Cổ Vĩnh Tiêu rời núi. Tuy nói vào năm đó, Cổ Vĩnh Tiêu tự tay ám sát Lôi Thần, nhưng từ hắn phía sau biểu hiện tới xem, hắn là đặc biệt thống khổ, áy náy cực sâu. Nếu không, hắn cũng sẽ không tìm Lạc Thanh Ly cọ rửa tội nghiệt. Vậy Cổ Vĩnh Tiêu ở địa phương nào? Cổ huyễn giới. Diệp Thần hỏi. Lạc Thanh Ly suy nghĩ một tí, nói tiểu ca ca, ta có thể cho ngươi cổ huyễn giới tọa độ, nhưng ngươi nhất định phải nhanh như vậy đi ngay sao? Lấy ngươi hôm nay thực lực, đừng nói mời Cổ Vĩnh Tiêu xuất quan, coi như muốn gặp hắn một mặt, đều là vô cùng khó khăn. Diệp Thần trầm tư một hồi, nói Thanh Ly cô nương, ngươi cho ta cổ huyễn giới tọa độ chính là, ta muốn lại xem. Lạc Thanh Ly nói, được rồi, nhưng ngươi muốn chú ý, vậy Cổ Vĩnh Tiêu bế quan vô số kỷ nguyên, cho tới bây giờ không gặp người, hắn ở hắn cổ huyễn giới bên trong, bố trí vô số ảo thuật mê trận, người ngoài muốn gặp hắn, nhất định phải trước xông qua vậy rất nhiều ảo thuật mê trận, nếu như không xông qua, tùy thời đều có rơi xuống nguy hiểm. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lại suy nghĩ ta tim không gông xiềng, lại có võ tổ đạo tâm, muốn đến cái gì đó ảo thuật mê trận, vậy mệt không ở ta, dẫu sao hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu, tu vi đã bị rửa đi 90%, cho dù có thông thiên ảo thuật, không có đầy đủ tu vi, lại có nhiều ít uy lực. Nghĩ như vậy, Diệp Thần trong lòng an ổn rất nhiều, liền hướng Lạc Thanh Ly hỏi rõ tọa độ, sau đó liền hướng nàng tạm biệt, Thanh Ly cô nương, ta đi. Lạc Thanh Ly vội vàng nói, này, tiểu ca ca, chờ một chút. Diệp Thần nói, cái gì? Lạc Thanh Ly hì hì cười một tiếng nói, đừng quên, ta thích ngươi. Diệp Thần ngẩn ngơ, bật cười khanh khách, gật đầu nói, biết. Rời đi Thủy Nguyệt Động Thiên, trực tiếp biến dạng hư không, lao tới cổ huyễn giới. Vậy cổ huyễn giới, vừa không thuộc về thế giới hiện thật, vậy không thuộc về không không lúc nào không, là Cổ Vĩnh Tiêu mình mở ra ảo tưởng thế giới. Thật may Diệp Thần tấn thăng thiên huyền cảnh sau đó, đã có thể chạm đến ảo tưởng. Hắn đi tới cổ huyễn giới, liền thấy mảnh thế giới này, không có cố định hình dáng, như từng luồng khói mù, một phiến miếng lá cây, một đóa đám mây màu, từng giọt nước mưa, trôi lơ lửng ở hỗn độn trong hư không, như trong ảo tưởng mộng. Diệp Thần đứng ở cổ huyễn giới bên ngoài, hít sâu một hơi, lớn tiếng kêu lên. Tại hạ Diệp Thần, đời này luân hồi chi chủ. Đặc biệt tới thăm cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, mời tiền bối khai sơn gặp nhau. Thanh âm xa xa truyền ra, chấn động hư không, liền vậy phiến ảo mộng vậy thế giới, vậy hơi nhộn nhạo. Nhưng, Diệp Thần thanh âm truyền ra sau đó, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Cổ huyễn giới bên trong, yên tĩnh. Diệp Thần nhướng mày một cái, vừa lớn tiếng kêu lên, tại hạ là Lôi Thần Thiên Tôn cùng Thủy Thần Thiên Tôn bằng hữu, mời cổ Vĩnh Tiêu tiền bối khai sơn gặp nhau. Hắn đem Lôi Thần và Thủy Thần cũng mang ra tới, nhưng cổ huyễn giới bên trong, vẫn là không có truyền tới bất kỳ đáp lại. Diệp Thần chân mày nếp nhăn được sâu hơn, trầm tư sau một lúc, liền lớn tiếng nói, nhược tiền bối không tiện xuất quan, vậy tại hạ mạo phạm. Yên lặng một hồi, cổ huyễn giới bên trong, vẫn không có hồi âm, Diệp Thần liền trấn tĩnh tâm thần, lắc người một cái, trực tiếp tiến vào cổ huyễn giới ảo tưởng thế giới bên trong. Tiến vào cổ huyễn giới sau đó. Diệp Thần liền thấy trong hư không, nổi lơ lửng từng cục kính phiến vậy đồ. Những thứ này kính phiến, lẫn nhau xen lẫn, hình như là một cái vạn hoa đồng, mười phần lộng lẫy nguy nga. Đây là tam thập tam thiên thần thuật, vạn hoa đồng huyết nhãn khí tượng. Diệp Thần âm thầm phòng bị, liền thấy trong hư không lơ lửng kính phiến, mỗi một khối kính phiến bên trong, đều có rất nhiều xuất hiện ở lóe lên. Những hình ảnh kia, không biết là chân thực còn là ảo giác, mơ hồ. Tựa hồ mỗi một bức tranh, cũng bao phủ sương mù dày đặc, nhìn không rõ lắm. Luân hồi chi chủ, người còn không tư cách bước vào ta địa giới, người hiện tại đi ra ngoài, còn có mạng sống cơ hội. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm thê lương, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Cổ Vĩnh Tiêu tiền bối, là ngươi sao? Diệp Thần đại hỉ, hỏi. Thanh âm kia hừ một tiếng, nói, người muốn mời ta rời núi, đó là tuyệt đối không thể nào. Ta sẽ không lại khách khí người, huống chi ngươi tu vi quá kém, ngươi thậm chí không tư cách gặp ta. Đừng nói là ngươi, đã từng vũ hoàng cổ đế, thiên nữ, cũng muốn mời ta rời núi,
nhưng bọn họ đều không cách nào đột phá ta ảo cảnh khí tượng, liền mặt của ta cũng không thấy được, người cũng sẽ không ngoại lệ. Diệp Thần nói, tiền bối, chỉ cần có thể đột phá người thiết kế ảo cảnh, là có thể thấy ngươi sao? Cổ Vĩnh Tiêu yên lặng một hồi, nói, người đột phá nói sau. Được. Diệp Thần nghe được có gặp mặt hy vọng, nội tâm cũng là một hồi kích động, lập tức sải bước đi về trước đạp đi. Trong hư không lơ lửng kính phiến, như vạn hoa đồng vậy xen lẫn, mỗi một cái kính phiến bên trong, đều là một cái ảo cảnh thế giới. Vô số tầng ảo cảnh thế giới, hợp thành cái này cổ huyễn giới. Diệp Thần sải bước trước đạp, bỗng nhiên liền nghe được trong hư không, truyền ra long tượng tiếng gầm gừ. Chỉ gặp trong hư không, có trăm ngàn đầu rồng thần, trăm ngàn đầu cự tượng, gầm thét liều chết xông tới, tựa hồ phải đem Diệp Thần xé nát vậy. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đang muốn chống cự, nhưng trong đầu nghĩ, khả năng này là ảo ảnh. Hắn lập tức mở võ tổ đạo tâm, luân hồi máu hội tụ cặp mắt, luân hồi thiên nhãn mở, một mắt liền nhìn thấu, vậy trăm ngàn đầu rồng thần cùng cự tượng, đều là ảo tưởng. Nếu là ảo ảnh, vậy cũng không cần phải chống cự, phía sau có thể còn sẽ có rất nhiều khảo nghiệm, nhất định phải tiết kiệm khí lực. Diệp Thần liền nhắm mắt lại, thu liếm tâm thần, mặc cho vậy trăm ngàn đầu long tượng, liều chết xông tới. Ùm ùm. Vậy trăm ngàn đầu long tượng, liều chết xông tới, lại đột nhiên biến hóa, từ ảo ảnh biến thành chân thực. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, vội vàng vận chuyển linh khí ngăn cản, chiêu võ linh vũ sử dụng, hóa thành hộ thuẫn, bảo vệ tự thân. Nhưng, chuyện ra vội vàng, Diệp Thần ứng đối vẫn là chậm hơi đập, bị long tượng nước lũ đánh vào, chỉ cảm thấy thân xác đau nhức, tạng phủ hỗn loạn, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Ha ha, thật lấy là ta ảo ảnh, chỉ là ảo ảnh sao? Cổ Vĩnh Tiêu thanh âm lạnh lùng, từ đàng xa trong hư không truyền ra. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, khẽ cắn răng, vận chuyển luân hồi máu, thoáng điều dưỡng hơi thở, liền tiếp tục tiến về trước lên đường. Lại đi không xa, Diệp Thần thấy trong hư không kính quang lóng lánh, mấy đạo xinh đẹp lệ bóng người, từ trong hư không đầu ánh ra, lại là Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi ba phụ nữ. Ba phụ nữ tay cầm trường kiếm, không nói một lời, khua kiếm hướng Diệp Thần gai đi giết. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nhưng biết cái này là ảo ảnh, lập tức khua kiếm đánh trả. Trảm Thiên Cửu Kiếm. Diệp Thần không nói hai lời, Trảm Thiên Cửu Kiếm giết ra, liền đem Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Diệp Lạc Nhi ba phụ nữ, toàn bộ chém giết sạch sẽ. Diệp Thần, tại sao? Hạ Nhược Tuyết trong tròng mắt, lộ ra một chút ai uyển vẻ, mười phần bi thảm. Ngụy Dĩnh và Diệp Lạc Nhi, cũng là mặt đầy bi thương, nước mắt chảy xuống, chất vấn Diệp Thần vì sao phải động sát thủ. Diệp Thần biết rõ cái này là ảo ảnh, nhưng nhìn ba phụ nữ vậy giống như chân thật tư thái, nội tâm vẫn là vô cùng hỗn loạn, dứt khoát là nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem tâm thần chấn định lại. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người quả nhiên đủ tuyệt tình. Cổ Vĩnh Tiêu thanh âm lại truyền tới. Không phải ta tuyệt tình, mà là cái này là ảo ảnh. Tiền bối muốn nhiễu loạn ta đạo tâm, có thể còn cần càng điểm cao minh thủ đoạn. Diệp Thần thư ra một hơi, nói. Hắn biết ở nơi này phiến ảo ảnh bên trong đi, tất nhiên sẽ gặp vô số hung hiểm, một khi mình đạo tâm rối loạn, tùy thời có thể luân hãm vào ảo ảnh bên trong, cả đời bị vây ở chỗ này, không thể thoát thân. Ngươi tiếp tục đi tới trước là được, ta tại tiền phương chờ ngươi, chỉ sợ ngươi không qua được. Cổ Vĩnh Tiêu nói. Ta lập tức liền tới gặp tiền bối. Diệp Thần sải bước đi về trước tiếp tục đi tới, ở trên con đường phía trước, quả nhiên lại gặp rất nhiều hung hiểm ảo ảnh, hoặc là cự thú viễn cổ đánh vào, hoặc là ngày xưa kẻ địch tái hiện, giống như là Huyền Cơ Nguyệt, Đế Thích Thiên Vân. Vân, hay hoặc giả là không không thời không hắc ám ma vật đánh vào. Các loại giết hại, chân thực cùng ảo tưởng xen lẫn, làm người ta hoa cả mắt. Thật may. Diệp Thần bằng vào võ tổ đạo tâm cùng rất nhiều lá bài tẩy, từng cái xông qua những thứ này ảo tưởng, cùng Cổ Vĩnh Tiêu tới giữa, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Hắn thậm chí, đã có thể nghe được Cổ Vĩnh Tiêu hô hấp, có thể cảm nhận được người sau hơi thở. Tiếp tục đi tới trước, Diệp Thần dưới chân hỗn độn trong hư không, dần dần xuất hiện một con đường, tràn ngập kim quang, là luân hồi đường. Luân hồi đường mở ra, chung quanh hư không, lại xuất hiện rất nhiều biến hóa. Từng ngọn cung điện miếu thờ xuất hiện, dần dần cấu trúc thành luân hồi thiên quốc khí tượng. Diệp Thần ngẩn ngơ, không nghĩ tới mình giờ phút này gặp ảo cảnh, lại là luân hồi thiên quốc.
Rào 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 rào. Thiên đường bên trong, bỗng nhiên bay lên mưa to. Mưa to bên trong, phía trước có một người, cầm kiếm chậm rãi đi tới, lại là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần thấy Nhâm Phi Phàm, nhất thời thất kinh, không nghĩ tới cổ vĩnh tiêu ảo thuật thành tựu, lại có thể như vậy lợi hại, liền Nhâm Phi Phàm hình tượng, đều có thể biến hóa ra tới. Nhâm Phi Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Diệp Thần, nói, vì sao phải giết ta? Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Nhâm Phi Phàm nói, ngươi vì tu luyện thiên đấu lớn đổ sát kiếm, một kiếm đem ta giết chết, ngươi phụ lòng ta rất thất vọng. Diệp Thần vội la lên, Nhâm tiền bối, ngươi đang nói gì, ta không có giết ngươi à? Nhâm Phi Phàm nói, ngươi hiện tại không giết ta, tương lai luôn là sẽ giết, muốn luyện thành thiên đấu lớn đổ sát kiếm, nhất định phải có tàn sát hết thảy quyết tâm. Ngươi vì tu luyện kiếm này, một kiếm đem ta giết chết. Uổng ta vì ngươi hộ đạo vạn năm, ngươi quá làm ta thất vọng. Diệp Thần có vẻ sợ hãi, lại là bất an, nói, Nhâm tiền bối, không phải, ta cho tới bây giờ không có tổn hại ngươi ý niệm. Nhâm Phi Phàm hừ một tiếng, nói, nếu ngươi tương lai muốn giết ta, vậy cũng không bằng ta xuất thủ trước, cho ta chết. Tiếng nói rơi xuống, Nhâm Phi Phàm một kiếm ám sát ra, huyết nguyệt kiếm mang nổ, trực tiếp hướng Diệp Thần chém chết đi. Diệp Thần kinh hãi. Mắt xem Nhâm Phi Phàm giết tới, nhưng cảm thấy thân thể cứng ngắc, không thể chống đỡ, trong đầu nghĩ, nếu như ta thật phụ lòng Nhâm tiền bối, bị hắn giết chết cũng tốt. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Thần nội tâm, lại có một giọng nói, không phải vậy, cái này là ảo ảnh, đều là giả. Hai cổ suy nghĩ xen lẫn, như đao kiếm vặn cắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy thức hải đau nhức, quát to một tiếng, như dã thú vậy điên cuồng hét lên, trong tay vung ra luân hồi thiên kiếm. Cuồng như vậy chém ra. Chết đi. Cuồng bạo luân hồi kiếm mang, đi về trước chém chết, chỉ một kiếm, liền đem Nhâm Phi Phàm thân thể, chém thành kiếp bụi. Ngươi quả nhiên sẽ giết chết ta, Diệp Thần, chúc mừng ngươi, ngươi có phần này quyết tâm, ngươi nhất định có thể luyện suốt ngày lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, giết chết vậy cuối cùng cường địch. Nhâm Phi Phàm ở hóa thành kiếp bụi trước, lộ ra một cái bình tĩnh quên được nụ cười. Hắn hình như là cố ý kích thích Diệp Thần. Kích thích Diệp Thần ra tay giết hắn. Giết chết hắn, Diệp Thần lại không lo ngại, có tàn sát hết thảy quyết tâm. Phần này quyết tâm, chính là tu luyện thiên đấu lớn đổ sát kiếm nhất định. Có phần này quyết tâm, Diệp Thần là có thể luyện thành thiên đấu lớn đổ sát kiếm, thành tựu chí cường. Nhâm tiền bối. Diệp Thần ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, kiếp bụi tiêu tán, tất cả luân hồi thiên quốc khí tượng, cũng là tiêu tán. Mới vừa hết thảy. Lúc đầu cũng chỉ là ảo giác. Nhưng Diệp Thần nội tâm, nhưng là bộ dạng sợ hãi. Bởi vì hắn biết, khả năng này không là ảo giác, mà là tương lai muốn sự tình phát sinh. Tương lai hắn tu luyện thiên đấu lớn đổ sát kiếm mà nói, có thể thật sẽ giết chết Nhâm Phi Phàm. Mặc dù, đây không phải là hắn chủ tâm, nhưng Nhâm Phi Phàm vì giúp hắn, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để cho hắn giết chết mình. Thiên đấu lớn đổ sát kiếm hắn bây giờ là căn bản không có thể học được, nhưng cùng cái này có liên quan tịch thần sáu thức còn là không thành vấn đề. Rất tốt, luân hồi chi chủ, người quả nhiên là có lớn quyết tâm, lớn quyết đoán, làm người lòng dạ ác độc, không để ý tình cảm, người lại có thể liền Nhâm Phi Phàm đều phải giết, ta thật là bái phục phục ngươi rồi. Ảo tưởng tan biến, một nơi chân thật sơn thủy thế giới, hiện ra. Sơn thủy thế giới bên trong. Một cái thanh bào nam tử đứng chắp tay, chính là Cổ Vĩnh Tiêu. Cổ Vĩnh Tiêu nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt thần sắc, không chỉ là thưởng thức vẫn là giễu cợt gì, hắn nhẹ nhàng chống bắt tay trưởng, chỉ là cái này tiếng vỗ tay, Diệp Thần nghe vào trong tai, nhưng cảm thấy vô cùng châm biếm. Đúng vậy, đích thân hắn giết chết Nhâm Phi Phàm, còn có so với cái này càng châm chọc sự việc sao? Diệp Thần nội tâm ảm đạm, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, không đúng. Đây không phải là ta ý tưởng, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tổn thương Nhâm tiền bối, đây là ảo giác. Hắn lấy lại bình tĩnh, liền trầm giọng hướng Cổ Vĩnh Tiêu nói, tiền bối, vậy chỉ là ảo ảnh, ta không thể nào tổn thương Nhâm tiền bối. Cổ Vĩnh Tiêu ha ha cười một tiếng, nói, đó không phải là ảo ảnh, mà là tương lai có thể muốn sự tình phát sinh. Người tương lai vì tu luyện thiên đấu lớn đổ sát kiếm, tuyệt đối sẽ đem Nhâm Phi Phàm giết chết. Ngươi lấy là các ngươi cảm tình rất tốt. Ta cũng lấy là, ta và Lôi Thần Thiên Tôn cảm tình, đặc biệt tốt, ta là thư của nàng đồ,
ta nguyện ý là nàng dâng hiến hết thảy, nhưng ta cuối cùng vẫn là giết chết nàng. Nói tới chỗ này, Cổ Vĩnh Tiêu trong tròng mắt, thấm ra một cổ to lớn thương cảm cùng không biết làm sao. Cái này cổ thương cảm cùng không biết làm sao, cho dù vượt qua kỷ nguyên hàng tỷ đời, cũng không từng chút nào nhạt đi. Hắn từ đầu đến cuối áy náy, từ đầu đến cuối cảm thấy thẹn với Lôi Thần Thiên Tôn. Người ở mảnh thiên địa này, thủy chung là thân bất do kỷ. Thải hoa giao dịch tán, lưu ly dễ bể, bỏ mặc là dạng gì cảm tình, cũng không có lợi ích thực tế. Nếu như có đầy đủ lợi ích, ví dụ như có thể luyện suốt ngày lớn chừng cái đấu đổ sát kiếm, ngươi tuyệt đối sẽ động thủ, đem Nhâm Phi Phàm giết, giống như ta năm đó, ám sát Lôi Thần Thiên Tôn vậy. Diệp Thần nội tâm chấn động, cả người vô hình run rẩy, cắn răng nói, không, không thể nào. Nhâm tiền bối là ta sư trưởng, cũng là ta bạn thân, hắn là ta trả giá như thế nhiều, ta không thể nào tổn thương hắn. Cổ Vĩnh Tiêu than thở một tiếng, nói, đã từng, ta cũng là như thế cho là. Dừng một chút, hắn lại có chút hí hưng suy yếu, nói thôi, tương lai sự việc, tương lai ngươi cũng biết. Ngươi dám giết Nhâm Phi Phàm, ngươi có đầy đủ quyết tâm, thì có thành lập luân hồi thiên quốc, kết thúc không không lúc nào không hỗn loạn, chân chính thành lập trật tự có thể. Năm đó Lôi Thần Thiên Tôn, thật ra thì vậy một mực khát vọng thành lập trật tự. Người ta đại lộ tương thông, ta ngày hôm nay chứng kiến ngươi quyết tâm, ta có thể rời núi giúp ngươi. Vốn là, Cổ Vĩnh Tiêu là không chịu rời núi, nhưng, hắn gặp Diệp Thần dám giết Nhâm Phi Phàm, trong lòng cũng là bội phục. Hắn bội phục Diệp Thần tàn bạo cùng quyết tâm, giờ khắc này nguyện ý rời núi tương trợ. Tiền bối, ngươi chịu rời núi. Diệp Thần trong lòng tuyệt không muốn tổn thương Nhâm Phi Phàm, mới vừa hắn động thủ chém chết, cũng chỉ là bởi vì là vậy là ảo cảnh, Cổ Vĩnh Tiêu đối hắn tán thưởng, thật sự là không có đạo lý, nhưng nếu đối phương chịu rời núi, vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. 33 thiên thần thuật bên trong, hạng thứ tư vạn hoa đồng huyết nhãn, liền do Cổ Vĩnh Tiêu nắm trong tay. Bởi vì nắm giữ cửa này ảo thuật, không không lúc nào không bên trong, có vô số thế lực, cũng muốn mời hắn rời núi. Một khi hắn đầu dựa vào đến cái khác trận doanh, Diệp Thần liền nguy hiểm, tương lai thật sự có thể, gián tiếp bị Cổ Vĩnh Tiêu giết chết. Cho nên, hiện tại thừa dịp tương lai còn chưa tới, trực tiếp mời Cổ Vĩnh Tiêu rời núi, là được hóa địch thành bạn. Cổ Vĩnh Tiêu nói, ở ta rời núi trước, người tốt nhất có thể trước giúp ta đoạt lại huyền thế thiên bàn. Vậy huyền thế thiên bàn, là Lôi Thần Thiên Tôn năm đó ban cho ta pháp bảo, cũng là ta bổn mệnh pháp bảo. Ta tru diệt Lôi Thần Thiên Tôn sau đó, bị Thủy Thần Thiên Tôn tẩy rửa, rửa đi tội nghiệt, nhưng tu vi cũng bị rửa đi 90%. Càng bất đắc dĩ phải, ta rời đi không không lúc nào không sau đó, bị Đạo Đức Thiên Tôn nửa đường cướp bóc, hắn đem ta huyền thế thiên bàn cướp đi, đưa đến ta thực lực tiến một bước suy thoái. Ta hôm nay thực lực, chân thực quá mức yếu ớt, tuy có nghịch thiên ảo thuật, nhưng không có đầy đủ đạo pháp căn cơ, ta như rời đi cái này cổ huyễn giới. Tùy tiện một cái vô lượng cảnh hậu kỳ tu sĩ, là được đem ta tru diệt, như vậy quá nguy hiểm. Ngươi như giúp ta đoạt lại huyền thế thiên bàn, ta liền lập tức rời núi, cuộc đời này liền đi theo ở ngươi cỡ đó, là thành lập luân hồi thiên quốc, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, dù chết không tiếc. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói tiền bối, Đạo Đức Thiên Tôn cướp đi ngươi bổn mệnh pháp bảo. Cổ Vĩnh Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, hắn cướp đi ta huyền thế thiên bàn sau đó. Lại ban cho Trùng Dương chân nhân, hôm nay ta huyền thế thiên bàn, liền chôn giấu ở Trùng Dương chân nhân lãnh địa, Thiên Dương vực bên trong. Người đi Thiên Dương vực, giúp ta đem huyền thế thiên bàn đoạt trở lại, ta lập tức rời núi. Nếu không, ta tu vi không có căn cơ, tùy tiện rời đi nơi đây, cũng chỉ có một con đường chết. Cái này thế gian, chỉ có tự thân đạo pháp tu vi, mới là căn bản nhất tồn tại. Cái gì khác pháp bảo binh khí, thần thông bí thuật. Thậm chí là 33 thiên thần thuật, cũng chỉ là bên ngoài đồ. Nếu như căn bản tu vi quá yếu, coi như chấp trưởng nghịch thiên thần thuật, tự thân nội tình cũng là hư yếu ớt quá, tùy thời có thể bị người giết chết. Hôm nay Cổ Vĩnh Tiêu căn bản tu vi, chính là quá yếu, hắn cần lần nữa lấy lại bổn mạng của mình pháp bảo, huyền thế thiên bàn, mới có khôi phục thực lực có thể. Trùng Dương chân nhân, Thiên Dương vực. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán. Lập tức liền suy diễn đến Thiên Dương vực tọa độ. Đó là Trùng Dương chân nhân lãnh địa, cũng là Tử Hoàng Tiên Cung chính phái nơi chủ yếu bàn, tọa độ cũng không có gì che giấu, đường đường tránh tránh,
Quang Minh Chánh Đại, giống nhau chính phái làm việc phong cách. Năm đó Đạo Đức Thiên Tôn, đem Huyền Thế Thiên Bàn ban cho Trùng Dương Chân Nhân, nhưng Trùng Dương Chân Nhân cho rằng, pháp bảo này lai lịch bất chánh, cho nên từ đầu đến cuối không có dùng, một mực chôn giấu ở trên trời dương vực lòng đất dưới. Diệp Thần phỏng đoán, nếu như mình đi thiên dương vực mà nói, có rất lớn cơ hội, đem vậy Huyền Thế Thiên Bàn, lần nữa đoạt trở lại. Cổ Vĩnh Tiêu nói, luân hồi chi chủ, như thế nào, người chịu giúp ta sao? Người nếu là có ý, tốt nhất hành động nhanh một chút, tử thần giáo đoàn bên kia, vậy phái người mời ta, ta không hề muốn đi theo bọn họ, nhưng bọn họ nếu như vận dụng cưỡng ép thủ đoạn, ta cũng khó mà thoát khỏi. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng rét một cái, nếu là Cổ Vĩnh Tiêu bị tử thần giáo đoàn cướp đi, vậy thì nguy hiểm. Tiền bối, người an tâm một chút chứa nóng, ta lập tức đi thiên dương vực một chuyến, nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm pháp bảo đoạt trở lại. Cổ Vĩnh Tiêu đại hỉ, nói, vậy thì tốt, ta đợi ngươi trở lại. Diệp Thần nư một tiếng, cùng gật đầu, chợt liền phong tỏa thiên dương vực tọa độ, biến dạng hư không đi. Cổ Vĩnh Tiêu người này, thân phận cực kỳ trọng yếu, Diệp Thần tự nhiên không thể nhìn hắn bị tử thần giáo đoàn cướp đi, hắn nhất định phải tranh thủ. Thiên dương vực, khoảng cách Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn cũng không xa. Làm Diệp Thần biến dạng hư không, hạ xuống đến thiên dương vực biên giới vắng lặng chi địa thời điểm, hắn mơ hồ tới giữa, cũng có thể thấy mảnh thế giới này ra, Tử Hoàng Tiên Cung Sơn Môn khí tượng. Nhìn ra xa thiên dương vực, Diệp Thần nhưng thấy toàn bộ thiên dương vực, khắp nơi treo trắng phiên, khắp nơi phiêu tán tiền vàng bạc, lại có rất nhiều đạo sĩ, ở tụng kinh thổi đánh, đốt nhang tế bái, bố trí lễ cúng, tựa hồ ở cử hành gì tang lễ long trọng. Còn thật nhiều tu sĩ, người mặc đồ tang, cánh tay quấn trắng mang, ở gào khóc nhớ lại trước chút gì. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, thiên cơ thấy rõ, nhất thời cũng biết, lúc đầu tự giết chết Đa Bảo Thiên Quân sau đó, đã kinh động toàn bộ Tử Hoàng Tiên Cung. Đa Bảo Thiên Quân chết đi, Đạo Đức Thiên Tôn sấm sét tức giận, thề muốn báo thù. Hôm nay, Tử Hoàng Tiên Cung dưới quyền chính phái tà phái, đã từ bỏ hiềm khích lúc trước, hoàn toàn kết hợp, do Trùng Dương Chân Nhân chấp trưởng. Chính phái tà phái kết hợp sau đó, đổi tên là Thánh Hỏa Điện, phụ trách bảo vệ mồi lửa nguyên. Nguyên bản chôn ở hỏa thần giới lòng đất mồi lửa, đã rời đến thiên dương vực, cũng cung phụng ở Thánh Hỏa Điện bên trong. Thánh Hỏa Điện điện chủ, chính là Trùng Dương Chân Nhân, hắn là thủ hộ mồi lửa người, lại bị Đạo Đức Thiên Tôn phong là Lương Vương. Lương Vương ý, chính là mồi lửa người thừa kế, tân hỏa tương truyền. Diệp Thần suy diễn thiên cơ, mơ hồ tới giữa. Phát hiện Đạo Đức Thiên Tôn và Trùng Dương Chân Nhân tới giữa, tựa hồ tồn tại ngăn cách. Cái này sắc phong Lương Vương, cũng không phải là Đạo Đức Thiên Tôn chủ ý. Trên thực tế, Đạo Đức Thiên Tôn chẳng muốn sắc phong người bất kỳ, hắn muốn vĩnh viễn chiếm đoạt mồi lửa, vậy không cần người khác thay thế hắn vị trí. Nhưng, Trùng Dương Chân Nhân lấy thân phận bức bách, cuối cùng ép được Đạo Đức Thiên Tôn khuất phục, sắc phong hắn là Lương Vương, chính là mồi lửa người thừa kế ý. Một khi Đạo Đức Thiên Tôn chết, liền do Trùng Dương Chân Nhân bảo vệ mồi lửa, tân hỏa tương truyền. Trùng Dương Chân Nhân có tương lai thân, hắn tương lai thân, là không không lúc nào không tán thần nhất mạch cao nhất nắm giữ, lấy hắn thân phận, cho dù là Đạo Đức Thiên Tôn, vậy phải cho hắn đầy đủ dùng lễ. Hôm nay, Trùng Dương Chân Nhân tấn phong Lương Vương, nhưng Thiên Dương vực bên trong, còn không cử hành chúc mừng nghi thức. Ngày hôm nay Thiên Dương vực cử hành, cũng không phải là cái gì chúc mừng nghi thức, mà là tang lễ. Đa Bảo Thiên Quân tang lễ. Ngày xưa tà phái các cường giả, toàn bộ quay về gộp lại đến Trùng Dương Chân Nhân dưới quyền. Tà phái chính phái kết hợp, đổi tên thành Thánh Lửa Điện, Trùng Dương Chân Nhân chấp trưởng điện chủ quyền bính, lại tấn phong Lương Vương, thanh thế có thể nói là vô cùng thật lớn. Lúc đầu Tử Hoàng Tiên Cung bên trong, lại có thể xảy ra như thế nhiều việc lớn. Diệp Thần trong lòng bàn tư, tạm thời tới giữa, vậy không nhìn thấu tương lai là phúc hay họa. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần thu liễm lại tạp niệm của nội tâm, hiện tại trọng yếu nhất, dĩ nhiên là đoạt lại Huyền Thế Thiên Bàn. Hắn thần thức, lặng yên không một tiếng động thả ra ngoài, theo dõi toàn bộ thiên dương vực. Sau đó, hắn liền thấy, ở trên trời dương vực trung ương, là một tòa thần thánh khoáng đạt đại điện, đó chính là Thánh Hỏa Điện. Thánh Hỏa Điện trung tâm trên quảng trường, thờ phụng một cái to lớn xương trắng bó đuốc bên trong thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng, đó chính là mồi lửa. Còn như vậy xương trắng bó đuốc,
dĩ nhiên chính là hỏa thần thiên tôn Tô Nghê Thường Di Hài. Diệp Thần nhìn mồi lửa, trong lòng toát ra một cái điên cuồng ý niệm. Hắn muốn vận dụng đại hoang thâu thiên thuật, đem lửa kia loại và bó đuốc, toàn bộ trộm với tay cầm. Bất quá, cái ý niệm này, cũng chỉ là thoáng hiện một cái chớp mắt, liền bị Diệp Thần bác bỏ. Lấy hắn thiên huyền cảnh tầng 2 thiên tu vi, ăn cắp mồi lửa, vẫn là quá nguy hiểm, không làm được không tiếng động bước. Chỉ cần hắn dám ăn cắp, lập tức cũng sẽ bị trùng dương chân nhân, đạo đức thiên tôn phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mồi lửa ta không trộm được, hoặc là có thể nếm thử một chút đem huyền thế thiên bàn trộm trở về. Diệp Thần nghĩ thầm, cẩn thận cảm ngộ bắt, trong sâu thẳm, liền bắt được huyền thế thiên bàn hơi thở. Huyền thế thiên bàn pháp bảo này, Diệp Thần trước kia cho tới bây giờ không có gặp qua, nhưng đó là Lôi Thần Thiên Tôn, ban cho Cổ Vĩnh Tiêu Đồ, phía trên lưu lại có hai người hơi thở. Cho nên, Diệp Thần dọc theo hơi thở này, một cái chớp mắt tới giữa, liền bắt được huyền thế thiên bàn chỗ. Vậy huyền thế thiên bàn, bề ngoài là một cái to lớn la bàn, lại bị che chôn ở lòng đất dưới. Thiên Dương vực lòng đất, có một tòa địa cung, vậy huyền thế thiên bàn, chính là địa cung căn cơ sở tại. Làm Diệp Thần thần thức, thấm vào tới đất cung dưới, nhưng là kinh ngạc phát hiện, ở huyền thế thiên bàn phía trên, vô số xích sắt xen lẫn, trói phong ấn một người. Đó là một cái uy mãnh như chiến thần nam tử, Diệp Thần cẩn thận vừa thấy, nhất thời liền nhận ra, lại là ngày xưa hỏa thần thiên tôn cung đỉnh canh phòng, kiếp thiên chiến đế. Trước đây, Diệp Thần đi tổ thần vương lãnh địa hạo thiên vực, cướp lấy thiên quân phong thần bia thời điểm, liền gặp được kiếp thiên chiến đế. Cái này kiếp thiên chiến đế, ngày xưa bảo vệ hỏa thần thiên tôn, thực lực vô cùng cường đại. Đạo đức thiên tôn thí thần chứng đạo, giết chết hỏa thần thiên tôn, để cho được kiếp thiên chiến đế hận thấu xương. Kiếp thiên chiến đế muốn tìm đạo đức thiên tôn trả thù, nhưng hiện tại, hắn bị nhốt ở chỗ này, hiển nhiên là trả thù thất bại, lâm vào là tù nhân. Kiếp thiên chiến đế dưới chân, chính là vậy huyền thế thiên bàn. Huyền thế thiên bàn toàn thân phơi bày xanh thẫm màu sắc, nguyên cái la bàn pháp bảo bên trong, hàm chứa rất nhiều ảo ảnh, như mộng cảnh vậy không ngừng qua lại xen lẫn. Tầng kia tầng ảo ảnh phóng thích, nhưng kiếp thiên chiến đế trong mắt như núi cao vậy lạnh lùng, tựa hồ không có động tĩnh. Có hai trưởng lão, đang canh giữ trước kiếp thiên chiến đế. Trên tay bọn họ, đều cầm mang theo gai nhọn roi, cười gằn một cái quất về phía kiếp thiên chiến đế. Kiếp thiên chiến đế vậy to lớn tráng kiện thân thể, ở hai trưởng lão quất mạnh hạ, cũng là xuất hiện từng cái vết máu, nhìn thấy mà đau lòng. Bất quá, từ đầu đến cuối, kiếp thiên chiến đế cũng không có hừ một tiếng, càng không có ủy khuất cầu xin tha thứ. Kiếp thiên chiến đế, nói mau, hỏa thần thiên tôn bảo tàng ở địa phương nào? Hi hi, người sớm chút nói, liền sớm chút giải thoát. Vậy hai trưởng lão, một bên quất mạnh trước kiếp thiên chiến đế, một bên quát hỏi trước. Xem bọn họ vậy giữ tợn diễn cảm, hiển nhiên là tà phái xuất thân nhân vật, bây giờ bị thu về thánh hỏa điện, phụ trách trông chừng kiếp thiên chiến đế. Hơn nữa, bọn họ còn muốn từ kiếp thiên chiến đế trong miệng, tra hỏi ra hỏa thần bảo tàng rơi xuống. Truyền thuyết, cửu thần thời đại mỗi một vị thần tôn, đều có một cái bảo tàng, bên trong siêu tầm có vô số chân bảo. Giống như là nham thần thiên tôn bảo tàng, Diệp Thần liền kiến thức qua, còn dựa vào vậy nham thần bảo tàng, thành công tu bổ thanh liên phân thân, ngoài ra còn chiếm được kim trương thần ấn, thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Hỏa thần thiên tôn bảo tàng, giá trị khẳng định cũng là không phải chuyện đùa. Ở đó hai cái tà phái trưởng lão cha hỏi hạ, kiếp thiên chiến đế như cũ không có động tĩnh, không nói một lời, như núi cao vậy yên lặng, như pho tượng lạnh lùng. Không nói đúng không? Ta đây muốn xem, người xương cứng bao nhiêu. Huyền thế thiên bàn, xâm la vạn tượng, khải. Vậy hai trưởng lão, một người tiếp tục chấp roi đánh khảo kiếp thiên chiến đế, một người khác phóng thích linh khí, bơm vào đến huyền thế thiên bàn bên trong. Giao. Vậy huyền thế thiên bàn, nhất thời toát ra ngập trời chạm ánh sáng màu lam, ảo ảnh hơi thở đại thịnh. Kiếp thiên chiến đế rên lên một tiếng, nguyên bản trầm ổn lạnh lùng trong mắt, trong thoáng chốc đổi được vặn vẹo thống khổ. Xuất hiện to lớn tâm trạng chập chờn, cũng không biết hắn nhìn thấy gì ảo ảnh. Diệp Thần nhìn một màn này, trên mặt không biểu tình gì. Đối với kiếp thiên chiến đế, hắn cũng không coi là kẻ thù, vậy không có hảo cảm gì. Đại hoang thâu thiên thuật, cho ta ăn cắp. Diệp Thần thần thức xuyên thấu hư không, bao phủ đến vậy huyền thế thiên bàn phía trên,
trực tiếp thi triển đại hoang thâu thiên thuật, bắt đầu ăn cắp. Từng cái màu đen hư không kẽ hở, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở huyền thế thiên bàn bốn phía. Ở huyền thế thiên bàn toát ra xanh thẳm ánh sáng ánh chiếu hạ, vậy hai cái tà phái trưởng lão, cũng không có phát hiện những cái kia hư không kẽ hở tồn tại. Một cổ đến từ hoang cổ, quỷ bí vô cùng, mang cao nhất trộm đoạt hơi thở năng lượng ba động, từ những cái kia hư không trong khe tràn ngập ra, cũng thấm vào đến toàn bộ huyền thế thiên bàn bên trong. Diệp Thần triển khai ăn trộm, hắn muốn lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, đem toàn bộ huyền thế thiên bàn, toàn bộ trộm qua tới. Vù vù. Diệp Thần quanh thân hư không, xuất hiện không tầm thường chấn động. Từng cái màu xanh điểm sáng, như đom đóm vậy, nổi lên, cũng ở sau lưng hắn, chậm rãi hội tụ thành một cái la bàn hình thức ban đầu. Khoảnh khắc tới giữa, một cái to lớn màu xanh ra trời la bàn, liền xuất hiện ở Diệp Thần phía sau, yên tĩnh trôi lơ lửng ở trong hư không. Đó chính là huyền thế thiên bàn. Diệp Thần thi triển đại hoang thâu thiên thuật, chỉ tốn không tới một nén hương thời gian, liền đem toàn bộ huyền thế thiên bàn, toàn bộ trộm với tay cầm. Thành công! Diệp Thần thấy sau lưng huyền thế thiên bàn, nội tâm cũng là vô cùng kích động. Hắn đối đại hoang thâu thiên thuật vận dụng, thật là càng ngày càng thành thạo, mặc dù còn không trộm được mồi lửa, thiên hoàng cổ chung những thứ này, nhưng muốn trộm một cái huyền thế thiên bàn, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Trong địa cung, vậy hai cái tà phái trưởng lão, trơ mắt nhìn huyền thế thiên bàn, hóa thành một chút xíu ánh sáng xanh lam tiêu tán đi. Đây là, chuyện gì xảy ra? Huyền thế thiên bàn, làm sao biến mất? Vậy hai cái tà phái trưởng lão, tại chỗ sợ ngây người. Ngay sau đó, bọn họ bắt được thiên cơ, nhất thời cảm thấy không ổn, sắc mặt đại biến. Là đại hoang thâu thiên thuật. Luân hồi chi chủ, đáng chết, là luân hồi chi chủ vậy tiểu tử, trộm đi huyền thế thiên bàn. Mau truy đuổi. Nếu là huyền thế thiên bàn mất, trùng dương chân nhân trách tội xuống, vậy cũng phiền toái. Hai cái tà phái trưởng lão mặt tràn đầy sợ hãi, lập tức phong tỏa thiên cơ hơi thở phương hướng, biến dạng hư không, hướng Diệp Thần đuổi giết. Trong địa cung, chỉ còn lại kiếp thiên chiến đế một người. Hắn như cũng bị vô số xích sắt nhốt, nhưng không có huyền thế thiên bàn chế ước, trước mắt ảo ảnh toàn bộ tản đi, áp lực lớn giảm nhiều nhẹ. Là ngươi sao, luân hồi chi chủ. Kiếp thiên chiến đế lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt lộ ra một chút mê mang. Thời khắc này Diệp Thần, trộm được huyền thế thiên bàn sau đó, lập tức liền muốn rời đi. Nhưng lúc này, hư không nổ, vậy hai cái tà phái trưởng lão, đã từ địa cung bên trong giết ra, trực tiếp phá hư hạ xuống đến Diệp Thần trước mặt. Thằng nhóc, thật là to gan. Ngươi giết Đa Bảo Thiên Quân đại nhân, còn dám xông vào ta Tử Hoàng Tiên Cung địa bàn. Hai cái tà phái trưởng lão, thần sắc tức giận, lập tức giấy lên một phát phù chiếu. Trong thoáng chốc, toàn bộ Thiên Dương vực, khắp nơi vang lên phòng bị tiếng kèn lệnh. Thiên Dương vực các nơi, tất cả chính phái tà phái các cường giả, đều là thiên cơ thấy rõ, biết Diệp Thần xông vào, thậm chí muốn trộm đi huyền thế thiên bàn. Không tốt! Diệp Thần mắt gặp mình bại lộ, không khỏi được mặt liền biến sắc. Nơi này là Thiên Dương vực, cũng coi là Tử Hoàng Tiên Cung địa bàn, hắn ở chỗ này hoạt động, bị địa mạch ảnh hưởng, hạn chế cực lớn, nếu như bùng nổ chiến đấu, cực đoan bất lợi. Huống chi, coi như không có bất kỳ hạn chế nào, lấy hắn thực lực trước mắt, trực diện trùng dương chân nhân, vẫn là quá mức nguy hiểm. Dẫu sao, trùng dương chân nhân là có tương lai người người, tuy nói bề ngoài tu vi chỉ là chính xác tiên đế, nhưng trong thực tế lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Thằng nhóc, chết đi. Vậy hai cái tà phái trưởng lão, cả người linh khí nổ, dẫn đầu hướng Diệp Thần ra tay, muốn dựa vào địa mạch khí vận ưu thế, trực tiếp chân áp Diệp Thần. Cuồng bạo vô lượng linh khí, từ bọn họ trên bàn tay bộc phát ra, hội tụ thành hai con thần long vậy, lăng không hướng Diệp Thần bổ xuống. Thiên đế linh khiếp, cho ta phòng ấn. Diệp Thần mắt gặp tình thế nguy cấp, vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức sử dụng thiên đế linh khiếp, ấn quyết trong tay động một cái, thiên đế linh khiếp mở ra, nội bộ hắc ám hủy diệt không gian hiện lên, một cổ kinh khủng hấp lực truyền ra. Vậy hai trưởng lão, bị hút đến thiên đế linh khiếp bên trong đi, kêu thảm một tiếng, tại chỗ liền bị nghiền diệt thành hư không, liền kiếp bụi cũng không có để lại. Thiên đế linh khiếp là mộ cung truyền thừa xuống chí bảo, chính là tương lai chứa đựng luân hồi vãng thế thư đồ đựng, phong ấn giết hại uy năng cực mạnh, vậy vô lượng cảnh tu sĩ, bị hút vào thiên đế linh khiếp bên trong,
cũng chỉ có hóa thành hư vô kết quả. Vậy hai cái tà phái trưởng lão, tự nhiên cũng không cách nào kháng cự thiên đế linh khiếp uy năng, bọn họ bị hút vào, tại chỗ liền bị nghiền diệt hóa thành hư không. Uy lực thật là khủng khiếp. Diệp Thần thấy vậy, nội tâm cũng là ngần than thầm. Ngày này đế linh khiếp, uy lực quả nhiên là đáng sợ, chỉ sợ cũng coi như là thiên tâm lão tổ, bị phong ấn tiến vào, cũng chỉ có một con đường chết. Suy suy suy. Lúc này, thiên dương vực bốn phương tám hướng, từng đạo lưu quang phóng tới. Diệp Thần hơi thở, đã hoàn toàn bại lộ, hiện tại toàn bộ thiên dương vực cường giả, bất kể là chính phái vẫn là tà phái, cũng điên cuồng đuổi giết tới đây. Thậm chí, Diệp Thần còn cảm nhận được, sau lưng trùng dương chân nhân hơi thở. Hắn muốn biến dạng không gian rời đi, nhưng toàn bộ thiên dương vực hư không, đều bị hoàn toàn phong khóa lại, hắn trong chốc lát cũng khó mà đột phá. Nguy rồi. Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, nhớ nhung trong chuyển động, lập tức thu hồi huyền thế thiên bàn, phong tỏa phương xa một cái tọa độ, thi triển đại hoang thâu thiên thuật, ăn trộm không gian, xúc địa thành thốn, phá không đi. Địa phương hắn muốn đi, chính là địa cung, nhốt kiếp thiên chiến đế địa phương. Hôm nay thiên dương vực hư không phong tỏa, nhưng Diệp Thần lợi dụng đại hoang thâu thiên thuật, có thể ngắn ngủi đột phá hư không, qua lại thuấn di. Dĩ nhiên, như vậy thuấn di, chỉ có thể là phạm vi nhỏ bên trong, tối đa chu vi mấy ngàn dặm. Toàn bộ thiên dương vực cường giả, cũng đang đuổi giết Diệp Thần, mà chỗ nguy hiểm nhất, thường thường là an toàn nhất. Diệp Thần dự định đi chỗ đó địa cung tạm lánh, lại chờ cơ hội chạy trốn. Suy rồi. Mượn đại hoang thâu thiên thuật, Diệp Thần rất nhanh đi tới vậy địa cung, sẽ đến kiếp thiên chiến đế trước mặt. Kiếp thiên chiến đế cả người bị xích sắt trói nhốt, trên mình hiện đầy vết thương, vẻ mặt nhưng là bất khuất cùng lạnh lùng. Ban đầu bởi vì tranh đoạt thiên quân phong thần bia, Diệp Thần cùng hắn tranh đấu kịch liệt, thậm chí cuối cùng, Diệp Thần còn dùng giả thiên quân phong thần bia, lừa gạt hắn, nào nghĩ tới ngày hôm nay, lại sẽ ở chỗ này gặp nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều là yên lặng. Luân hồi chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, kiếp thiên chiến đế dẫn đầu mở miệng trước, đánh vỡ yên lặng. Còn ở hận chúng ta sao? Diệp Thần hỏi. Trước đây, kiếp thiên chiến đế đối luân hồi trận doanh, có thể nói thống hận tận xương, từ đầu đến cuối không đồng ý Kỳ Tư Thanh, cho rằng nàng là một cái tội nhân, ăn cắp hỏa thần thiên tôn đạo thống. Hôm nay, Diệp Thần gặp hắn ánh mắt sửng dưng, tựa hồ đã không có ngày xưa hận ý. Không biết, có thể không hận đi, người có thể tấn thăng thiên huyền cảnh, các người luân hồi trận doanh, có lẽ thật có thừa kế hỏa thần đại nhân đạo chính thống tư cách đi. Kiếp thiên chiến đế nói. Ta nghĩ, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần nhún vai một cái, mỉm cười nói. Giết ta đi. Kiếp thiên chiến đế đột nhiên nói. Cái gì? Diệp Thần có chút không rõ cho nên. Ta cảm nhận được liền hỏa thần đại nhân hơi thở, nàng hài cốt liền ở chỗ này, ta muốn đi cùng nàng. Ta ở lại chỗ này nữa, chỉ sẽ bị tử hoàng thiên cung người tiếp tục hành hạ, bọn họ muốn ở ta trong miệng, tra hỏi ra hỏa thần đại nhân bảo tàng rơi xuống. Ha ha, thật ra thì ta trí nhớ, đã mài mòn quá nhiều, bảo tàng rơi xuống, ta cũng quên. Ta chỉ nhớ, ta sứ mạng, liền là thủ hộ hỏa thần đại nhân, nàng một người thừa nhận mồi lửa hành hạ, ta nên trở về đi bảo vệ nàng. Kiếp thiên chiến đế giọng bên trong, mang vô tận thê lương. Thánh hỏa điện thờ phụng mồi lửa, mà chứa đựng mồi lửa đồ đựng, chính là do hỏa thần thiên tôn hải cốt đúc thành. Hôm nay kiếp thiên chiến đế mong muốn, chính là giải thoát, kết thúc thời khắc này sinh mạng, sau đó ý chí trở lại hỏa thần thiên tôn bên người, tiếp tục hoàn thành hắn bảo vệ sứ mạng. Diệp Thần nghe kiếp thiên chiến đế mà nói, nhất thời im lặng. Động thủ đi, giết ta. Kiếp thiên chiến đế nói lần nữa. Diệp Thần như cũ im lặng, không có động tác. Kiếp thiên chiến đế than thở một tiếng, lại nói, vậy ngươi thay ta chặt đứt gông xiềng. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, được. Rút ra luân hồi thiên kiếm, kiếm quang lướt qua, đem kiếp thiên chiến đế trên mình xiềng xích, toàn bộ chặt đứt. Những thứ này xiềng xích mang theo cấm chế, nhưng tự nhiên không làm khó được Diệp Thần. Ở chặt đứt xiềng xích sau đó, Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau hai bước, ngưng thần phòng bị. Bất quá thật may, kiếp thiên chiến đế thoát khốn sau đó, cũng không có hướng Diệp Thần động thủ, thần sắc như cũ bình tĩnh, nói, đa tạ. Câu này đa tạ nói ra, hắn cả người linh khí nổ,
vung tay lên, một cán chiến kích từ hắn lòng bàn tay hiện lên. Ngay sau đó, hắn cả người khí huyết tánh mạng, lại là kịch liệt bốc cháy, như dục hỏa phượng hoàng. Luân hồi chi chủ, đa tạ, ta phải đi, ta và hỏa thần đại nhân, ở thánh hỏa điện chờ ngươi. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, ngươi có thể tiến vào thánh hỏa điện, cướp đi mồi lửa, vậy vốn là thì hẳn là ngươi đồ. Trước khi đi, ta đưa ngươi một chút lễ vật, là ta chọn đời võ đạo kết tinh, chúng ta cuối cùng sẽ gặp lại. Đi đôi với một hồi ùng ùng cháy tiếng vang, kiếp thiên chiến đế thân thể, hóa thành kiếp bụi, liền chung quanh không gian, cũng bởi vì hắn thiêu đốt kịch liệt nhiệt độ cao, hoàn toàn bốc hơi lên vặn vẹo. Không gian vặn vẹo dưới, một miếng ngọn lửa cửa nổi lên, nóng rực ngọn lửa không ngừng cháy, giống như viễn cổ dã thú đang gầm thét, chấn động tâm hồn người. Còn có một viên màu đỏ thấm kết tinh, trôi lơ lửng ở trong hư không, kết tinh bên trong đóng dấu trước một cái cướp chữ. Đây là kiếp thiên chiến đế lưu lại võ đạo kết tinh, bên trong hàm chứa hắn trọn đời võ đạo cảm ngộ. Viên này kết tinh, chậm rãi bắn về phía Diệp Thần ấn đường. Diệp Thần bắt được một cổ cơ duyên tạo hóa hơi thở, liền bình tĩnh đứng tại chỗ tiếp nhận. Bót! Như vậy thể hồ quán đỉnh vậy, viên kia võ đạo kết tinh, khảm nạm nhập Diệp Thần ấn đường bên trong, lập tức liền cùng hắn hòa làm một thể, các loại võ đạo cảm ngộ, tràn vào trong lòng. Kiếp thiên chiến đế võ đạo, chính là một cái cướp chữ, cướp bóc thiên địa vạn vật, hóa cho mình dùng, vô cùng bá đạo. Từ góc độ nào đó trên nói, cái loại này cướp thiên võ đạo, cùng đại hoang thâu thiên thuật, ngược lại là có một chút tương tự, bất quá muốn bá đạo được hơn. Đại hoang thâu thiên thuật, là lặng yên không tiếng động ăn cắp. Mà cướp thiên võ đạo, chính là bá đạo vô cùng cướp bóc, cướp đoạt, chiếm đoạt, nghiền ép, là một loại vô cùng là cương mãnh thuần túy đạo pháp. Dĩ nhiên, nếu như từ tổng hợp góc độ cân nhắc, vậy dĩ nhiên là đại hoang thâu thiên thuật tuyệt diệu được nhiều, dẫu sao thiên địa vạn vật đều có thể ăn cắp. Cướp thiên võ đạo, là một loại chiến pháp, giết hại, kịch đấu, lấy hùng phách thiên xuống tư thái, hoành đẩy hoàn vũ tinh không. Năm đó kiếp thiên chiến đế, tu luyện cướp thiên võ đạo, là hỏa thần thiên tôn tọa hạ thứ nhất hộ vệ, đỉnh cấp thời điểm uy năng, đặc biệt khủng bố. Diệp Thần thừa kế hắn võ đạo kết tinh, như có thần giúp, cả người linh khí nổ, tu vi lại tiến bộ một chút xíu, khoảng cách thiên huyền cảnh ba tầng thiên, chỉ kém một tầng cửa sổ giấy, rất nhanh thì phải đột phá. Rất tốt, ta lại sắp đột phá. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng. Theo tu vi tiến bộ, hắn đối chung quanh linh khí biến hóa cảm ứng, càng rõ ràng. Hắn rõ ràng cảm giác được, trên mặt đất, ở trên trời dương vực nhất trung tâm, tòa kia hùng vĩ thánh hỏa điện, mồi lửa đang thiêu đốt, nhô lên ra năng lượng tinh thuần hơi thở, mơ hồ cùng hắn luân hồi huyết mạch đồng tình. Lửa kia loại nguyên, quả nhiên là ta luân hồi huyết mạch một phần chia. Diệp Thần nghĩ thầm, rất muốn trực tiếp cướp lấy mồi lửa, hóa cho mình dùng. Nhưng hiện tại, lấy hắn tu vi, hiển nhiên còn không cấu kết chỉ mồi lửa tư cách. Hơi hít thở một cái khí, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mắt ngọn lửa cửa, liền sải bước vào đi, chuẩn bị rời đi. Huyền thế thiên bàn hắn đã bắt được, tiếp theo, là thời điểm trở về tìm cổ Vĩnh Tiêu. Luân hồi chi chủ, nếu đại giá ngươi đến chơi, cần gì phải gấp như vậy trước đi đây? Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị lúc rời đi, một đạo hùng hồn thanh âm giả nua, từ trên 9 tầng trời truyền xuống. Rắc rắc sát, hạ một sát, mặt đất văng tung tóe, một cái kẽ hở nứt ra. Diệp Thần chỗ ở địa cung thế giới, hoàn toàn bại lộ ra, ánh mặt trời chiếu rọi đi vào, làm người ta hoa mắt. Trước mặt hắn ngọn lửa cửa, trực tiếp bị một cổ lực lượng vô hình nghiền nát, chung quanh không gian phong tỏa, lại là vững chắc, vô cùng kiềm chế. Ngoại giới, thiên dương vực bốn phương tám hướng cường giả, cũng giống như sao rơi phóng tới, vô số khí tức cường đại, làm người ta nghẹt thở. Ngay chớp mắt, không biết có nhiều ít cường giả, chi chít, ra bây giờ bên ngoài, mơ hồ vây lại Diệp Thần. Cực cao trên bầu trời, khí lưu chấn động, tiếng sấm nổ ầm, xuất hiện một viên chói mắt cực kỳ tinh thần, đó là trùng dương chân nhân pháp bảo, trùng dương thiên tinh. Ngay sau đó, trùng dương chân nhân bóng người, chậm rãi từ thiên tinh trên hạ xuống, bên cạnh là hắn học trò, Phạm Tinh Nghiên. Hôm nay trùng dương chân nhân, chính là thánh hỏa điện điện chủ, hơn nữa được sắc phong là lương vương, một khi đạo đức thiên tôn chết, hắn chính là mồi lửa người thừa kế, cũng là tử hoàng tiên cung trưởng giáo đại vị người thừa kế.
bàng bạc, khoáng đạt, vô địch tiên đế hơi thở, ở trùng dương chân nhân trên mình nổ tung. Ngày xưa trùng dương chân nhân, chỉ có đang mượn giúp tương lai người dưới trạng thái, mới có thể có tiên đế cấp bậc thực lực. Nhưng hôm nay, hắn không cần dựa vào tương lai thân, chính hắn cũng đã tấn thăng tiên đế. Mênh mông tiên đế uy nghiêm, nóng rực như trời, bao phủ toàn trường, làm người ta kiềm chế. Trùng dương chân nhân trong mắt, liền giống như là hai bánh mặt trời gay gắt vậy, nhìn thẳng Diệp Thần. Một bên Phạm Tinh Nghiên, nhìn Diệp Thần, mắt đẹp bên trong mang một chút bi thương thương xót ý, nhẹ nhàng kéo kéo trùng dương chân nhân ống tay áo, kêu lên, sư phụ. Hiện tại thế cục đặc biệt nguy hiểm hiểm, nàng không hề muốn Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần thấy trùng dương chân nhân xuất hiện, sắc mặt cũng là trầm xuống. Hắn đã lấy được rồi huyền thế thiên bàn, nhưng xem thế cục này, muốn rời đi, sợ rằng không quá dễ dàng. Trùng dương chân nhân nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Phạm Tinh Nghiên, cuối cùng mong xuống phía dưới thánh hỏa điện một cái ông già, nói Trần trưởng lão, ngươi đi ra. Vậy ông già lên tiếng đáp lại bước ra khỏi hàng, chắp tay nói, gặp qua lương vương đại nhân. Hôm nay trùng dương chân nhân, có rất nhiều chức vụ, thánh hỏa điện điện chủ, tương lai tán thần chủ, ngày xưa chính phái lãnh tụ, lương vương vân. Vân, cái này rất nhiều danh hiệu bên trong, tán thần chủ tôn quý nhất thủ thắng, nhưng dẫu sao đó là tương lai. Hiện tại tôn quý nhất danh hiệu, dĩ nhiên là lương vương, có thừa kế mồi lửa, chấp trưởng tử hoàng tiên cung cao nhất quyền bính tư cách. Trùng dương chân nhân gật đầu một cái, lại hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ. Người đã từng đối đầu nhi ta có ân, ta cho một mình ngươi cơ hội, ngươi nếu có thể ở một nén hương trong thời gian, đánh bại Trần trưởng lão, ngươi ngày hôm nay liền có thể đi. Nếu không, ngươi ở lại đây đi, đời này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Lời nói này rơi xuống, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt, cũng hội tụ ở đó Trần trưởng lão trên mình. Thánh hỏa điện có tứ đại trưởng lão, Trần trưởng lão chính là một, hắn người mặc màu xanh da trời đạo bào. Cả người tiên khí bàng bạc, tu vi đã đến chính xác tiên đế đỉnh cấp, vô hạn đến gần tiên đế. Hơn nữa, hắn trên mình, có không không thời không năng lượng ba động. Hắn không phải thông thường chính xác tiên đế, mà là lĩnh ngộ một chút không không phép tắc chính xác tiên đế. Hắn hiển nhiên là trùng dương chân nhân tâm phúc, đã từng trùng dương chân nhân chỉ điểm, cả người thực lực 10 phần cường hãn. Vậy Trần trưởng lão nghe vậy, cũng là kinh ngạc, ánh mắt nhìn về Diệp Thần. Diệp Thần đã tấn thăng thiên huyền cảnh, hơn nữa còn đánh chết đa bảo thiên quân, thực lực là long trời lở đất vậy khủng bố. Trần trưởng lão cho dù là chính xác tiên đế cấp cường giả khác, vậy không lòng tin chiến thắng Diệp Thần. Nhưng hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nơi này là thiên dương vực, ta chiếm hết địa mạch khí vận ưu thế, muốn chấn áp vậy tiểu tử, chưa chắc không có khả năng. Hơn nữa, lương vương đại nhân nói là, muốn vậy tiểu tử, ở một nén hương trong thời gian đánh bại ta. Ta chỉ muốn giữ cho không bị bại, chống nổi một nén hương thời gian, liền coi là thắng, đây chẳng phải là rất dễ dàng. Diệp Thần thực lực quá mạnh mẽ, coi như cái này Trần trưởng lão, tu vi vô hạn đến gần tiên đế, thậm chí nắm trong tay một chút không không thời không quy luật năng lượng, hắn cũng không có lòng tin đánh bại Diệp Thần. Nhưng hiện tại, hắn chỉ phải sống một nén hương thời gian bất bại, liền coi là thắng được, hắn tự nghĩ không hề mệt khó khăn, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Một nén hương sao? Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, nếu như là không hạn chế thời gian, hắn có lòng tin đánh chết bất kỳ chính xác tiên đế cấp cường giả khác. Dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, có thể áp chế người hắn, chỉ có trong truyền thuyết tiên đế, đó là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại. Nhưng hiện tại, hạn chế một nén hương thời gian, cục diện liền khó giải quyết nhiều. Muốn ở một nén hương trong thời gian, đánh bại một cái chính xác tiên đế, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Như thế nào, hoặc là ngươi có thể thử nghiệm một tí, ở ta dưới quyền chạy khỏi, xem có thể hay không chạy mất. Trùng dương chân nhân ánh mắt lãnh đạm nhìn Diệp Thần, sau lưng thời không dạn nứt, mơ hồ có không bất lực tính chiếu nghiêng xuống.